chương 3141, ai phản đối cũng không dùng. Bao quát chính ngươi. chương 3141, ai phản đối cũng không dùng. Bao quát chính ngươi. Của Hàn Ngọc cười hít mắt nhìn lấy lâm mặc ngữ, trong ánh mắt mang theo ba phần ôn nhu, có thể càng nhiều hơn là chơi thật khá. Loại ánh mắt đó làm cho lâm mặc ngữ cảm thấy mình chính là ngu ngốc. Hàn y thức đến, đây cũng là một thường thức tính vấn đề, chính mình cũng không biết. Lâm mặc ngữ nói, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, Nói nhanh một chút a. À. Cổ Hàn Lọc nói. Côn thiên côn nhất tộc, ở rất cổ xưa thời điểm, bị người nguyền rủa, bọn họ nhất tộc khí vận thập phần thấp kém, tuy là có thể thuận lợi lớn lên, trở thành đạo tôn cảnh linh thú, có thể cuối cùng sẽ ở một thời điểm nào đó hỏng bét, đi đời nhà ma, ta không biết ngươi là đang ở tình huống nào đạt được nó. Nếu như không có đoán sai, 89 phần 10 chính là ở nó thập phần xui xảo thời điểm, lâm mặc ngữ vừa ngay, còn giống như thực sự là như vậy bị đập ở cân bằng bảo thạch bên trong ước chừng 10 vạn năm không thể động đậy, nhớ tới. Đúng là quá xui xẻo, hơn nữa con kia bị trượng đông thăng bắt được thôn thiên côn, cũng là nhận hết các mại dàn vặt, đồng dạo xem như là xui xẻo, đương nhiên, cũng có thể đem coi như là ngoài ý muốn. Có thể nếu cổ Hàn Ngọc nói như vậy, vậy cũng không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy, cổ Hàn Ngọc tiếp tục nói. Không chỉ là thôn thiên côn bản thân xui xẻo, phàm là chủ nhân của bọn nó, cũng sẽ cùng tham một lúc xui xẻo trong lịch sử đạt được thôn thiên cô nhân không ít thế nhưng 743 có thể chết già không có mấy cái bất quá nguy khí vận hẳn rất mạnh mẽ có lẽ có thể chấn áp chớ chú cô hàn ngọc cười càng ngày càng nguy hiểm nàng đương nhiên biết lâm mặc ngữ khí vận mạnh mẽ không chỉ có là thái âm chi tử ngay cả mình được sở dĩ tự mình nói những lời này đại bộ phận là dạo dạ lâm mặc ngữ mà thôi lâm mặc ngữ sau khi nghe tựa hồ như thật khảo nào ta sẽ gặp phải triệu đông thăng xem ra cũng có cái này tiểu ra hỏa phần không biết vị tiền bối kia vì sao phải đối với thôn thiên côn nhất tộc tiến hành chớ chú cô hăn ngọc nói truyền thuyết là bởi vì thôn thiên côn trộm hắn bản nguyên linh mạch đúng lúc hắn tu luyện chớ chú đại đạo sở dĩ chỉ có thể coi là thôn thiên côn nhất tộc xui xẻo có biện pháp giải trừ sao lâm mặc ngữ không khỏi vấn đạo cô hăn ngọc nói Hóa a hiện tại thôn thiên côn một đời lại một đời sinh sôi nảy nở chớ chú đã sớm thâm nhập huyết mạch từ hậu thiên chuyển làm tiên thiên tự nhiên là không cách nào giải trừ trừ phi có thể tìm tới năm đó cái kia vị dưới chớ chú người có lẽ còn có chút hy vọng lâm mặc ngữ kỳ quái nói vị tiền bối kia chẳng lẽ còn sống cô hàn lọc cười ha hà nói có lẽ còn sống a à. dù sao loại cảnh giới đó không phải chúng ta có thể suy đoán ngươi cũng có thể hỏi một chút nó làm không cẩn thận trong huyết mạch của nó sẽ có đáp án lâm mặc ngữ quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tam đang ở dần vạt triệu đông thăng hình ảnh kia có chút đạch khái là khó coi cô hàn lọc đứng ở thái dương bản nguyên dưới nhìn phía ngọc kiếm thành phương hướng rưỡi người cái này ánh nắng còn rất xinh đẹp nhìn lấy của hàn ngọc vô hạn mỹ hảo bối ảnh lâm mặc ngữ cười nói tuy đẹp cũng đẹp bất quá ngươi cổ hàn ngọc rõ ràng cho thấy cười khẽ một tiếng chờ các loại lộn lại lúc nụ cười đã chú liễm hơn phân nửa tiếp theo ngươi định làm như thế nào lâm mặc ngữ nói ta dự định đi đông châu ngươi lần trước nói không sai nam châu đã không có gì địa phương có thể chứa đựng thế lực mới đông châu mới là thích hợp nhất chỗ của ta Cổ Hàn Ngọc nói. Đông Châu phân tranh không ngừng, nơi đó rất nguy hiểm, Lâm Mặc Ngữ nói. Hỗn loạn là ta sinh trưởng thổ nhưỡng, ta tử sinh hoạt tại thế giới nguy hiểm bên trong, nguy hiểm với ta mà nói. Là một thói quen bình thường, Cổ Hàn Ngọc biết mình không ngăn cản được Lâm Mặc Ngữ, ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, nàng đã biết đại khái Lâm Mặc Ngữ tính cách. Trên cơ bản làm ra quyết định chuyện, liền sẽ không cải biến, Cổ Hàn Ngọc thấp giọng nỉ non Lâm Mặc Ngữ lời nói. Nguy hiểm là một thói quen bình thường, có thể nói ra lời như vậy, đủ có thể thấy lâm mặc ngữ đã từng sinh hoạt địa phương có bao nhiêu không xong cô hàn ngọc cũng không có đi hỏi thăm lâm mặc ngữ quá khứ nàng không thích quay đầu xem càng muốn nhìn về phía viễn vương con đường phía trước 989 tám nếu như ngươi có thể ở đông châu đặt chân có tính toán gì không hay tính toán gì lâm mặc ngữ khẽ cười một tiếng ngược lại là không có gì cụ thể dự định đi một bước xe một bước a nếu như nói mục tiêu nói ngược lại là có một cái cô hàn ngọc nói nói một chút coi lâm mặc ngữ cười nói tu luyện tới cực hạn đem ta sáu vị thế tử tìm trở về cổ hàn Ngọc thân thể chợt run lên khác khuôn mặt không cách nào tin tưởng ngươi đã thành hôn lâm mặc ngữ nói phía trước không có cơ hội cùng ngươi nói ta xác thực đã thành hôn hơn nữa ta có sáu vị thế tử cổ hàn ngọc sắc mặt cũng không dễ nhìn trong mắt tràn đầy tức giận lâm mặc ngữ phảng phất không thấy được nét mặt của nàng tự mình nói rằng trong đó bốn vị là ta vẫn chưa tới siêu thần cảnh trước cưới hai vị khác là ta ở trí tôn cảnh lúc cưới đã quên nói cho ngươi biết, ta đến từ giới hải thế giới, ta, à, được rồi, ta còn có một cái tỷ tỷ, thân tỷ tỷ, nàng sớm ta một bước tới bản nguyên đại lục, hiện nay ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Cổ Hàn Lọc cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là thành thực, Lâm Mạc Ngữ nói. Đối với ta người tín nhiệm, ta từ sẽ không giấu giếm cái gì, chúng ta có phu thê chi thực, vô luận là liên lý chi cũng tốt, nguyên nhân khác cũng được, nói chung ta đã đem ngươi trở thành thê tử, tương lai chờ ta thực lực đầy đủ, ta sẽ tới cưới ngươi ta biết các ngươi hàn thủy thánh địa thánh chủ không thể giả ra ngoài nhưng không quan hệ bản nguyên trên đại lục cái gì đều lấy thực lực nói chỉ cần thực lực ta đủ mạnh quy củ cũng không phải là không thể đổi lâm mặc ngữ nói không trọng yếu ta đã thấy cường giả viễn siêu ngươi tưởng tượng ngươi có nghe qua một vị cưỡi thanh nhiều áo xanh lão giả sao của hàn ngọc lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua lâm mặc ngữ rút ra tổ thủy chi tinh nhận thức cái này sao của hàn ngọc nhìn lấy tổ thủy chi tinh sau một lát lắc đầu biểu thị chưa thấy qua. Lâm Mặc Ngữ nói, ngươi mặc dù không biết, nhưng ngươi hẳn là nghe qua, cái này gọi là tổ thủy chi tinh, Của hàn lọc phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cho truyền thuyết tổ thủy chi tinh, tổ thủy chi xác đáng như ngay qua, sáng tạo hàn thủy thánh địa lão tổ, Của thông thiên đã từng liền từng thu được một giọt tổ thủy chi tinh, chỉ là bọn hắn những thứ này hậu bối, căn bản không biết tổ thủy chi tinh bộ dạng dài ngắn thế nào. Lâm Mặc Ngữ nói, sở dĩ rồi, ta đã thấy đồ đọc muốn viễn xưa ngươi tưởng tượng, ngươi cũng không cần cùng ta, nói hàn thủy thánh địa có nội tình cường đại bao nhiêu cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đi qua cưới ngươi ai phản đối cũng không dùng bao quát chính ngươi lời nói này có chút bá đạo cô hàn ngọc nghe vào trong tai lại cảm giác có chút tình cảm ấm áp phía trước nghe nói lâm mặc ngữ có sáu vị thê tử nàng quả thật có chút sinh khí có thể nàng là hàn thủy thánh địa chi chủ đã gặp sự tình nhiều lắm tấp tốc tỉnh táo lại mộc minh thành thiền chuyện nàng cũng vô pháp lệnh thời gian nghịch chuyển nghiêm ngặt coi như nàng mới là kẻ tới sau hơn nữa còn là chính cô ta vận dụng liên lý chi mới tạo thành hiện tại loại cục diện này như thế tôi nghĩ nàng dường như không có tư cách sinh khí nàng hít một hơi thật sâu tốt ta liền sẽ chờ ngươi đến cưới ta vậy ngươi muốn ta chờ bao lâu 10 vạn năm có đủ hay không lâm mặc ngữ lắc đầu cụ thể bao lâu không biết người vạn năm hẳn là không cần phải hơn hai nghìn năm liền tu luyện đến đê gia thiên tôn lâm mặc ngữ đối với tốc độ tu luyện của mình có lòng tin 10 vạn năm xác thực không cần Cô Hàn Ngọc nói, hy vọng ngươi có thể làm được. Chương 3142, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 3142, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Mọc kiếm thành nhi trước dạng người rực rỡ, dường như đại địa ở trên một viên minh châu, không gì sánh được lộng lẫy. Ở Hàn Thủy Thánh địa trưởng không phương thiên địa này giang, có thể cùng Mọc kiếm thành so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Mặc ngữ cùng cổ Hàn Ngọc đi sóng vai, như một đôi kim đồng ngọc nữ, hướng phiến Lọc kiếm thành mà đi triệu đông thăng bị tiểu tam hành hạ rất chảm cho đến cuối cùng sinh mệnh lực triệt để trôi qua thân tử đạo tiêu nếu không là như vậy tiểu tam còn có thể dần vật hán cực kỳ lâu giết triệu đông thăng tiểu tam báo huyết cừu nó phát thể vĩnh viễn trung thành lâm mặc ngữ vô luận lâm mặc ngữ khiến nó làm cái gì nó sẽ làm tất cả đối với lần này lâm mặc ngữ chỉ là cười trừ hắn đem tiểu tam nén trở về thế giới quy tắc tiếp tục cùng tiểu Vũ cùng tiểu nguyệt chơi trên đường trở về lâm mặc ngữ cùng cổ hàn ngọc nói một ít chính mình đã qua làm cho cổ hàn ngọc biết mình sáu vị thế tử là như thế nào bị người mang đi cổ hàn ngọc thấp giọng nói nói như vậy cái kia vị áo xanh lão già ngược lại cũng dễ nói ngược lại là đạo lữ của hắn có chút hung lâm mặc ngữ cười nói xác thực bất quá ta có thể cảm thụ được đi ra vì tiền bối kia cũng không có có ác ý gì cổ hàn ngọc gật đầu tin tưởng tương lai ngươi có thể tìm về các nàng lâm mặc ngữ cười nói ta cũng tin tưởng chính mình có thể bất quá đến lúc đó Ngươi phải nhiều sáu vị tỷ tỷ, Cổ Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, đó là chuyện của ca, không cần ngươi lo. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào Ngọc Kiếm Thành Đại môn, kim đồng ngọc nữ một dạo hai người, dọc đường bên trên thu hút sự chú ý của vô số người. Bản nguyên trên đại lục mỹ nữ rất nhiều, nước tính tu luyện giả trên cơ bản đều rất đẹp, mà nếu cùng là Cổ Hàn Ngọc khí chất như vậy cũng không tính nhiều. Trở lại sân trước, Cổ Hàn Ngọc nói, ta đây liền đi trước, Lâm Mặc Ngữ bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy Cổ Hàn Ngọc, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: ở trong thánh địa chờ ta tới cưới ngươi cổ hàn ngọc thân thể mềm mại khẽ run đã miết ôm khoảng khắc hai người cuối cùng tách ra cổ hàn ngọc xoay người rời đi cho đến nàng biến mất lâm mặc ngữ bên tai mới chỉ có vang lên nàng lưu lại ngôn ngữ chú ý an toàn không được thi trở về tan ngươi dưỡng ngươi lâm mặc ngữ khẽ cười một tiếng chính mình khi nào biết luân lạc tới cần nữ nhân tới ngươi tình trạng lẫn vào kém đi nữa cũng không đến nỗi này tiếp theo mấy ngày lâm mặc ngữ sinh hoạt biến đến bình thường hắn không lại xuất môn mỗi ngày liền ở trong sân uống trà thường thường ngửa mặt lên trời trưởng ngáng làm như đang thưởng thức thái dương bản nguyên sau ba ngày một cái thanh âm hùng hậu vang vọng ngọc kiếm thành ngọc kiếm thành một chuyên trưởng lão câu kết vấn đạo tông đã bị chảm sát vấn đạo tông vạn linh đạo tôn cử kiếm đạo tôn lành vào hàn thủy thánh điện muốn đối với hàn thủy thánh địa bất lợi đã bị chảm sát phụng hàn thủy thánh địa thánh chủ chi mệnh do đó thông cáo hậu thế như vấn đạo tông muốn khai chiến ta hàn thủy thánh địa phụng bồi tới cùng lâm mặc ngữ nghe được cái này thanh âm phía sau chậm rãi đứng dậy hứa phiến lọc kiếm vị trí đi tới Cổ hàn lọc thủ đoạn xác thực sắc bén hàn thủy thánh địa quy củ cũng xác thực nghiêm ngặt một cái đạo tương cảnh trưởng lão nói giết liền giết không chút nào để lối thoát đối mặt vấn đạo tông thái độ càng là cường thế trực tiếp nói cho vấn đạo tông các ngươi tới được ngươi đá giết ngươi nghĩ đánh vậy đánh không muốn đánh liền câm miệng cút đi tin tức này sẽ rất nhanh truyền khắp nam châu nếu như vấn đạo tông muốn đánh hàn thủy thánh địa đã đứng ở đạo đức điểm trí cao bên trên là các ngươi người trước tới là các ngươi trước gây sự các ngươi còn muốn khai chiến bản thân yếu một đoạn nhìn như chỉ là đạo đức vấn đề kỳ thực mọi bộ chuyện liên quan đến khí vận quan hệ rất là huyền diệu nếu như vấn đạo tông bất khai chiến vậy ý nghĩa hàn thủy thánh địa ở vấn đạo tông trên mặt hung hăng vỗ một bạt tay vô luận như thế nào làm hàn thủy thánh địa đều chiếm cứ ưu thế đặc biệt là hàn thủy thánh địa làm hương tốt đen nhà mình trưởng lão đều giết đi thì nhìn ngươi vấn đạo tông làm sao bây giờ lần nữa đi tới trận pháp nhập khẩu lâm mặc ngữ chứng kiến coi trường trận pháp người đã thay đổi không phải thay đổi một cái hai cái mà là mọi người đều thay đổi hoàn toàn nghĩ đến những thứ kia nguyên bản thuộc về mộc chuyên thù hạ cũng không tốt quá cũng không biết mộc chuyên thu triệu đông thang bao nhiêu chỗ tốt kết quả thật sự rất tốt chỗ không được bao nhiêu chính mình chết rồi còn làm phiền hàng người khác lâm mặc ngữ trong lòng mang theo chẳng đáng đối với ăn cây này rào cây khác đồ đạc hắn cũng là chán chết nhất đứng xếp hàng lâm mặc ngữ nộp bản nguyên kết tinh sau đó theo đoàn người tiến vào trận pháp bên trong trận pháp bên ngoài là hai bên ngoài thế giới khi tiến vào trận pháp sát na từng đạo cuồng phong sông tới mặt đại địa phơi bày một loại ngọc chất nhìn qua óng ánh trong suốt lâm mặc ngữ biết đó là vô số năm qua kiếm khí không ngừng ma sát mặt đất hình thành kết quả trong cuồng phong ẩn chứa nhỏ bé kiếm khí mặc dù đối với thiên tôn mà nói không có áp lực chút nào nhưng nếu như đi vào là một cái đỉ ngạn cảnh phía dưới tu luyện giả tại chỗ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ nhìn xa xa ngọc kiếm lâm mặc ngữ từng bước đi về phía trước hướng phía ngọc kiếm đi tới nguyên bản đứng xếp hàng đoàn người vào thời khắc này xuất hiện phân hóa có người đi được nhanh có người đi chậm rãi cùng phong mề nhãn cũng có người đi tới đi tới liền mất đi phương hướng càng đến gần ngọc kiếm nhân số càng ngày càng ít lâm mặc ngữ trong nháy mắt liền đi ra khỏi hai mịt đã xong một phần năm lộ trình cùng phong biến đến càng phát ra mãnh liệt trong gió kiếm khí cũng ở tăng vọt đi về phía trước càng phát ra chắc trở kiếm khí cùng cuồng phong hỏa chung một chỗ không phân rõ ai là ai càng là không thể nào né tránh mau kiếm bên trong có một cổ vô hình chi lực đãng xuất sở hữu tiến nhập trăm phạm vi người đều sẽ chịu đến công kích lâm mặc ngữ cảm thụ được trong cuồng phong kiếm khí như có sở ngộ kỳ thực kiếm khí cũng không cường đại chân chính phiền toái là đối với đạo tâm ảnh hưởng kiếm khí bên trong có một cổ vô hình lực lượng không ngừng tiêu khiển đạo tâm nay cổ lực lượng rất thần kỳ lâm mặc ngữ chưa từng thấy cũng xem không hiểu thật giống như có một thanh âm không ngừng ở sâu trong linh hồn khuyên cùng với chính mình trở về đi đừng lại tới vần gần chút nữa sẽ có nguy hiểm trở về đi lần chút nữa không có bất kỳ chỗ tốt nào trở về đi quay đầu lại là bờ đi tiếp nữa chính là vạn trượng thâm uyên các loại các dạng thanh âm ở sâu trong linh hồn vang vọng hoặc là khuyên bảo hoặc là cảnh cáo hoặc là uy hiếp phiên toái nhất là dù cho ngươi không thèm nghĩ nữa đều không được loại thanh âm này biết thẩm thấu linh hồn tiến nhập tiềm thức cuối cùng ảnh hưởng bản năng dù cho đạo tâm lại kiên định cũng sẽ bị từng bước ma diệt cuối cùng rút đi qua nhiều năm như vậy sẽ không có người có thể chân chính va chạm vào ngọc kiếm người tới nơi này cảnh giới càng cao bị ảnh hưởng lại càng lớn ngược lại là cảnh giới thấp giả bị ảnh hưởng tương ứng sẽ thành tiểu nơi đây khảo nghiệm là đạo tâm cũng không phải tu vi cảnh giới đương nhiên cảnh giới càng cao đạo tâm cũng liền càng kiên định nếu như đạo tâm chân chính đầy đủ kiên định đặt tới bền chắc không thể dãy tình trạng bỉ lạn cảnh cũng có thể đi tới cuối cùng kỳ quái làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết lâm mặc ngữ tâm tư bay lộn bỗng nhiên ý thức được vì sao giống như đã từng quen biết cái loại cảm giác này chính là liên lý chi cảm giác phân biệt ở chỗ liên lý chi là ở biến đổi một cách vô tri vô giác chung ảnh hưởng chính mình hơn nữa liên lý chi ảnh hưởng là đáng kể cuối cùng sẽ biến thành chân chính bản năng mà ngọc kiếm mang tới ảnh hưởng chỉ là có tính cách tạm thời chỉ cần ly khai ngọc kiếm phạm vi thời gian nhất định phía sau là có thể khôi phục lại sẽ không tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng hơn nữa ngọc kiếm mang tới ảnh hưởng tương đối rõ ràng không giống liên lý chi như vậy bất chi bất giác từ thủ đoạn đi lên nói liên lý chi càng đáng sợ hơn biết thì biết cần phải như thế nào chống lại đây mới thực sự là nan đề đinh chương ba nghìn nếu là ngươi có thể làm được ta lập tức quay đầu chương ba nghìn nếu là ngươi có thể làm được ta lập tức quay đầu lâm mặc ngữ một bên đi về phía trước vừa suy nghĩ lấy như thế nào chống lại ngọc kiếm mang tới ảnh hưởng loại ảnh hưởng này mặc dù không giống như liên lý chi như vậy vô thanh vô tức có thể đồng dạng khiến người ta khó có thể chịu đựng may mắn lâm mặc ngữ đạo tâm rất kiên định tạm thời còn không bị ảnh hưởng do không có thể mê hoặc hắn hắn không lay động tới gần lọc kiếm kiếm khí càng ngày càng dày đặc trong chỗ u minh mê hoặc lòng người đã đủ ma diệt đạo tâm thanh âm cũng càng ngày càng mãnh liệt từ từ lâm mặc ngữ thấy được rất nhiều tu luyện giả bọn họ ngồi dưới đất thừa nhận kiếm khí tập kích thân những người này cảnh giới có mạnh có yếu có thiên tôn cũng có trí tôn bất quá ngồi ở chỗ này người đại bộ phận đều là trí tôn phía dưới bỉ lạn bên trên tu luyện giả thiên tôn cực nhỏ đạo tôn không có bọn họ ngồi ở chỗ này chính là đang tu luyện cùng với chính mình đạo tâm nếu là có thể tiếp nhận được kiếm khí trung mang tới đầu độc chi lực là có thể lệnh đạo tâm càng thêm kiên định ngọc kiếm chu vi không chỉ là nghiệm chứng chính mình đạo tâm địa địa đồng thời cũng là tôi luyện đạo tâm tốt địa phương, không ngừng ngọc kiếm, bản nguyên 72 kiếm đều có tương tự hiệu quả. Lâm Mặc Ngữ cũng không khỏi không cảm thán. Năm đó luyện chế bản nguyên 72 kiếm vị tiền bối kia, thật là một vị thần nhân. Đạo tâm đối với một vị tu luyện giả mà nói. Sao mà trọng yếu, nếu có thể đem đạo tâm luyện được kiên định, không chịu bất luận cái gì mọi vật sở sâm, người này tiền đồ đem vô khả hạn lượng. Lâm Mặc Ngữ kiên định cùng với chính mình đạo tâm, tiếp tục hướng phía trước. Hắn đối với đạo tâm của mình có lòng tin cho dù không có tìm được đối kháng phương pháp hắn cũng có lòng tin đi tới cùng khoảng cách ngọc kiếm càng ngày càng gần 50 km 45 km 40 km hắn thấy được nhiều người tu luyện hơn những người tu luyện này không có chỗ nào mà không phải là đang tôi luyện đạo tâm khoảng cách ngọc kiếm càng gần cảnh giới của người tu luyện thì cũng càng cao trí tôn càng ngày càng ít tiên tôn bắt đầu tăng thêm nỗ nhiên cũng sẽ có đạo tôn xuất hiện ở chỗ này so đấu cũng không phải tu vi chỉ có đạo tâm đạo tâm càng kiên định là có thể đi được càng xa. Lâm Mạc Ngữ thấy có người đứng dậy, cũng giống như mình đi về phía trước, sau đó đi mấy trăm mét phía sau, lần nữa ngồi xuống, khẩn thủ tâm thần, cũng có người bỗng nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại ly khai. Đạo tâm của hắn đã chịu ảnh hưởng, tuyển trạch quay đầu lại là bờ. Đạo tâm cũng không dễ dàng tôi luyện, so với tăng cao tu vi cảnh giới. Muốn tăng lên đạo tâm, cái kia muốn khó hơn nhiều. Đạo tâm nhỉ không thấy sờ không được, chỉ là một cố ý niệm trong đầu, có thể thập phần kiên định cũng có khả năng không gì sánh được nhỏ yếu, có vài người nhìn như mềm yếu, đạo tâm của hắn lại cực kỳ kiên định, có vài người nhìn như cường đại, đạo tâm lại cực kỳ yếu muối, có thể ảnh hưởng đạo tâm chuyện nhiều lắm, rất nhiều người đều có nhược điểm, thế nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Ở cách Ngọc Kiếm còn lại 30 km lúc, Lâm Mặc ngữ bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, "Phu quân. Trở về a, phu quân. Chúng ta ở nhà chờ ngươi." "Phu quân. Mau trở lại đầu nhìn, chúng ta ở phía sau ngươi." thê tử thanh âm quen thuộc như vậy như vậy rung động lòng người lâm mặc ngữ bản năng phải trở về đầu cái cổ hơi giật mình lại dám gượng ngừng không thể quay đầu vừa quay đầu lại hắn liền thất bại lâm mặc ngữ trong lòng có chút hãi nhiên hắn dĩ nhiên bị ảo giác ảnh hưởng mới vừa nghe được chính là ảo giác mọc kiếm lực lượng bắt được sâu trong nội tâm hắn yếu ớt nhất bộ phận tạo thành ảo giác tiến tới ảnh hưởng chính mình ở 30 km địa phương cái này cổ ma diệt đạo tâm lực lượng đã thập phần cường đại có thể đi người tới chỗ này vô cùng thiếu bốn phía cũng chỉ có chút ít đạo tôn còn ngồi ở chỗ này lợi dụng ngọc kiếm lực lượng tôi luyện đạo tâm của mình mà muốn thu được bản nguyên kiếm khí cần tiếp tục đi tới thẳng đến 20 mươi trong vòng nếu như phía trước không có chảm sát triệu đông thang lâm mặc ngữ muốn thu được đầy đủ cử đại bản nguyên kiếm khí vậy cần đi vào 10 cư trong vòng mới được toàn bộ cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tinh lọc lâm mặc ngữ trong linh hồn khẽ quát một tiếng thật thải long hồn tinh ứng tiếng mà phát động phun ra long tức tinh lọc linh hồn linh hồn bị long tức bao phủ bảo hộ biến đến ngoại tà khó xâm thế giới thủ cũng rũ xuống vô số cảnh bao vây lấy linh hồn đối với linh hồn tiến hành bảo hộ ngữ không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không thổ có tiếp tục còn xa không tới buông tha thời điểm lâm mặc ngữ ánh mắt biến đến kiên định nhìn chăm chằm ngọc kiếm lần nữa đi tới kiếm khí lại cuồng thì như thế nào lâm mặc ngữ mỗi một bước đều đạt được kiên định mang cùng với chính mình mục tiêu không ngừng đi về phía trước hắn đuổi kịp một vị lại một vị đạo tôn có đạo tôn lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc nhìn lấy lâm mặc ngữ vượt lên trước chính mình biến mất ở trong cuồng phong phu quân ngươi không cần chúng ta nữa sao phu quân vì sao không quay đầu lại nhìn chúng ta một chút a à? mặc ngữ trở về a à? vi xưa ở chỗ này đệ đệ nhanh lên một chút trở về đừng lại đi tới phía trước có nguy hiểm một cái lại một thanh âm vang lên có thê tử có mạnh án văn bạch ý viễn còn có lâm mặc hầm nhưng vô luận là ai lâm mặc ngữ đều không để ý chút nào thanh âm càng ngày càng nhiều càng ngày càng tập ngọc kiếm lực lượng không ngừng câu động nội tâm hắn mềm mại nhất địa phương mang đến từng cái khó có thể kháng cự thanh âm lâm mặc ngữ không quay đầu lại hắn chỉ để ý đi về phía trước nhìn ảo giác như không rốt cuộc hắn lại đi qua người cực lúc này khoảng cách ngọc kiếm còn xuất lại hai mươi một cổ vô hình lực lượng hạ xuống lâm mặc ngữ bằng vào cực độ bé nhạy linh giác cảm ứng được cái này sợi biến hóa này cổ lực lượng đến từ ngọc kiếm hắn phảng phất là chiếm được ngọc kiếm tán thành nay cổ lực lượng ở trong người hội tụ từng bước thành hình biến thành một thanh kiếm hình dạng chui này kiếm nhược như không làm như hữu chất vừa tự như là vô hình xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó kiếm cũng không phải thực sự kiếm nhưng thật ra là một đạo kiếm khí bản nguyên kiếm khí lâm mặc ngữ trong lòng như có sở ngộ đây chính là ngọc kiếm cho thường cho sở hữu bước vào hai mươi khu vực người đều sẽ đạt được bản nguyên kiếm khí cho khoảng cách tới gần bản nguyên kiếm khí càng ngày sẽ càng mạnh mẽ bây giờ bản nguyên kiếm khí còn rất nhỏ yếu coi như đem ra đột phá cảnh giới đều ngại không đủ nếu là có thể đi tới 10 chỗ lấy được bản nguyên kiếm khí đã đầy đủ chảm sát phổ thông đạo tôn bất quá một dạng cũng không người cầm bản nguyên kiếm khí tiến hành giết địch không bằng đem ra tu luyện dùng tốt lâm mặc ngữ tiếp tục đi tới đạo tâm thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn trong tiềm thức dường như có cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết làm cho hắn trở về trong đầu tâm tư phân loại không ngừng có buông tha ý niệm trong đầu bay ra. Bên tai ảo giác đồng dạng đang kéo dài, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Trong ảo giác, hắn thê tử đã khóc, từng cái khóc không thành tiếng. Ba phẩy năm thật giống như tự thành một cái tội nhân, một cái cận bã nam. Lâm mặc ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy ngọc kiếm cao giọng nói. Ta trong trí nhớ áo sen lão già, cho ta tổ thì tiền bối. Ngươi có bản lĩnh đem bọn họ đều huyễn hóa ra tới. Nếu là ngươi có thể làm được, ta lập tức quay đầu. Lâm mặc ngữ thanh âm vang vọng bất trời, Phù cận mấy vị đạo tôn kinh ngạc nhìn qua, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra vẻ thương hại. Ở ý thức của bọn hắn chung, lâm mặc ngữ dường như đã điên rồi. Dĩ nhiên hướng về phía ngọc kiếm nói, không phải điên rồi vậy là cái gì? Theo lâm mặc ngữ thoại âm rơi xuống, bên tai thân bằng yêu người thanh âm đồng thời tiêu thất tiếp lấy lâm mặc ngữ nghe được khác một thanh âm tiểu hữu bù tha thanh âm cùng trong trí nhớ áo xanh lão giả thanh âm giống nhau như đúc. Lâm mặc ngữ không cần nhìn cũng biết ngọc kiếm thực sự huyễn hóa ra áo xanh lão giả khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, có ý tứ. Chương 3144, sợ đi tiểu ngọc kiếm. Chương 3144, sợ đi tiểu ngọc kiếm. Áo xanh lão giả cái loại này tồn tại, vô cùng thần bí, không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể nhiệm. Cái loại này tầng thứ tồn tại, dường như không gì không biết, thế gian vạn vật vạn sự nhất nhiệm liền có thể cảm giác. Nếu là có người nghĩ đến hắn, nói hắn danh, cũng sẽ bị cảm ứng được. Lâm Mặc Ngữ phát hiện Ngọc Kiếm tồn tại một ít bản năng ý thức, suy đoán ra ngọc kiếm nên là ra đời khí linh như vậy cường đại ngọc kiếm mi nga trong thiên địa vô số năm sinh ra khí linh là lại chuyện không quá bình thường như là hết lần này tới lần khác nó lại muốn đẻ xuống quy tắc hành sự có lẽ có hạn chế khí linh trí tuệ cũng không cao minh vì vậy lâm mặc ngữ liền lợi dụng quy tắc lừa gạt nó hắn biết ngọc kiếm có thể nhìn trộm đến chính mình bộ phận tán loạn ký ức lâm mặc ngữ đang nói chuyện đồng thời còn tận lực nghĩ suy nghĩ một chút có quan hệ áo xanh lão giả cái kia đoạn ký ức lệnh ký ức càng thêm rõ ràng dứt khoát cụ thể mọc kiếm quả nhiên bị lừa áo xanh lão giả ảo ảnh xuất hiện ở trong thiên điện đồng thời mô phỏng rồi áo xanh lão giả thanh âm cùng ngữ khí nói chuyện với mình cái này không thể tưởng tượng không thể nói tồn tại như vậy bị người bắt trước tất nhiên sẽ có cảm ứng lâm mặc ngữ rất muốn biết tao xanh lão giả biết làm phản ứng gì là có hay không cường đại như vậy thực sự như người khác nói như vậy không thể tưởng tượng không thể biết lâm mặc ngữ không để ý đến tiếp tục hướng phía trước đi tới chỉ là cước bộ trở nên trọng, hình như là bị một chút ảnh hưởng. Ngọc kiếm dường như phát hiện có thể dùng, vì vậy đem bốn áo xanh lão giả hình tượng thôi diễn càng thêm cụ thể. Nó từ Lâm Mặc Ngữ trong trí nhớ, thu được càng có nhiều áo xanh lão giả tin tức, Lâm Mặc Ngữ cũng không khách khí, không chế cùng với chính mình ký ức. Ngươi muốn, ta liền cho ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không chiếm được nhất phải muốn. Áo xanh lão giả ảo giác càng phát ra cụ thể. Ngọc kiếm lực lượng đang không ngừng tăng cường, thần bí cường đại đại đạo chi lực đang không ngừng ma diệt lấy Lâm Mặc Ngữ đạo tâm, Lâm Mặc Ngữ trong lòng kiên định càng ngày càng yếu ớt, muốn uy ý niệm trở về càng phát ra cường đại, bất quá hắn vẫn còn ở kiên trì, hắn tin tưởng phán đoán của mình không có sai, lão đầu, ngươi không tới nữa. Ta liền muốn chửi, Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng này sinh ác độc, nếu như ao xanh lão giả không có cái dạng nào thông thiên triệt địa khả năng, vậy mình lần này khiêu chiến liền muốn lấy thất bại cáo chung, lần sau sẽ càng khó, gần như không có khả năng thành công. Lâm Mặc Ngữ nỗ lực kiên định cùng với chính mình ý chí, tiếp tục hướng phía lọc Kiếm tới vần. 15 cực. 13 cây số, tốc độ từng bước giảm xuống, càng ngày càng chậm, hắn biết mình đang không ngừng tới gần lấy cực hạn, khoảng cách cực hạn càng ngày càng gần, có lẽ chờ ta thành đạo tôn là có thể khiêu chiến thành công, hiện tại ta còn là thiên tôn, còn kém một ít, không rõ, Lâm Mặc Ngữ ở trong lòng sinh ra một ít không nên có ý niệm trong đầu, cái ý niệm này không ngừng nảy sinh, hóa hành làm hắn muốn từ bỏ lực lượng, rõ ràng biết không nên có loại này ý niệm trong đầu, lại không cách nào ngăn cản cái loại này cảm giác vô lực làm cho lâm mặc ngữ rất bất đắc dĩ chung quanh hắn đã không có đạo tôn giờ này khắc này hắn đã vượt qua sở hữu đạo tôn đi tới trước nhất bên tai ảo giác càng ngày càng rõ ràng lâm mặc ngữ không cần quay đầu lại đều có thể cảm nhận được cái kia vô cùng thần bí áo xanh lão già liền tại chính mình phía sau dùng thanh âm túng cáo cùng với chính mình rốt cuộc hắn cách ngọc kiếm chỉ còn lại có sau cùng người chính là vạn mét đạo tâm của hắn cũng cuối cùng đã tới cực hạn coi như hắn muốn từ bỏ một khắc kia một cổ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống ngọc kiếm ầm vang ong ong chấn động không ngừng đại địa xuất hiện vô số vết nứt trong nháy mắt tràn lan lên vạn dặm cả tòa ngọc kiếm thành đều run rẩy vô số kiến trúc bổ nát ngọc kiếm làm trung tâm trong phạm vi mấy ngàn dặm mãi trừ lâm mặc ngữ ở ngoài vô luận là ai vô luận là tu vi bực nào vào giờ khắc này đều đánh mất sở dũ ngũ giác mọi người tai không thể nghe thấy nhát không thể thấy tay tiếp xúc vô cảm chân đứng vô lực từng cái không gì sánh được chật vật quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy nay cổ lực lượng lật đổ thế giới sở hữu đại đạo đều vào giờ khác này triệt để hỗn loạn ngọc kiếm ông ông tác hưởng trên thân kiếm xuất hiện đại lượng vết nước dường như lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát lâm mặc ngữ nhìn lấy lung lay sáp đổ mọc kiếm cười khổ nói phải dùng tới động tĩnh lớn như vậy à cái này ngọc kiếm cũng đứng vững vô số năm như thế phá hủy cũng không quá tốt áo danh lão giả mang theo chẳng đáng khẽ hừ một tiếng như ngươi mong muốn mà thôi đang khi nói chuyện áo xanh lão giả thân hình tiêu thất thiên địa lại khôi phục bình thường toàn bộ quá trình trước sau duy trì liên tục bất quá hơn 10 giây trong người trải qua lại giống như là mấy năm dài không người nào biết chuyện gì xảy ra tại sao phải xảy ra chuyện như vậy duy chỉ có lâm mặc ngữ rõ ràng nguyên nhân ở trong cái này của ma diệt đạo tâm lực lượng ở áo xanh lão giả hàng lâm phía sau liền như thủy chiều thối lui thời khắc này ngọc kiếm đa run không ngừng lấy hình như là đang sợ lạnh run trên thân kiếm vết nứt đang ở khôi phục ở lâm mặc ngữ nhìn về phía nó thời điểm nó run rẩy càng thêm lợi hại nó dường như rất sợ hãi lâm mặc ngữ lại cũng không dám phóng xuất cái này của lực lượng tới khảo nghiệm lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ lộ ra mỉm cười chớ để ý hắn sẽ không thực sự phá hủy ngươi đang khi nói chuyện hắn tiếp tục hướng phía ngọc kiếm đi tới cuối cùng người th... là lâm mặc ngữ đi được thuận lợi nhất người không có một tia kiếm khí rơi vào trên thân càng không có ma diệt đạo tâm lực lượng theo tới vần trong cơ thể bản nguyên kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt bản nguyên kiếm khí ngưng tụ ra tiểu kiếm đã như có thực chất chui này tiểu kiếm rất thần kỳ có thể đột phá tu luyện bình cảnh cũng có thể phóng ra ngoài giết địch bất quá lâm mặc ngữ lúc này lại biết kỳ thực là tối trọng yếu cũng không phải bản nguyên kiếm khí mà là thu được ngọc kiếm tán thành bản nguyên 72 kiếm chưa từng có người nào chính thức có được quá bọn họ truyền thuyết có hay không chân thực ai đều không biết lâm mặc ngữ nghĩ thử làm đệ một cái ăn của nhân một phần vạn truyền thuyết là có thật đâu không có lửa thì sao có khói chưa chắc vô duyên cớ không phải nha lâm mặc ngữ rất thuận lợi đi hết cuối cùng người đi tới ngọc kiếm bên cạnh đứng ở ngọc kiếm phía dưới ngửa đầu nhìn tìm không thấy đỉnh ngọc kiếm đưa tay nhẹ nhàng đè xuống ngọc kiếm bên trên có thể ở cái vóc độ này nhìn lên ngọc kiếm nhân hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay a à. tiếp lấy hắn nhẹ nhàng ở ngọc kiếm thượng phách đóng phim ta nói rất đúng sao lâm mặc ngữ mượn áo xanh lão giả dư uy biết ngọc kiếm khẳng định không dám đối với mình tại sao dạ vừa rồi cái kia một cái Đen ngọc kiếm sợ 793 được quá. Ngọc kiếm run một cái, ở Lâm Mặc Ngữ trước mặt hiển lộ ra một thanh hư huyễn kiếm, thanh kiếm này sắc như phỉ thúy, thập phần mỹ lệ. Lâm Mặc Ngữ biết, đây cũng là ngọc kiếm khí linh. Ngọc kiếm khí linh xuất hiện ở Lâm Mặc Ngữ trước mặt, thận trọng đáp, từ xưa đến nay, cùng sở hữu ba cái, ngay là ngươi thứ tư, xem ra không thể xem thường người trong thiên hạ, không nghĩ tới đã có ba người đi tới nơi này. Lâm Mặc Ngữ như là thắm thiết thể nghiệm qua ngọc kiếm đáng sợ, muốn đi tới nơi này cũng không dễ dàng chính mình trước mắt đạo tâm tuy là kiên định dù sao vẫn là kém một chút đạo tâm biết theo cảnh giới biến cường có lẽ tương lai tự thành đạo tôn có thể bằng năng lực của mình đi tới nơi đây lâm mặc ngữ vấn đạo ba người kia đều là cảnh giới gì ngọc kiếm nói hai cái đạo tôn bát cảnh một cái đạo tôn cửu cảnh dĩ nhiên có này cường giả cái này dạng vừa so sánh lâm mặc ngữ cảm giác mình cũng xem là tốt lâm mặc ngữ nói vậy bọn họ không có thể đạt được bản nguyên 72 kiếng ngọc kiếm khí linh nói không có, muốn lấy được 72 kiếm, Lâm Mạc Ngữ tiếp tục truy vấn. Làm sao có thể đạt được các ngươi? Ngọc Kiếm Khí Linh nói. Mỗi thanh kiếm cũng không giống nhau. Ta và đạo kiếm khảo nghiệm đạo tông, chiếm được ta tán thành, rằng khác nào chờ đến đạo kiếm tán thành, còn như những thứ khác kiếm, cần ai tự hành đi chắc thí, nguyên lai còn có chú trọng này, mỗi thanh kiếm yêu cầu cũng không giống nhau, cái kia xác thực rất khó. Bản nguyên 72 kiếm phân bố với bốn đại châu, muốn thu được bọn họ tán thành, đầu tiên là muốn đi lần 4 tại Châu. Chương 3145, tương lai mình đường. Chương 3145, tương lai mình đường. Lâm Mặc Ngữ dùng một loại an gian phương thức, thu được ngọc kiếm tán thành, ở trong người nơi đa điền, bản nguyên kiếm khí tạo thành một thanh thúy lục sắc tiểu kiếm, chui kiếm hai mặt, phân biệt có hắc hai chữ, một cái ngọc chữ, một chữ đạo. Thanh kiếm này liền ý nghĩa ngọc kiếm cùng đạo kiếm song trọng tán thành, được xưng là ngọc đạo kiếm. Bất quá tán thành sau đó Lâm Mặc Ngữ mới biết được, có lợi chỗ cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là Ngọc Đạo kiếm có thể không ngừng mài luyện đạo tâm, biến đổi một cách vô tri vô giác lệnh đạo tâm biến cường, ý chí càng thêm kiên định, ngoại tà bất xâm. Chỗ hỏng chính là Ngọc Đạo kiếm mất đi đột phá tu vi, phóng ra ngoài giết địch hai cái công năng. Mài luyện đạo tâm mới là Ngọc Đạo kiếm tác dụng chân chính, đột phá bình cảnh, phóng ra ngoài giết địch, kỳ thực cũng không phải chủ yếu của nó năng lực. Ngọc kiếm khí linh dường như cảm thấy Lâm Mặc Ngữ tâm tình, ngài không cần cảm thấy đáng tiếc lợi dụng bản nguyên kiếm khí đột phá bình cảnh kỳ thực cũng không phải chuyện tốt chân chính tu luyện muốn làm đến nơi đến chốn bằng vào bản thân chi lực đi về phía trước bất luận cái gì mượn ngoại lực hành vi cuối cùng đều sẽ trở thành cản trở trở lại ngài đi về phía trước lâm mặc ngữ cười nói đạo lý này là ai nói cho ngươi biết mọc kiếm khí linh nói là luyện chế chúng ta người kia nói lâm mặc ngữ từ trong lời nói của nó nghe ra không giống tầm thường ý tứ luyện chế người của các ngươi không phải là của các ngươi chủ nhân sao Ngọc Kiêm Khí Linh nói. Không phải, nó chỉ là luyện chế chúng ta, đem chúng ta để ở chỗ này, chấn áp thiên địa. Lâm Mặc Ngữ hơi sững sờ, chấn áp thiên địa. Mọc Kiêm Khí Linh nói. Hình như là bản nguyên đại lục ném một vật, chúng ta là cái vật kia vật thay thế, ném một vật. Bản nguyên 72 kiếm chỉ là cái vật kia vật thay thế. Lâm Mặc Ngữ cảm giác mình dường như đã biết một cái không phải bí mật. Tùy theo hắn hỏi là tối trọng yếu một vấn đề, vậy nếu như có người đem toàn bộ các ngươi đạt được, có phải hay không là có thể trở thành bản nguyên chủ nhân của đại lục mọc kiếm khí linh nói không biết người nọ không có nói cho chúng ta biết liền ngọc kiếm khí linh đều không biết xem ra truyền thuyết không thể coi là thật bất quá qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người nào chiếm được 72 kiếm toàn bộ tán thành truyền thuyết rốt cuộc là thật hay giả như trước khó mà nói lâm mặc ngữ nói con có mấy vấn đề vấn đề xin mời ngài nói mọc kiếm khí linh đối với lâm mặc ngữ thập phần khách khí Xen ra vừa rồi áo xanh lão giả xuất hiện thực sự đem dạ cho đến hiện tại trên thân kiếm vách nước vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất lâm mặc ngữ vấn đạo ngươi sử dụng đại đạo chi lực là cái gì ngọc kiếm khí linh nói ta cũng không biết chúng ta lực lượng đến từ luyện chế chúng ta người nọ bất quá chúng ta chỉ biết sử dụng cũng không biết căn nguyên ở hàn huyên sau một lúc lâm mặc ngữ phát hiện kỳ thực ngọc kiếm khí linh biết đến đồ đạc cũng không nhiều ở chỗ này vô số năm bởi vì quy chế hạn chế không cách nào cùng người quá nhiều giao lưu nó biết sở hữu tin tức đại bộ phận đến từ luyện chế nó người kia vậy ngươi biết luyện chế thác ngươi người là ai vậy kia là cảnh giới gì sao mọc kiếm khí lên nhẹ nhàng chấn động thân kiếm nó tự xưng là vô thượng đạo chủ còn như là cảnh giới gì cũng không rõ ràng bất quá đạo tôn cửu cảnh cường giả ở trước mặt hắn dường như con kiến hồi. nói ngọc kiếm khí linh hình chiếu ra một bức tranh hình ảnh không gì sánh được cổ xưa trong hình xuất hiện một người lâm mặc ngữ chỉ nhìn thoáng qua liền cảm nhận được sự vĩ đại của hắn hắn đứng ở nơi đó giống như là một cái đại đạo quanh quẩn thời không tung hoành cổ kim ở trước mặt hắn là đỉnh thiên lập địa ngọc kiếm trong hình ngọc kiếm rõ ràng cho thấy mới vừa thành hình còn xa không có cái loại này thương mang khí tức lúc này có người vội vã mà đến tới là một vị đạo tôn cái kia vị đạo tôn người mang đại đạo đạo vân hiển lộ trong thiên địa vô cùng cường đại đạo tôn lao thẳng tới ngọc kiếm mà đến tựa hồ là muốn cướp đoạt ngọc kiếm kết quả bị người nọ thuận tay một chỉ cường đại đạo tôn liền hôi phi y diệt hóa thành hư vô ngọc kiếm giải thích đây là ta mới vừa sinh ra lúc ghi chép xuống hình ảnh cái kia đạo tôn chính là đạo tôn cửu cảnh đạo tôn cửu cảnh dĩ nhiên tại đối phương một chỉ phía dưới liền hôi phi yên diệt vị này vô thượng đạo chủ cường đại có thể thấy được lúng đúng lâm mặc ngữ nghĩ tới chính mình đã từng thấy qua ở vào tinh thần ở ngoài đứng ở trên đường lớn những thứ kia tồn tại bất quá hắn không cách nào so sánh những người đó cùng vô thượng đạo chủ đến tôi cùng ai cường đại hơn lâm mặc ngữ vấn đạo ngươi cảm thấy phía trước cái kia áo xanh lão đầu cung luyện chế người vô thượng đạo chủ ai hơn lợi hại ngọc kiếm khí linh rõ ràng run một cái sau đó ong ong chấn động ta không biết ngược lại hai người bọn họ muốn hủy diệt ta đều dễ dàng tầng thứ trên lệch quá lớn ngọc kiếm khí linh không cách nào tiến hành so sánh bất quá lâm mặc ngữ rất rõ ràng ngọc kiếm so với đạo tôn cửu cảnh còn phải cường đại hơn một chút nhưng còn không có đạt được đạo tôn bên trên cái cảnh giới kia đối với vấn đề này lâm mặc ngữ chỉ có thể đem đến từ mình đi thăm dò bản nguyên đại lục cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy Cường giả chân chính kỳ thực đều đã tìm không thấy ở bản nguyên trong đại lục hiện nay có thể biết tối cường giả chính là đạo tôn cửu cảnh mà chính cái thất tinh trong thế lực có hay không đạo tôn cửu cảnh còn khó nói chỉ ít trên mặt nổi không có nồng có hay không chỉ có chính bọn hắn rõ ràng lâm mặc ngữ nghĩ đến chắc là có bằng không bên ngoài xuất hiện một đạo tôn cửu cảnh cường giả không phải có thể đơn giản hủy diệt bọn họ muốn trở thành bản nguyên đại lục đỉnh tiêm thế lực nào có nghĩ dễ dàng như vậy. Lâm Mặc Ngữ cáo biệt Ngọc Kiếm Khí Linh, mang theo mọc Đạo Kiếm li mở. Lần này thu hoạch rất lớn, Ngọc Đạo Kiếm không ngừng tản ra thần kỳ lực lượng, lấy một loại Lâm Mặc Ngữ xem không hiểu phương thức, chui luyện đạo tâm, nục thân, linh hồn, khí vận, đạo tâm, giống nhau cũng không thể thiếu, bất kỳ hạng nào kém đều sẽ trở thành không cùng xiềng xích, nếu như muốn trở thành chân chính cường giả đỉnh cao, mỗi một hạng đều phải cường đại, đây chính là căn cơ. Chỉ có đen căn cơ trầm ổn, Tài năng mới có thể từng bước một tiến về phía trước đi. Tới trên đường trở về, Lâm Mặc Ngữ lần thứ hai thấy được những thứ kia gian nan đi về phía trước, mài luyện đạo tâm tu luyện giả đạo tôn thiên tôn chi tôn. Lâm Mặc Ngữ phát hiện mỗi người bọn họ căn cơ đều có chỗ thiếu hụt, hoặc là thiếu khí vận, hoặc là thiếu đạo tâm, hoặc là nhục thân không đủ. Nói chung đều không thể hoàn nghĩ, tương lai tự nhiên cũng khó mà đạt được cảnh giới cao hơn. Thân thải long hồn tinh rèn luyện linh hồn, thai âm chi tử tăng cường khí vận, ngọc đạo kiếm mài luyện đạo tâm hiện tại chỉ kém thân thể nục thân nên như thế nào rèn luyện xem ra phải tìm tương ứng phương pháp mới được lâm mặc ngữ thấy rõ tương lai mình đường đích mình tiếp theo làm như thế nào đi Tề tới ngọc kiếm thành lâm mặc ngữ bỗng nhiên trong mày đã xảy ra chuyện gì vấn đạo tông đánh tới lúc này ngọc kiếm trong thành hỗn loạn bất kham mười tòa hàn băng tháp lã bảy tòa chu ương tối cao vạn mét hàn băng tháp lúc này cũng đã đổ nát ngọc kiếm trong thành đại lượng phòng ốc đổ nát tường thanh ngã một phần ba thổi từng tòa trận pháp tan vỡ hàn thủy thánh địa đại lượng nhân mã đang duy trì trật tự lâm mặc ngữ trong lòng căng thẳng lập tức hướng cùng với chính mình dân chạy đi tiểu nguyệt cùng tiểu vụ còn ở trong sân có thể nàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì bất quá có tiểu tam ở cũng sẽ không ra loạn gì chờ hắn trở lại sân phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm viện tử của mình cũng không có bị ảnh hưởng gì tiểu nguyệt cùng tiểu vụ bình yên vô sự không có tim không có phổi hai người lúc này vẫn còn ở chơi lâm mặc ngữ trở về tiểu vũ cũng chỉ là kêu một tiếng sau đó lại tiếp tục chơi đùa tiểu vũ đem không có tim không có phổi phát huy vô cùng nguyền nguyễn chương 3146, cho ngươi đưa chút đồ đạc thuận tiện hỏi sự kiện chương 3146, cho ngươi đưa chút đồ đạc thuận tiện hỏi sự kiện ngọc kiếm trong thành loạn thành hỗn loạn trải qua một phen hỏi tham, lâm mặc ngữ mới biết được chuyện gì xảy ra vừa rồi đột nhiên một cỗ đáng sợ lực lượng hàng lâm cả toàn ngọc kiếm thành liền sụp đổ lúc đó vô số người quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy Nam giác quan bộ phận tiêu thất, lâm mặc ngữ đã biết chuyện gì xảy ra, làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia vị dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, loại này tồn tại, thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ, chỉ là phủ xuống một đạo khí cơ, cũng đã làm được long trời lở đất. Nếu là bản thân hàng lâm, bản nguyên đại lục có phải hay không nên sụp, mạnh như ngọc kiếng, cũng chỉ có thể tại nơi này lạnh run, sợ đến gần chết. Lâm mặc ngữ lại nghĩ tới chính mình bản nguyên thôi, chạy tới luyện khí tông sư hội lý. Phát hiện luyện khí tông sư biết cũng sụp đổ tiểu bộ phân, bất quá chủ thể còn hoàn hảo, tiến vào bên trong. Chứng kiến Lâm Hỏa Quang luyện khí thất đại môn đóng chặt, bên trong thỉnh thoảng truyền đến ba động, hiển nhiên hắn đang toàn lực luyện khí, cũng không có bị ảnh hưởng. Lâm Mặc Ngữ lúc này mới yên tâm rời đi, đi ngang qua Lục Phong Thương hội thời điểm, phát hiện Lục Phong Thương hội so với luyện khí tông sư biết chảm nhiều lắm, hầu như đổ nát hơn phân nửa. Lục Phong Thương hội người bên trong đang ở vội vàng chữa trị, các người tu luyện động tác rất nhanh, không dùng được vài ngày là có thể triệt để khôi phục trong đó bận rộn nhất còn số lượng lục phong thanh có đại lượng trận pháp cần hắn lần nữa tiến hành bố trí ở trong đám người lâm mặc ngữ thấy được lục tuyết lục tuyết cũng nhìn được lâm mặc ngữ trên mặt lộ ra mỉm cười đi nhanh qua đây lâm 363 tiên sinh tốt lâm mặc ngữ nói lần này bị chút tổn thất a lục tuyết có chút bất đắc dĩ còn tốt tuyệt đại bộ phận tài vật đều ở đây tổn thất cũng không tính đại đối mặt loại này thiên tai lục tuyết biểu thì không có biện pháp nào chỉ có thể tự nhận xui xẻo lấy cảnh giới của nàng căn bản là không có cách lý giải chuyện gì xảy ra chỉ có thể làm làm là thiên tai coi như là thiên tôn phòng chừng đều không biết chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ có một ít cường đại đạo tôn tài năng mới có thể hơi chút minh bạch một ít lâm mặc ngữ vấn đạo hàn thủy thánh địa cùng vấn đạo tông trong lúc đó nhưng có mới sự tình phát sinh khoảng cách hàn thủy thánh địa thông cáo thiên hạ việc đã qua nửa ngày nếu như vấn đạo tông có phản ứng gì cũng không kém nên xảy ra lục phong thương hội tin tức thập phần linh thông hơn nữa truyền lại tốc độ nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng Lâm Mặc Ngữ cảm thấy có lẽ có thể từ Lục Tuyết trong miệng biết được một ít tin tức. Lục Tuyết cười nói, Lâm Tiên Sinh là dự định mua tin tức sao? Lâm Mặc Ngữ gật đầu, nếu như có tin tức nói mua một ít cũng không sao. Lục Tuyết cười đến càng thêm sán lạn, đáng tiếc a à. cũng không có gì đặc biệt tin tức. Vấn Đạo Tông không có phản ứng gì, dường như ăn cái này ngậm bồ hòn. Lâm Mặc Ngữ hơi có chút kỳ quái, Vấn Đạo Tông lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Lục Tuyết nói, Kỳ thực ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vấn đạo tông từ trước đến nay bá đạo, có thủ tất báo. Khi nào nguyện ý bị thu thiệt lớn như vậy, Lâm Mặc Ngữ nói. Nếu có tin tức, trước tiên nói cho ta biết, ta đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, còn như làm sao tìm được ta, tin tưởng các ngươi sẽ có biện pháp, Lục Tích cười nói. Tốt, ta sẽ đem việc này đăng ký xuống phía dưới. Mặc kệ tiên sinh ở nơi nào, chỉ cần có tin tức tương quan, chúng ta đều sẽ trước tiên liên hệ tiên sinh. Bất quá chúng ta chủ động tới cửa bán ra tin tức, giá tiền này lâm mặc ngữ nói giá cả không cần lo lắng chỉ cần tin tức có thể dùng giá cả ta xuất nổi lục Tuyết cười đến sán lạn lâm tiên sinh tài lực ta đương nhiên sẽ không hoài nghi chỉ là trước đó cùng tiên sinh nói một tiếng để tránh khỏi có hiểu lầm gì đó lâm mặc ngữ gật đầu thay ta hướng nghe tiếng tiền bối vấn an ta đi trước tiên sinh đi thong thả cáo biệt lục tiết lâm mặc ngữ ở trên đường mua một ít đồ ăn vặt bánh ngọt mới chỉ có trở về ngọc kiếm trong thành nhiễu loạn đối với người thường mà nói ngược lại không có ảnh hưởng gì bọn họ nên thế nào vẫn là thế nấy sinh hoạt còn là muốn quá cảnh giới hơi thấp một chút tu luyện giả thì bị mộ binh đi qua chữa trị ngọc kiếm thành đương nhiên không sẽ là làm không đều có tương ứng thủ lao vấn đạo tông dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng điều này làm cho lâm mặc ngữ có chút kỳ khoái cảm giác sự tình có chút không tầm thường vấn đạo tông bên trong vương hiền tông đã nhận được hàn thủy thánh địa vọng lại thông cáo loại này thông cáo một ngày phát sinh sẽ thấp tốc truyền khắp thiên hạ không dùng được nửa ngày toàn bộ nam châu đại địa đều sẽ biết Vương Hiền Tông đứng ở đỉnh núi chính, vấn đạo tông đỉnh núi chính là cấm điện, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, một dạng trưởng lão cũng không cho phép tiến nhập. ở Vương Hiển Tông sắc mặt âm trầm, ở trước mặt hắn tọa lấy ba vị tuổi già lão già, hắn đem toàn bộ sự việc nói một lần, sau đó lặng lặng chờ đợi đáp án. Thời gian ở ba vị trên người lão già phát sinh vạn vẹo, thuộc về thời gian của bọn họ, cùng ngoại giới thời gian cũng không tương đồng. Vương Hiền Tông biết lời của mình truyền tới bọn họ trong lỗ tai, cần một chút thời gian, hắn cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi sau một lúc lâu người ở bên tay phải lão già mở miệng miệng hắn động lại không âm thanh truyền ra âm đồng dạng chịu đến thời gian ảnh hưởng quá bây giờ còn chưa phải lúc lão tổ gần đột phá chờ các loại lão tổ sau khi đột phá sẽ cùng hàn thủy thánh địa tính sổ nhẫn nại thân là tông chủ ngươi nhất định phải học được nhẫn nại chúng ta mục tiêu cũng không phải hàn thủy thánh điện nó chỉ là chúng ta đã đặt chân thanh âm lác đác lại cho vương hiển tông minh hiển lộ chỉ thị vương hiển tông hơi hành lễ sau đó ly khai vấn đạo tông không có bất cứ động tĩnh gì dường như ăn cái này ngậm bồ hỏng. bất quá giải khai vấn đạo tông nhân đều biết chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc mấy ngày kế tiếp lâm mặc ngữ ở viện tử của mình bên trong cái kia đều không đi hắn chờ đợi bản nguyên thoi chữa trị hoàn thành cũng chờ đấy lục phong thương hội truyền lớn đến đến lúc đó hắn sẽ ly khai nam châu đi trước vân tranh không ngừng đông châu ở lâm mặc ngữ trong mắt đông châu so với nam châu càng thêm thích hợp bản thân trong hai ngày này hắn cũng không phải không hề làm gì cả thái dương bản nguyên giữa đường lúc hắn liền chủ động thôi phát ngọc đạo kiếm rèn luyện đạo tâm của mình đợi đến thái âm bản nguyên dâng lên lúc hắn thi cảm ngộ đại đạo mượn thái âm bản nguyên tu luyện bởi vì thái âm chi từ nguyên nhân lâm mặc ngữ ở thái âm bổn nguyên chiếu dọi xuống tốc độ tu luyện tương đương nhanh như cùng ở tại bản nguyên linh mạch trung tu luyện các loại cảm ngộ ùm ùm kéo đến đối với đạo lý lớn giải khai càng ngày càng sâu thái âm bản nguyên liên la của mình bản nguyên linh mạch hơn nữa còn là lớn nhất bản nguyên linh mạch Lâm Mặc Ngữ cảm giác đài này xuống phía dưới, không dùng được 3 năm rưỡi. Chính mình là có thể đột phá tới trung giai thiên tôn, loại tốc độ này, đối với thiên tôn mà nói đã tương đương nhanh. Khác thiên tôn cái nào không phải tu luyện vạn năm, thậm chí mấy vạn năm tài năng mới có thể đột phá một cảnh giới, chính mình trở thành thiên tôn mới chỉ có bao lâu? Lâm Mặc Ngữ đã tương đương thỏa mãn. Như vậy qua bình tĩnh 4 ngày thời gian, thai âm trên không lúc, một trận hương khí từ bên ngoài viện bay tới, Cổ Hàn Ngọc lượn lờ dáng người xuất hiện ở bên ngoài viện, đẩy cửa ra đạp bước liên tục đi đến. Lâm Mặc Ngữ dừng lại tu luyện, cười híp mắt nhìn lấy người ngọc, sao ngươi lại tới đây? Cổ Hàn Ngọc đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, không hoan nghênh phải không? Lâm Mặc Ngữ cười nói, làm sao sẽ, chỉ là có chút kinh hỉ, còn có một chút ngoài ý muốn. Tiểu vụ khéo léo hướng phía cổ Hàn Ngọc kêu lên, lập qua chủ mẫu, mấy ngày tìm không thấy. Chủ mẫu dường như lại xinh đẹp, vuốt mông ngựa không lấy tiền, tiểu vụ cái miệng này ngọt rất, tiểu nguyệt thì thành thật rất nhiều, tiểu nguyệt vập qua sư mẫu, sư mẫu mạnh khỏe cô Hàn ngọc nhẹ nhàng vung lên trong viện nhất thời xuất hiện đại lượng đồ ăn vặt cùng đồ chơi trở thành một tòa núi nhỏ những thứ này đều cho các ngươi hai người oa một tiếng mắt sáng lên hung hăng nói cảm ơn lâm mặc ngữ cười nói ngươi nhiều hơn nữa tới mấy lần hai nha đầu này sẽ muốn cho ngươi thu mua cổ hàn ngọc nói vậy phải xem biểu hiện của ngươi lâm mặc ngữ nói nói đi qua đây có chuyện gì cổ hàn ngọc nói cho ngươi đưa chút đồ đạc thuận tiện hỏi sự kiện Chương 3147, Lâm Tiên Sinh vận khí như thế nào? Chương 3147, Lâm Tiên Sinh vận khí như thế nào? Vừa nghe cổ Hàn Ngọc lời nói, Lâm Mặc Ngữ nhất thời hứng thú, có thứ tốt gì? Cổ Hàn Ngọc cười híp mắt nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ, ngươi làm sao trước không hỏi? Ta muốn tới hỏi ngươi chuyện gì? Lâm Mặc Ngữ ra mặt thật dày, ngươi nha, đều là lợi ích làm đầu. Tự nhiên muốn hỏi trước một chút có thứ tốt gì? Đây là bản năng, cũng là bản tâm, ta không thể vi phạm bản tâm. Cổ Hàn Ngọc bị Lâm Mặc Ngữ nói lời này hơi ngẩn ra, không nghĩ tới a à. da mặt của ngươi thật không ngờ dày lâm mặc ngữ không thèm để ý chút nào uống trà tiếp tục nói đương nhiên ngươi cũng có thể hỏi trước ta cũng không thèm để ý của hàn ngọc xuất ra một cái diễm hồng sắc khăn lộ Hàn lộ tản ra nồng nặc bản nguyên khí hơi thở cất dấu xí liệt nhiệt ý lâm mặc ngữ cả kinh đây là thái dương bản nguyên luyện chế pháp bảo của hàn ngọc lắc đầu ngươi nghĩ nhiều nó chỉ là ẩn chứa một ít thái dương bản nguyên mà thôi không tính là dùng thái dương bản nguyên luyện chế pháp bảo lâm mặc ngữ than thở mặc dù chỉ là ẩn chứa một ít thái dương bản nguyên, vậy cũng đầy đủ bất phàm. nó có ích lợi gì? cổ hàn ngọc nói. ở thái âm trên không lúc, nó có thể tạm thời che đậy ngươi thái âm phù. lâm mặc ngữ lập tức đem hồng ti khan cầm vào tay, hăn lộ vào tay ấm áp, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa tại nội bộ thái dương bản nguyên. lâm mặc ngữ thở dài nói, cái này có thể là đồ tốt a. À? có nó, về sau hành động liền dễ dàng hơn. lâm mặc ngữ cũng không muốn để cho người khác biết là thái âm chi từ thân phận thái âm giữa đường lúc hắn hành động sẽ bị hạn chế trừ phi hắn đem nhìn thấy chính mình người đều giết rồi có thể mọi việc luôn sẽ có lộ tẩy thời điểm lúc đó nhiều như vậy thế lực đạo tôn tìm đến mình một ngày thân phận bại lộ chính mình tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bây giờ có điều này khăn lộ vậy dễ dàng hơn chỉ bất quá cái này màu đỏ khăn lộ cùng hình tượng của mình có chút không xứng à, a cô hàn ngọc nói chờ cao hứng quá sớm nó bên trong thái dương bản nguyên hữu hạn một ngày thái dương bản nguyên dùng hết chính là một cái thông thường khăn lộ lâm mặc ngữ vấn đạo không có biện pháp bổ sung sao cổ hàn ngọc lắc đầu ngược lại ta không phải biết rõ làm sao bổ sung ngươi muốn tự nghĩ biện pháp còn như hình dạng của nó ta cảm thấy ngươi đội cũng sẽ rất thú vị muốn không ngươi đội cho ta xem nàng tự tiếu phi tiếu rất muốn nhìn lâm mặc ngữ đội hồng ti khăn dáng dấp lâm mặc ngữ không nói hai lời đem hồng ti khăn thu vào về sau có cơ hội lại đeo cho ngươi xem cổ hàn ngọc thở dài một tiếng da mặt của ngươi dường như biến mỏng lâm mặc ngữ không tiếp lời cha nói đi, muốn hỏi cái gì? Cô Hàn Ngọc nói. Mấy ngày hôm trước Ngọc Kiếm Thành trận này thiên tai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói không liên quan gì đến ngươi. Ta có cảm giác, tất nhiên có liên quan với ngươi. Lâm Mặc Ngữ cười cười, tuy là ta rất tin tưởng cảm giác của mình, nhưng ta biết, ngươi nếu nói như vậy, khẳng định có lý do của mình. Cô Hàn Ngọc nói. Ta biết thiên tai phát sinh thời điểm, ngươi vừa lúc ở Ngọc Kiếm phủ cận, hơn nữa thiên tai là lấy Ngọc Kiếm làm trung tâm bạo phát, sở dĩ tất nhiên cùng ngươi có quan hệ lâm mặc ngữ nói lý do rất đầy đủ ngươi nói không sai thiên tai đúng là ta đưa tới nhưng hạ thủ cũng không phải là ta cổ hàn ngọc khẽ hừ một tiếng ta đương nhiên biết không phải là ngươi lấy năng lực của ngươi căn bản làm không được nói xong lời này nàng bỗng nhiên lại củ cháy một cái chỉ trước mắt ngươi còn làm không được bất quá ta có thể khẳng định lần này thiên tai khẳng định cùng ngươi có liên quan một đôi sáng sủa mà mỹ lệ đôi mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ chờ đến lâm mặc ngữ một đáp án lâm mặc ngữ uống mấy ngụm trà mới chỉ có chậm rãi nói còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói kỵ thanh nưu áo xanh lão giả sao cô hàn ngọc nhãn tỉnh sáng lên ngươi là nói cái kia vị xem hắn vẻ mặt lâm mặc ngữ đã minh bạch cô hàn ngọc chắc chắn biết áo xanh sự tồn tại của ông lão lâm mặc ngữ khẽ gật đầu chính là cái kia lão ra hỏa còn như ta làm thế nào ngươi cũng đừng hỏi hỏi ta cũng sẽ không nói dù sao thì là có chuyện như vậy bị thương cũng không dừng là ngọc kiếm thành còn có ngọc kiếm ngược lại ngọc kiếm là sợ đến quá của hàn ngọc bực nào thông minh lâm mặc ngữ mặc dù không có nói rõ có thể kỳ thực đã nói rất nhiều từ lâm mặc ngữ trong lời nói có thể nghe được Liên ngọc kiếm cũng không đỡ nổi cái kia vị áo xanh lão già thậm chí lúc đó phủ xuống vẫn chỉ là áo xanh lão giả một tia khí cơ ở cổ hàn ngọc biết trong tin tức áo xanh lão giả là nhân vật trong truyền thuyết ra không phải là mình có thể tiếp xúc tồn tại nàng biết áo xanh lão giả rất mạnh chỉ là không nghĩ tới mạnh như vậy liên lộc kiếm cũng không đỡ nổi đối phương khí cơ lâm mặc ngữ nói ngươi hỏi sự tình ta đã nói cho ngươi biết hy vọng đáp án của ta có thể cho ngươi thỏa mãn cổ hàn ngọc cười khẽ một tiếng ngươi lời nói này ta muốn là không thỏa mãn lại có thể thế nào lâm mặc ngữ cười nói không hài lòng chờ ta về sau cường đại rồi tự mình giúp ngươi đi hỏi hắn lời này đem cổ hàn ngọc chọc cười nàng lượn lờ đứng dậy tốt lắm chuyện làm của ta xong chúc ngươi ở đây đông châu toàn bộ thuận lợi vậy ta đi trước lâm mặc ngữ cũng đứng dậy vi phu liền muốn đi đông châu ngươi liền không cho điểm biểu thị sao cổ hàn ngọc nhìn lấy lâm mặc ngữ thái âm bản nguyên chiếu dọi xuống cổ hàn ngọc trên mặt hiện ra một tầng như ngọc tuyết dương nhìn qua có kinh tâm động phách đẹp lâm mặc ngữ cũng là như vậy nhìn lấy nàng thử thức vẻ đẹp của nàng mấy hơi thở phía sau cổ hàn ngọc về phía trước nửa bước ung lấy lâm mặc ngữ tờ tại bên tay nhẹ giọng bật hơi sống sót trở về nói xong nàng ở lâm mặc ngữ trên mặt hôn một cái chợt ly khai ông ấp mang theo một trận làn gió thơm xoay người rời đi tiếp theo thời gian lâm mặc ngữ thời gian lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh sau ba ngày lâm mặc ngữ lần nữa đi trước luyện khí tông sư biết để hắn cùng với lâm hỏa quang đại sư ước định hôm nay là giao hàng thời gian hy vọng có thể khôi phục đến đạo tôn cảnh a nếu là không được vậy cũng chỉ có thể xem như là vận mệnh đã như vậy mấy ngày luyện khí tông sư hội đại lâu đã chữa trị hoàn tất lần thứ hai khôi phục ngày xưa náo nhiệt lâm mặc ngữ xa xa liền thấy lâm hỏa quang đại sư đứng ở trước cửa tựa hồ là đang đám người sửa xong lâm mặc ngữ mang theo một chút nghi hoặc đi tới nhìn thấy lâm mặc ngữ lâm hỏa quang lập tức lộ ra hưng phấn màu sắc hướng phía lâm mặc ngữ vẫy tay mau tới lúc này lâm hỏa quang giống như là gần đạt được đồ chơi hài tử thành tựu một cái đạo tôn lộ ra như vậy biểu tình quả thật có chút cổ quái lâm mặc ngữ hai bước cũng làm một chạy bộ đi khoa lâm đại sư bản nguyên thoi chữa chỉ khỏi rồi hả lâm hỏa quang lôi kéo lâm mặc ngữ vào luyện khí thất chỉ kém một bước cuối cùng sẽ chờ ngươi tới luyện khí thất bên trong ngoại trừ lâm hỏa quang còn có ba vị trẻ tuổi đều là lâm hỏa quang điện tử lâm hỏa quang mở ra luyện khí thất trận pháp đoạn tuyệt nội ngoại hắn hết sức nghiêm túc hướng ba người nói các ngươi ở một bên không muốn lên tiếng nhìn kỹ có thể lĩnh mộ bao nhiêu toàn bộ nhờ chính các ngươi giáo này ta đây đều đã dạy nếu như không học được chỉ có thể nói rõ các ngươi không thích hợp luyện khí nhất đạo hiểu chưa ba người đồng thời đắp đệ tử minh bạch cùng ba vị đệ tử sau khi nói xong hắn mới chỉ có hướng phía lâm mặc ngữ nói lâm đạo Hữu, hiện tại bản nguyên thoi khoảng cách hoàn toàn chữa trị chỉ, chỉ kém một bước cuối cùng bước cuối cùng này chuyện liên quan đến bản nguyên thoi có thể hay không khôi phục đến đạo tôn cảnh trước đó lâm mẫu muốn hỏi một câu lâm đạo hữu vận khí như thế nào lại chương Ban nghìn nên xuất phát chương Ban nghìn nên xuất phát lâm mặc ngữ nói vận khí cũng không tệ lắm không biết lâm đại sư vì sao phải hỏi như vậy lâm hỏa quang nói bản nguyên thoi đến từ thiên thần tông cùng thông thường pháp bảo có chút bất đồng lâm đạo hữu nên biết thiên thần tông ý tứ là tín niệm chi lực chúng ta bây giờ không có biện pháp lấy đến tín niệm chi lực sau lại có người suy nghĩ cái biện pháp lợi dụng tự thân khí vận thay thế tín niệm chi lực thế nhưng khí vận hư vô phiêu miểu một dạng đạo tôn không cách nào cảm ứng bên ngoài mạnh yếu ta cũng không biện pháp chỉ có thể từ vận khí tốt hư tiến hành phán đoán sơ khởi lâm mẫu vận khí nói thật tương đối một dạng sở dĩ bước cuối cùng này dự định mượn lâm đạo hữu khí vận nguyên lai là như vậy lâm mặc ngữ bừng tỉnh đại ngộ thiên thần tông lấy sử dụng tín niệm chi lực nổi danh bọn họ toàn bộ tự nhiên cũng cùng tín niệm chi lực có quan hệ chữa trị bản nguyên thoi cần tín niệm chi lực cũng hợp tình hợp lý lâm mặc ngữ nói nếu là như vậy ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy tín niệm chi lực ta có lâm hỏa quang sừng sốt một chút lâm đạo hữu ngươi nói ngươi có tín niệm chi lực lâm mặc ngữ gật đầu hắn trở tay xuất ra mấy khối tín niệm bài. Những thứ này tín niệm bài là do đích thân hắn luyện chế, mỗi khối tín niệm bài lý đều ẩn chứa trăm vạn phần tín niệm chi lực, tổng cộng 10 khối tín niệm bài. Tổng cộng nghìn vạn phần tín niệm chi lực, Lâm Hỏa Quang nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra. Tín niệm bài, tuy là hắn không có tín niệm chi lực, nhưng thân là luyện khí đại sư, thấy được đồ đạc rất nhiều, ở luyện khí sư chi thức hệ thống bên trong, ngươi có thể không có, nhưng không thể không nhận thức. Hắn nhận ra Lâm Mặc Ngữ trong tay là tín niệm bài, không nghĩ tới lâm đạo hữu thật có tín niệm chi lực vậy không thành vấn đề lâm mặc ngữ vấn đạo những thứ này đủ lâm hỏa quang nói ta cũng không biết có đủ hay không chỉ có thể thử trước một chút lâm mặc ngữ nói không sao cả tín niệm bài ta cũng không thiếu cần tùy thời nói hắn có toàn bộ đại thế giới làm cơ sở tín niệm chi lực nhiều như hãn hại chính là 10 khối tín niệm bài không coi vào đâu nửa phút là có thể luyện chế ra số lớn tín niệm bài phòng ngừa chú đáo mặc kệ có đủ hay không trước luyện chế một ít tổng không có sai linh hồn đã bắt đầu động thủ hội tụ tín niệm chi lực luyện chế thành tín niệm bài trong nháy mắt từng cục tín niệm bài ứng tiếng bay mỗi một khối đều ẩn chứa trăm vạn phần tín niệm chi lực lâm hỏa quang đem thu nhỏ lại sau bản nguyên thoi nâng nâng tại lòng bàn tay mười khối tín niệm bài vòng quanh bản nguyên thoi bài lượn từng đạo tín niệm chi lực từ tín niệm bài bên trong chảy ra tiến vào bản nguyên thoi bên trong đồng thời lâm hỏa quang lòng bàn tay dâng lên từ xác hỏa diễm thiêu đốt bản nguyên thoi trong họ lửa tín niệm chi lực cùng bản nguyên thoi hòa làm một thể bản nguyên thoi cuối cùng một tia chỗ thiếu hụt đang ở cấp tốc chữa trị đồng thời từng cổ một cường đại khí tức kỳ lạ đang ở này sinh nguyên bản tổn thương trầm trọng bản nguyên thoi lúc này đã hoàn toàn khôi phục tín niệm chi lực gia nhập vào giống như là nhen lửa rồi bản nguyên thoi sâu nhất loại này hỏa chủ làm nó dạng người rực rỡ bản nguyên thoi khí tức càng ngày càng mạnh cấp tốc siêu việt thiên tôn chỉ lát nữa là phải đột phá tới đạo tôn cảnh tiếng bịch bịch vang lên tín niệm bài dồn dập nghiền nát lâm hỏa quang hơi biến sắc mặt tín niệm chi lực không đủ lâm mặc ngữ sớm có chuẩn bị Vót tay lại là người khối tín niệm bài nén ra tín niệm bài hoàn thành tiếp sức tiếp tục làm bản nguyên thoi cung cấp lấy tín niệm chi lực bản nguyên thoi khí tức lần thứ hai tăng cường khoảng cách đạo tôn cảnh càng ngày càng gần có thể dù sao cũng kém hơn một đường không ngừng tới gần nhưng thủy chung không cách nào đến rầm 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 tín niệm bài lần nữa bắt đầu nguyền nát lần này không cần lâm hòa quang nhắc nhở lâm mặc ngữ đã đem chuẩn bị xong tín nhiệm bài ném ra lâm mặc ngữ cũng không để ý bản nguyên thoi cần bao nhiêu tín nhiệm chi lực ngược lại muốn bao nhiêu chính mình có bao nhiêu chính mình tín niệm chi lực tích lũy đã sớm tới một con số kinh khủng chính là một ít tín nhiệm bài liền chín trong mắt sợi lông cũng không tính rốt cuộc ở liên tiếp vận dụng 100 khối tín niệm bài chọn 100 triệu tín nhiệm chi lực phía sau bản nguyên thoi rốt cuộc ăn uống no đủ No ở lâm hỏa quang trên lòng bàn tay chiếu lấp lánh sau đó oanh biến lớn lâm hỏa quang ánh mắt đông lại một cái trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên không chế được bản nguyên thoi khiến cho bảo trì thích hợp cao thấp tay phải biến hóa chỉ ở bản nguyên thoi trên có khắc vẽ ra từng cái hoa văn phức tạp toàn bộ hành trình hắn đều không nói gì hắn giờ phút này hết sức chăm chú không cách nào phân tâm lâm hỏa quang ba gã đệ tử đồng dạng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm hỏa quang động tác cuối cùng này một phen động tác bao hàm luyện khí sư tinh túi lâm mặc ngữ cũng không hiểu luyện khí xem không quá hiểu, bất quá hắn có thể cảm giác được, Lâm Hỏa Quang đang lấy chính mình đại đạo chi lực, một vốn một lời nguyên thoi nội bộ trận pháp tiến hành cuối cùng chữa trị chữa trị bản nguyên thoi. Mọi trừ chữa trị tổn hại hư khôi phục hoàn chỉnh sắc ngoài, là tối trọng yếu chính là chữa trị trận pháp, sắc ngoài chỉ là da, trận pháp mới là xương. Mà trước đây dung nhập trong đó tín niệm chi lực lại là huyết dịch, ba người thiếu một thứ cũng không được, kéo dài đến nửa giờ, bản nguyên thoi khí tức rốt cuộc đạt tới chân chính điểm tới hạn, theo một tiếng vang nhỏ, trong phòng tu luyện nổi lên một trận cường liệt bão táp không đạo tôn cảnh khí tức trong phòng tu luyện trung tràn ngập bản nguyên thoi khôi phục như mới tản mát ra đặc biệt khí tức loại khí tức này cùng phổ thông pháp bảo khí tức bất đồng dung hợp tín niệm chi lực khí tức đồng thời còn kèm theo đại đạo khí tức lâm hòa quang dường như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy thưởng thức bản nguyên thoi sau một lát ánh mắt của hắn bê ly không được nỉ non nguyên lai là cái này dạ nguyên lai là cái này dạ ta hiểu ta hiểu nguyên lai đạo tôn cảnh pháp bảo là cái dạng này giờ khắc này lâm hỏa quang khí tức trên người cũng đồng dạng ở bốc lên hắn lĩnh ngộ được luyện chế đạo tôn cảnh pháp bảo huyền bí chỉ cần quen đi nữa tất một trận hắn ắt có niềm tin đột phá tới thất giai trở thành một gian luyện khí tông sư trở thành luyện khí tông sư là tất cả luyện khí sư mộng tưởng khi thực trở thành trận pháp tông sư cùng phù sư cũng là như vậy lâm mặc ngữ cảm giác cảm giác mình cũng không phải là một cái hộp cách phù sư càng không phải là một cái hộp cách trận pháp sư hoàn toàn không đen trở thành tông sư trở thành mục tiêu trong lòng thầm than một tiếng hướng phía lâm hỏa quang nói chúc mừng lâm đại sư về sau muốn đổi gọi lâm tông sư lúc này hắn bang gã đệ tử cũng chăm miệng một lời chúc mừng sư tôn gần trở thành tông sư lâm hỏa quang cười ha ha tâm tình cực tốt lâm Mỗ có thể trở thành là tông sư còn muốn đa tạ lâm đạo hữu thần ân tình này lâm Mỗ nhớ kỹ tương lai có cơ hội tất nhiên tương báo lâm mạc ngữ cười nói ngài khách khí ta còn muốn đa tạ lâm đại sư vì ta bốn một tu luyện bản nguyên thoi hai người một trận khách khí lại hàn huyên vài câu phía sau lâm mặc ngữ mới chỉ có mang theo bản nguyên thoi ly khai bản nguyên thoi bởi vì sắp nhập vào lâm mặc ngữ tín niệm chi lực ở lâm mặc ngữ đạt được lúc đã hoàn thành luyện hóa tùy thời có thể sử dụng trên đường trở về lâm mặc ngữ đi ngang qua lục phong thương hội phát hiện lục phong thương hội cũng đã chữa trị bảy tám phần dòng người lần nữa nối liền không rút. trước cửa có mấy người đang ở cho hàng vé tàu có nữa hai ngày thuyền lớn sắp đến bỏ qua cơ hội lần này muốn đi đông châu lại phải đợi bên thiên rất nhiều năm. Hai ngày phía sau, một chiếc thuyền lớn từ phương xa bay tới, dừng ở khoảng cách Ngọc Kiếm Thành 1000 km bên ngoài trên bầu trời. Lâm Mặc Ngữ trong tay vé tàu chiếu lấp lánh, bắn ra một vệt ánh sáng, nhắm thẳng vào thuyền lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người từ Ngọc Kiếm trong thành lao ra, hướng phía thiền lớn mà đi. Lâm Mặc Ngữ cũng trầm giọng nói: "Nên xuất phát." Chương 3149, đạo hữu xin mời đi theo ta. Chương 3149, đạo hữu xin mời đi theo ta từng cái người ở đại địa bên trên chạy vội ngọc kiếm ngàn cứ trong phạm vi không đồng ý hứa phi hành nếu không thì sẽ phải chịu ngọc kiếm công kích lâm mặc ngữ là một ngoại lệ hắn đạt được ngọc kiếm tán thành có thể tự do phi hành bất quá súng bắn chim đầu đàn hắn không muốn làm người khác chú ý sở dĩ chỉ là ở trong đám người đi về phía trước có chút danh tiếng có thể ra có chút danh tiếng thì không cần phải lâm mặc ngữ cũng không sốt ruột chỉ cần có thể lên thiền có thể lục phong thương hội truyền lớn tại ở chỗ này cập bến nửa ngày nửa ngày sau sẽ lần thứ hai khởi hành đi trước trạm kế tiếp lục phong thương hội truyền lớn biết vừa đứng đứng cập bến đi khoa ven đường sẽ ở nam châu mấy chục tòa đại thành trước dừng lại toàn bộ lộ tiến hầu như đi qua hơn nửa cái nam châu cuối cùng lại đến nam châu nhất phía đông bắc lướt qua minh mông vô mần dưới hải cuối cùng tiến nhập đông châu lâm mặc ngữ xa xa thấy được truyền lớn chiếc phiền này cực đại chiều dài vượt lên trước 10 vạn .000 mét ngừng giữa không trung chung như một tòa không trung thành trì là không hơn không kém quái vật lớn lâm mặc ngữ có thể cảm giác được chiếc truyền lớn này bản thân liền là nhất kiện cực kỳ đáng sợ pháp bảo nếu như toàn lực phát động đồ tông diệt tộc đều không nói chơi ngoại trừ truyền lớn bản thân đủ cường đại bên ngoài lục phong thương hội cũng an bài không ít đạo tôn treo trước thiền hành cam đoan ven đường an toàn ở cách thiền lớn còn có 100 km lúc lâm mặc ngữ thấy được thân thiền trên có khắc một cái phủ văn cái này phủ văn là cái rất đơn sơ phủ văn hầu như mỗi người tu luyện đều có thể nhìn hiểu nó đại biểu hàm nghĩa chính là đơn giản một cái một chữ trần xác mà nói cái này phù văn đại biểu cho chiếc thuyền lớn này đánh số nhất hào lục phong thành nói qua giống như vậy truyền lớn lục phong thương hội tổng cộng có bốn chiếc tên là cụ phong chiến thiền số thứ tự là vượt tới số 4 4 chiếc thiền lớn thân biệt dùng ở đông nam tây bắc 4 đại châu trong lúc đó đi tới đi lui tiến hành mộ dịch vãng lai lục phong thành lúc đó không cẩn thận nói lộ ra miệng bọn họ lục ra chính là lấy cái này bốn chiếc cụ phong chiến thiền lập nghiệp cuối cùng phát triển thành quy mô như ngày hôm nay lục phong thương hội tên cũng là bởi vậy mà đến trong đó gió chỉ chính là cụ phong chiến truyền không ngừng tới gần cụ phong chiến truyền lâm mặc ngữ thám thiết cảm nhận được một cỗ thương mang khí tức nay cổ thương mang khí tức tốc hành linh hồn trùng kích tâm linh lâm mặc ngữ rất rõ ràng chỉ có vô số tế nguyệt tẩy luyện mới có thể ma luyện ra đình mông như vậy cảm giác thương mang cảm giác cũng không phải mọi người đều có thể cảm ứng được chỉ có như chính mình loại này linh giác cường đại linh hồn bé nhạy người tài năng mới có thể thám thiết cảm nhận được trước thiền lớn này có không gì sánh được đã lâu tế nguyệt mặt ngoài nhìn qua rất mới kỳ thực đó là về sau tân trang vô luận như thế nào làm đều không thể phủ tiến nguyệt tiến nguyệt là biết nói chuyện lâm mặc ngữ ngừng lại cũng không có lập tức lên thiền hắn ở cách cụ phong chiến thiền chỉ có vạn mét địa phương dừng lại lặng lặng cảm thụ được thương mang khí tức đồng thời cũng thưởng thức cụ phong chiến truyền trước nay chiến thiền đã trải qua từng cuộc một đáng sợ đại chiến ở trên người nó có vô số vết thương mặc dù chữa trị cũng khó mà xóa đi đã từng vết tích nó giết chết quá vô số cường giả có rất nhiều đạo tôn chết ở trước mặt nó đạo tôn đại đạo giống như là chiến lợi phẩm giống nhau bị nó thu thập lâm mặc ngữ ở thương mang khí tức cảm nhận được kinh tâm động phách phảng phất thấy được cái kia từng cuộc một rộng lớn chiến đấu hắn đứng ước chừng mấy giờ vẫn không nhúc nhích chiến thuyền bên trên một vị đến từ lục phong thương hội đạo tôn đứng ở đầu truyền hắn nhìn lấy lâm mặc ngữ lộ ra một chút mỉm cười có ý tư tiểu gia hỏa ở bên người hắn theo một vị sở hữu đỉnh phong trí tôn tu vi người trẻ tuổi thanh niên nhân có chút xem không hiểu mũ thúc hắn đây là đang làm cái gì? mũ thúc cười nói, hắn có vượt qua thường nhân linh giác, có thể cảm nhận được chiến thuyền đã từng đã qua. thanh niên nhân hơi kinh hãi, lợi hại như vậy, chẳng lẽ nói hắn có thể xem được quá khứ? mũ thúc lắc đầu, cũng không phải thật sự là xem được quá khứ, chỉ là cảm nhận được đi qua. tiến nguyệt là biết nói chuyện, nhưng chỉ sẽ nói cho có thể nghe hiểu người nghe. thanh niên nhân ồ một tiếng, dường như không hiểu nhiều lắm. mũ thúc cười nói, có một số việc không hiểu không quan hệ, dù sao mỗi cá nhân đường bất đồng có thể đi tới người cuối cùng mới là người thắng cái này tiểu gia hỏa linh giác rất mạnh chờ hắn lên thiền có cơ hội ngươi và hắn nhiều tiếp xúc một chút xem xem có thể hay không kết giao bằng hữu muốn ở trong cái thế giới này thuận lợi trưởng thành bằng hữu là ắt không thể thiếu nếu như không thể biến thành bằng hữu vậy cũng không phải trở thành địch nhân thanh niên nhân cũng không đần hắn nghe hiểu ngũ thúc trong giọng nói ý tứ dưới truyền lâm mặc ngước tương lai bất khả hạn lượng chính mình không muốn cùng với là địch thanh niên nhân lập tức nói đa tạ ngũ thúc giáo huấn phong viễn minh bạch rồi ngũ thúc rất hài lòng gật đầu chờ ngươi tỷ sau khi xuất quan đa hướng chị ngươi học tập ngươi có thể học được rất nhiều lục phong viễn lập tức gật đầu đáp lời nhìn qua thập phần nghe lời lâm mặc ngữ đứng thẳng mấy giờ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại lấy ra vé tàu một vệt ánh sáng từ trên chiến thuyền bắn ra rơi ở trên người hắn đen kéo vào chiến thuyền bên trong theo lâm mặc ngữ tới vần. ngũ thúc ánh mắt lại hơi nhau lại thật trẻ tuổi a lục phong viễn vấn đạo hắn còn rất trẻ tuổi sao ngũ thúc gật đầu mới chỉ có hơn 2.000 tuổi. Lục Phong Viễn nhất thời há to miệng, điều này sao có thể, hơn 2.000 tuổi thiên tôn. Thiên phú này hiếu thắng đến mức nào a? À? căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho rằng thiên tài, chỉ là tu luyện tới đỉnh phong trí tôn, đã dùng hết hơn 3.000 năm hắn rất có hy vọng Cỡ 5.000 năm bên trong thành tựu thiên tôn. Cái này dạng đã là phi thường thiên tài tồn tại, so với bản nguyên trên đại lục bất luận một vị nào thiên kiêu cũng không thua kém. Ở bản nguyên trên đại lục, có thể ở vạn năm bên trong trở thành thiên tôn, cũng là thiên tài nếu là có thể ở 5.000 năm bên trong thành tựu thiên tôn, liền có thể xưng được là là thiên kiều. Có thể hơn 2.000 tuổi thiên tôn, vậy coi như cái gì? Đứng đầu thiên kiều. Lục phong viễn thật muốn kêu một tiếng yêu nghiệt. Lục phong viễn thì thầm nói. Thiên phú của hắn, chẳng lẽ so với tỷ tỷ càng mạnh, ngũ thúc nói. Khó mà nói. Chí ít cũng là tương đương, sẽ không kém quá xa, thấy được chưa? Đây chính là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Thế giới này thiên tài nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không thể tự mãn lục phong viễn cũng là thở dài mang theo một chút bất đắc dĩ phía trước chỉ cảm thấy tỷ tỷ là một sáu trăm chín mươi bảy tọa đại sơn không nghĩ tới bây giờ lại tới rồi một tòa càng lớn ta chân mệnh khổ a à. ngũ thúc cười ha ha không để ý đến lục phong viễn từ tiểu thuận thuận gió thì quen rồi mẫu nhiên bị chút đả kích cũng không cái gì không tốt lâm mặc ngữ đi tới trên thuyền lập tức có lục phong thương hội nhân qua đây nghiên tiếp lúc này ngũ thúc bỗng nhiên mở miệng các ngươi đều lui ra đi hắn mà nói chính là mệnh lệnh lục phong thương hội nhân lập tức lui ngũ thúc đi tới lâm mặc ngữ trước mặt tự mình chiêu đãi lâm mặc ngữ hướng phía ngũ thúc hành lễ xin ra mắt tiền bối tiểu hữu phiền phức đem ngươi vé tàu cho ta xem một chút ngũ thúc đối với lâm mặc ngữ rất là khách khí thái độ cực tốt tổ trong lòng của hắn lâm mặc ngữ sớm muộn trở thành đạo tôn đến đến cùng chính mình cùng là tầng thứ tồn tại thậm chí siêu việt chính mình lâm mặc ngữ đem vé tàu đưa cho ngũ thúc ngũ thúc nhìn một cái phía dưới không khỏi lấy làm kinh hãi một bên lục phong viễn bỗng nhiên mở miệng nói dĩ nhiên là phòng số 3 giữa vé tàu Mũ thúc gật đầu không sai vé tàu không thành vấn đề đúng là phòng số 3 giữa tiểu hữu lão phu muốn hỏi một chút Này vé tàu tốn bao nhiêu tiền mua hàng lâm mạc ngữ nói một vạn khỏa tam giai tinh phỏng bản nguyên kết tinh Mũ thúc khẽ cười một tiếng cái này lão ra hỏa ra giá ngược lại vẫn tính công bằng tiểu hữu cũng đừng chê đắt phòng số 3 giữa vé tàu đang cái giá này chờ thêm biết ngươi sẽ biết phong viễn liền từ ngươi dẫn đường đi nhớ kỹ vì tiểu hữu giới thiệu một chút trên thuyền tình huống lục phong viễn lập tức hội ý chia tay ra đạo hữu xin mời đi theo ta chương ba nghìn một ngươi biết vừa rồi người nọ là ai sao chương ba nghìn ngươi biết vừa rồi người nọ là ai sao hắn ghé qua vu hải số lượng trong trận pháp đại bộ phận trận pháp đều hết sức bí ẩn nếu như không phải là bởi vì hắn linh giác đủ cường đại coi như là trận pháp sư cũng khó mà phát hiện những trận pháp này lục phong viễn ở đi trước dẫn đường đi được tương đối tùy ý những trận pháp này sẽ không tùy tiện bị gây ra sở dĩ không cần cẩn thận quá mức trên thiền nội bộ cũng không có sử dụng bất luận cái gì không gian loại trận pháp lâm mặc ngữ suy đoán là bởi vì nội bộ trận pháp thập phần dày đặc một trận bộ một trận hơn nữa những trận pháp này đều là khí trận cần ổn định không gian chống đỡ sở dĩ không cách nào nữa dung nạp không gian loại trận pháp lại thêm chi cụ phong chiến thiền đầy đủ khổng lồ cũng cũng không cần cái gì không gian trận pháp lại mở rộng không gian. Hai người phải xuyên qua hơn phân nửa chiến thiền chiến thiền, đi trước chiến thiền phía trước nhất, phòng số 3 gian vị trí đang đến vần đầu truyền địa phương. Lục Phong Viễn dẫn đường đồng thời, cũng vì Lâm Mặc Ngữ giới thiệu chiến thiền bên trong tình huống, nhất hào chiến thiền trưởng 108.000m, có 3 tầng dưới cùng bên trên 4 tầng chi phân. Bên trên 4 tầng là tất cả truyền khách có thể hoạt động khu vực, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là thiên khách chỗ ở, trong đó phổ thông phòng cùng sở hữu một vạn gian, mỗi gian phòng ở 4 người, cao cấp phòng cùng sở hữu 1.000 gian, mỗi gian phòng ở hai người, đặc cấp phòng cùng sở hữu 100 gian, mỗi gian phòng ở một người. Lâm Mặc Ngữ mỉm cười nói, sen ra ta chính là đặc cấp phòng, theo dọc đường xác thực chứng kiến đại lượng trong phòng, ở không chỉ một người. Đè xuống lục phong viễn giới thiệu, nếu như đều đã chật cứng người, trước này cụ phong chiến thiền ở trên thiền khách, chừng hơn 4 vạn người. Nếu như tính lại bên trên, rất nhiều người một phiếu nhiều bán, lợi dụng tự thân thế giới quy tắc, mang theo đại lượng nhân viên cùng nhau đi trước Đông Châu, chuyến này có ít nhất 10 vạn người biết từ Nam Châu đi trước Đông Châu. 10 vạn người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính là ít. Lấy Đông Châu diện tích mà nói, 10 vạn người rất ít, thậm chí ở Nam Châu bên trong, tùy tiện một cái thành nhỏ, người ở bên trong đều không ngừng 10 vạn, như là Nam Châu mỗi cái trong thành, tuyệt đại bộ phận đều là người thường, đi Đông Châu đều là tu luyện giả, không có người thường, 10 vạn cũng không tính thiếu. Lục Phong Viễn cũng không biết Lâm Mặc Ngữ đang suy nghĩ gì, mà là theo Lâm Mặc Ngữ lại mà nói. Ngài là phòng số 3 gian, nếu như nhớ không lầm cái này tấm vé tàu hẳn là ở lục phong thanh trưởng lão trong tay đánh số trước 10 căn phòng thuộc về đặc cấp trong phòng đặc cấp phòng cùng khác đặc cấp phòng bất đồng lâm mặc ngữ sinh ra một tia hứng thú mời đạo hữu nói tường tận nói lục phong viễn nói rằng đệ một cái bất đồng chính là bổn nguyên chi lực kỳ thực trong mỗi cái phòng đều có trận pháp trận pháp sẽ đem thái dương bản nguyên cùng thái âm bổn nguyên bổn nguyên chi lực tiến hành tinh luyện cung ứng cho bên trong phòng tu luyện giả sử dụng bất quá loại trận pháp này hiệu quả là có sai biệt cụ thể mà nói đặc cấp trong phòng bổn nguyên chi lực nồng độ là cao cấp phòng gấp 10 lần, mà cao cấp phòng lại là phổ thông phòng gấp 10 lần, mà đánh số trước 10 đặc cấp phòng lại là cái khác đặc cấp trong phòng gấp 10 lần, nếu như đem phổ thông phòng coi như là nhất giai bản nguyên linh mạch, như vậy phòng của ngài chỉ ít chính là tứ giai bản nguyên linh mạch. lại ở bên trong tu luyện, tương đương với ở tứ giai bản nguyên linh mạch trung tu luyện giống nhau, hiệu quả cực tốt. Từ giờ trở đi, thẳng đến Đông Châu, trước sau khoảng chừng cần trong ngày tả hữu, cái này trăm ngày thời gian, đã đủ bù đáp được ngày bình thường vài chục năm khổ tu ở lục phong viễn giới thiệu lâm mặc ngữ từng bước minh bạch rồi gian phòng của mình các loại chỗ đặc thù ngoại trừ bổn nguyên chi lực nồng độ bất đồng còn có một chút những phương diện khác yêu đãi chiến thiền ba tầng là cung cấp tu luyện giả sống phong túng khu vực bên trong cung cấp các loại linh thực còn có đại lượng chỗ ăn chơi những thứ này đều là phải bỏ tiền đặc cấp phòng thiền khách ở chỗ này bất luận cái gì tiêu phí đều có thể bớt 20. lục phong thương hội cung cấp linh thực đều không phải là thông thường linh thực ở bên ngoài căn bản không ăn được rất nhiều linh thực đối với tu luyện có tốt vô cùng tác dụng phụ trợ vấn đề duy nhất chính là giá cả sang quý trừ cái đó ra các loại ngu nhà cũng người thật hấp dẫn lục phong thương hội biến hành bốn đại châu ở chỗ này cung cấp rất nhiều nhân tộc đồ không có một ít khó có thể mở miệng có thể thỏa mãn hứa đặc thù dục vọng vui đùa chiến thiền đệ tứ tầng là lục phong thương hội mở chợ giao dịch có thể ở bên trong mua sắm các loại thương phẩm đồng dạng không phải thương phẩm thông thường rất nhiều ở bên ngoài không mua được đồ đạc ở chỗ này là có thể mua được. Có không ít người cũng là vì này lên chuyển. Cô ý tới mua đồ, mà đặc thù phòng khách nhân, như trước có thể ở chỗ này bớt 20 mua sắm, nếu có đồ thích hợp, chỉ cần mua lấy vài món, cũng đã giá trị trở về giá vé. Tính như vậy xuống tới, chính mình cái này tống vé thuyền giá cả cũng xác thực không mắc, Lục Phong Thanh cũng không có hố chính mình, còn như ba tầng dưới. Lại là Lục Phong thư hội khu vực, tiền khách không thể vào. Ở Lục Phong viễn giới thiệu một chút, Lâm mặc Ngữ đi tới phòng số 3 trước cửa, gian phòng bị trận pháp bao phủ vé tào tức là chìa khóa lục phong viễn cuối cùng thần bí hề hề nhỏ giọng nói lâm đạo hữu lúc rảnh rỗi có thể đi ba tầng đi dạo bên trong có một ít khu vực vẫn rất có thú chỉ ít ở nam châu địa giới nhi không thấy lâm mặc ngữ lộ ra một tia cảm thấy hứng thú màu sắc đa tạ phong viễn đạo hữu lúc rảnh rỗi nhất định đi xem lục phong viễn cười cười cái kia sẽ không quấy dày lâm đạo hữu nghỉ ngơi có việc tùy thời gọi ta lâm mặc ngữ mở ra trận pháp tiến nhập gian phòng của mình gian phòng cũng không tính quá lớn chỉ có dài 10 mét chiều rộng trong phòng vũ khí quanh quẩn những sương mù này đều là bổn nguyên chi lực lâm mặc ngứa hít vào một hơi đen đại lượng bổn nguyên chi lực hút đi lẩm bẩm bổn nguyên chi lực xác thực nồng nặc bị hắn hút đi bổn nguyên chi lực cấp tốc được bổ sung gian phòng đỉnh chót có trận pháp duy trì liên tục vận chuyển liên tục không ngừng phụt lên ra bổn nguyên chi lực thái dương bản nguyên nóng bỏng không gì sánh được trải qua trận pháp chuyển hóa sau đó biến đến ôn hòa đã cùng thông thường bổn nguyên chi lực không có khác biệt lớn bất quá lâm mặc ngữ vẫn là có thể cảm nhận được phân biệt bên trong như trước ẩn chứa một chút nóng bỏng khí độ có thể luyện hóa thái dương bản nguyên to trận pháp này rất bất phàm lâm mặc ngữ nghiên cứu một cái nóc phòng trận pháp mới phát hiện tòa trận pháp này kỳ thực chỉ phụ trách đem bổn nguyên chi lực đưa đến trong phòng chân chính luyện hóa thái dương bổn nguyên cũng không phải là nó hai lâm mặc ngữ trong lòng sinh ra suy đoán hắn cảm thấy cụ phong chiến thiền, kỳ thực cũng không phải là lục phong thương hội tổ tiên luyện chế lục phong thương hội tổ tiên chắc là ở thu được bốn chiếc cụ phong chiến thuyền phía sau mới chỉ có nhiều vào đó thành lập Lục Phong Thư hội cái này thế lực to lớn, hắn tinh tế suy tư về Lục Phong Viễn lời nói. Từ Lục Phong Viễn trong lời nói, hắn chiếm được không ít tin tức, ở nơi này cụ phong chiến truyền bên trên, vấn đề an toàn không cần bất kỳ lo lắng nào, hơn nữa hắn có thể mượn trên chiến thiền này đủ loại tài nguyên, đại biên độ tăng thêm tốc bộ tu luyện, lúc này chính mình trong khoảng cách giai thiên tôn đã không xa, có lẽ ở đến Đông Châu lúc, có thể thăng cấp, Cập bến một giờ cơ lốc hiền lớn chậm rãi khởi động sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía chạm kế tiếp bay đi ốc tốc độ của nó không ngừng tăng lên tăng lúc càng nhanh đã điệt cảnh vật tốc tốc bị ném ra đến phía sau lâm mặc ngữ gian phòng trên ban công xuyên thầu qua trận pháp nhìn lấy cấp tốc quay ngược lại cảnh vật ngọc kiếm thành đã trong chớp mắt liền biến mất không có chạm đến không gian pháp tác tốc độ phi hành cũng có thể đạt đến tới mức như thế thực sự là kinh người phi hành sau một lúc phía trước xuất hiện hỗn loạn mang đặc biệt bản nguyên thác nước cù phong chiến thuyền trực tiếp xông qua nó muốn hoành độ hỗn loạn mang chiến thuyền toàn thân phát quang từng tòa trận pháp sáng lên bao phủ cả chiến thuyền chiến thuyền hỗn loạn mang đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì ngũ thúc chứng kiến trở về lục phong viễn lộ ra vẻ mỉm cười phong viễn ngươi biết vừa rồi người nọ là ai sao chương ba nghìn một trăm năm mươi một có lẽ cuộc phong chiến thuyền là lần kỳ ngộ chương ba nghìn một trăm năm mươi một có lẽ cuộc phong chiến thuyền là lần kỳ ngộ lục phong viễn hơi sững sờ ta biết hắn họ lâm ngũ thúc ha hả cười nói hắn gọi lâm mặc ngữ lục phong viễn sắc mặt chợt đại biến đồng thời phát sinh một tiếng thách kinh hãi hắn là lâm mặc ngữ tì tì trong miệng cái kia thiên tài siêu cấp mũ thúc cười nói ta liều nói hơn hai nghìn tuổi thiên tôn sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy ta kiểm tra một hồi hắn vé tạo ở trên thân phận xác thực chính là hắn lục phong viễn lẩm bẩm nói nguyên lai đây chính là lão tỷ coi trọng người mũ thúc nụ cười càng thêm sán lạn nửa nói đùa lời này của ngươi là bị chị ngươi nghe được sợ là sẽ phải bị đánh gần chết lục phong viễn không thèm để ý chút nào phất phất tay ngược lại nàng không ở ngũ thúc ngươi cũng sẽ không xảy ra bán ta đúng hay không ngũ thúc lắc đầu cái kia cũng khó mà nói nhìn ngươi có thể hay không thu mua ta lục phong viễn sắc mặt nhất thời sụp đổ xuống khổ gương mặt ngũ thúc ngươi không thể đối với ta như vậy ai bảo lão tỷ đem hắn khen trời cao ta đương nhiên cho rằng lão tỷ coi trọng hắn ngũ thúc cười nói ngược lại cùng hắn làm quan hệ tốt a à? đối với ngươi sẽ không có chỗ hỏng ta có thể cảm giác được trên người của hắn khí vận rất mạnh lão tổ tông sớm đã có nói nhất định phải kết giao khí vận mạnh người cách xa khí vận yếu người lục phong viễn gật đầu him ta biết nên làm như thế nào ngũ thúc nói tu luyện của ngươi tư chất mặc dù không như phong giao đến tương lai phong giao khoang lái thương hội ngươi chỉ ít cũng có thể ở bên hiệp trợ cứ như vậy ngươi ở địa vị trong gia tộc cũng có thể ổn định lại lục phong viễn gật đầu tỏ ý biết 293 lục gia trung tộc nhân quan hệ giữa mặc dù không tệ, nhưng quy củ xâm nghiêm, rất nhiều chuyện coi như là con em dòng chính, cũng nhất định phải tân thủ. Đây cũng là lục gia sinh tồn chi đạo, liền như cùng việc buôn bán giống nhau, chú trọng công bằng, năn thách lấy trận pháp, lâm mặc ngữ nhìn lấy quen thuộc hỗn loạn mang, chính mình từng tại nơi đây đợi qua một đoạn thời gian. Cũng có quá một ít thần kỳ trải qua, quay đầu nhìn lại, bên tay phải trên ban công, cũng có người đi ra. Đó là phòng số 4 truyền khách, là một vị đạo tôn cái kia vị đạo tôn liếc nhìn lâm mặc ngữ trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc tựa hồ đang nghi hoặc vì sao một cái thiên tôn số phòng so với chính mình còn cao hơn thiên tôn không nên nhiều như vậy bản nguyên kết tinh mua sắm đặc cấp phòng vé tàu tiếp lấy hắn sững sờ tại chỗ hắn nhìn ra lâm mặc ngữ lứa tuổi mới chỉ có hơn hai nghìn tuổi hơn hai nghìn tuổi thiên tôn cái kia cũng không phải bình thường người có thể đạt tới đối với loại này thiên kiêu một dạng nhân vật ánh mắt của hắn không khỏi phát sinh biến hóa hướng phía lâm mặc ngữ khẽ lật đầu ý bảo lâm mặc ngữ từ ánh mắt của đối phương biến hóa chung đã đoán được chuyện gì xảy ra xem ra phải nghĩ biện pháp ẩn dấu tuổi của mình bằng không chỉ là điểm này liền là rất lớn một sơ hở bản nguyên trong đại lục thiên tài rất nhiều có thể hơn hai nghìn tuổi là có thể đến thiên tôn người có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ là điểm này là có thể xác định thân phận của mình thái âm chi tử thân phận vô cùng mẫn cảm ở tự thân tu vi không đủ dưới tình huống tận khả năng không muốn bại lộ chiến thuyền ở ngắn người sau một lát liền vượt qua hỗn loạn mang sau đó tốc độ lần nữa bắt đầu đề thang hướng phía thiên kiếm tông một tòa đại thành bay đi ngăn cách lấy trận pháp lâm mặc ngữ mơ hồ cảm nhận được thái âm bổn nguyên chi lực hắn biết thái âm bản nguyên gần xuất hiện hắn ở thái dương bản nguyên xuất hiện trước trở lại bên trong phòng không lại ra ngoài sau một lát mi tâm thái âm phù hiển lộ ra lâm mặc ngữ biết thái âm bản nguyên đã xuất hiện trong thiên địa trong trận pháp phún ra bổn nguyên chi lực cũng phát sinh biến hóa bổn nguyên chi lực bên trong loại nóng rực kia tiêu thất thay vào đó thuộc về thái âm bổn nguyên âm lãnh lâm mặc ngữ đối chiến trong truyền có thể luyện hóa bổn nguyên chi lực trận pháp hết sức cảm thấy hứng thú nếu là có thể nắm giữ tòa trận pháp này tương lai bố trí ở thế lực của mình chung có thể lợi dụng thái dương bản nguyên cùng thái âm bản nguyên vì thế lực của mình nhắc nhở bổn nguyên chi lực dù cho bản nguyên linh mạch đẳng cấp không đủ cũng có thể lợi dụng bọn họ tiến hành bù đắp thái dương thái âm hai đại bổn nguyên nhưng là bản nguyên trong đại lục khổng lồ nhất nhất dùng mãi không cạn hai đại bổn nguyên lâm mặc ngữ cũng biết chính mình cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi lục phong thư hội là không có khả năng đem loại trận pháp này cho mình bất kể là mua vẫn là phương pháp khác nhìn liên liếp mắt đều không quá có thể loại trận pháp này quá mức thần kỳ chưa bao giờ nghe nhi quá nhiều không bằng tu luyện lâm mặc ngữ liên tục không ngừng hấp thu bổn nguyên chi lực bắt đầu lĩnh mộ đại đạo phát tắc đại lượng bổn nguyên chi lực tiến nhập trong cơ thể đi qua bản nguyên đối với đại đạo tiến hành cảm ngộ hiệu suất so với ngoại giới nhanh hơn nhiều lắm lâm mặc ngữ có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ đang không ngừng làm sâu sắc cảnh giới cũng theo đó tăng lên chỉ là bởi vì mình lĩnh ngộ đại đạo có ba cái ngoại trừ bản mệnh bất tử đại đạo bên ngoài thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đều thuộc về rất khó lĩnh ngộ đại đạo tùy tiện đầu nào đại đạo tu luyện độ khó nếu so với phổ thông đại đạo lớn huống chi hắn còn muốn đồng tu ba cái cũng chính bởi vì vậy hắn ở đi vào thiên tôn cảnh phía sau vô luyện độ khó tăng lên trên diện rộng nếu như không có cái gì đặc thù kỳ ngộ có lẽ muốn lên ngàn năm tài năng mới có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ tung hắn phía trước tốc độ tu luyện so sánh với đơn giản là khác nhau một trời một vực lâm mặc ngữ cảm thấy cơ lốc truyền lớn có lẽ liền là của mình một lần cơ duyên tu luyện một đêm lâm mặc ngữ rời phòng đi trước thiền lớn ba tầng ba tầng rất náo nhiệt đại lượng tu luyện giả đều ở chỗ này nghe bọn họ nói chuyện với nhau lâm mặc ngữ mới biết được hôm qua thiên dạ bên trong tiền lớn đã cập bến quá hai lần tới nên đón hai nhóm thuyền mới khách lúc này thực đã hướng phía một tòa tân thành bay đi như vậy lại trải qua năm tòa đại thành có nữa hai ngày không tới thời điểm liền có thể rời đi thiên kiếm tông địa bàn lúc này không ít thiền khách đang ở trên bàn dùng cơm bọn họ hưởng dụng mỹ vị linh thực tức ăn có đại lượng bổn nguyên chi lực tràn ra ăn những thứ này linh thực đối với chính mình tu luyện rất có ích lợi trong đó trên một cái bàn vây ngồi bốn người bốn người ăn mặc giống nhau như đúc y phục trên tay áo thiêu một thanh kiếm là thiên kiếm tông nhân lâm mặc ngữ thẩm mỹ lấy ánh mắt đảo qua hắn còn chứng kiến hàn thủy thánh địa người còn có vấn đạo tông nhân cái này tam phương thế lực là bản nguyên trong đại lục đứng đầu nhất thế lực khi thế của bọn họ so với người khác cao hơn bên trên một đoạn trừ cái đó ra còn có một chút còn lại thế lực người từng cái thế lực đều có không ít người biết đi trước đông châu đông châu là một khối đại thịt báo bọn họ đều muốn đi vào trong đó vạm một cái bỗng nhiên lâm mặc ngữ trong mắt hơi hít cấp tốc quay đầu sau đó hướng phía bốn tầng đi tới vi hâm đạo tôn không nghĩ tới hắn cũng tới lâm mặc ngữ vừa rồi gặp được phi hâm may mắn hắn phản ứng nhanh thừa dịp phi hâm không có phát hiện mình lúc xoay người ly khai nếu là bị vi hâm phát hiện khác ngược lại không có gì không thiếu được một trận phiền phức vi hâm tất nhiên sẽ hỏi tại sao mình không đi tìm hắn lúc đó cho lệnh bài của chính mình bị chính mình hoàn toàn che đậy vi hâm rất ý tứ rõ ràng hoặc là trở thành hắn người hoặc là liền giết mình ở lâm mặc ngữ trong lòng vi hâm người như thế không thể ở chung ở vi hâm bên người còn có một cái người là một vị nữ tính đạo tôn đồng dạng đến từ thất thải tông ở lâm mặc ngữ sau khi rời đi vi hâm dường như có phản ứng hướng phía lâm mặc ngữ trước kia vị trí nhìn lại nhưng nhìn xem cũng không có có phát hiện gì cho là chính mình cảm giác sai rồi vi đại ca có vấn đề gì vi hâm bên người nữ tính đạo tôn vấn đạo vi hâm khẽ lắc đầu không có gì màu yên muội tử lần này chủ động xin đi đông châu là vì tìm kiếm đệ tử sao màu yên trưởng lão thở dài đúng vậy phía trước cái kia vị thiên sinh ngọc hồn đệ tử bỏ lỡ ta dùng pháp bảo tính một chút đi đông châu có lẽ có thể tìm tới chọn người thích hợp vi hầm nói đông châu phải không thái bình chúng ta đã đến nơi đó phải cẩn thận nhiều hơn tại nơi này đạo tôn vẫn lạc cũng là cơm thường chuyện màu yên cũng không thèm để ý mà là cười nói vi đại ca hãy nói một chút lúc đó ngươi ở đây giới hải trung gặp phải cái kia tiểu gia hỏa thiên tư thật có cao như vậy sao ta có thể không thể nhận đó vì đồ vi hâm than thở có a à? chương 3152, xài tiền như nước, ngưu cửu một lông. chương 3152, xài tiền như nước, ngưu cửu một lông. Thật là on ra ngõ hẹt, lâm mặc ngữ cũng không nghĩ đến. Lại ở chỗ này đụng tới vi hâm. Đối với tên tiểu nhân này, lâm mặc ngữ vẫn là tránh xa, nhất là ở chỗ này. Nếu là ở bên ngoài như hắn dám đối với tự mình động thủ, ngược lại là có thể đem giết, chấm dứt hậu hoạn. Hy vọng ngươi gặp may mắn a à. lâm mặc ngữ nhẹ giọng nói. Đi tới chiến thuyền đệ tứ tầng, tầng thứ tư bố cục cùng lục phong thương hội bên trong có điểm giống chỉ là không có hội viên cao cấp khái niệm ở trên chiến thuyền chỉ có phổ thông phòng cao cấp phòng cùng đặc cấp phòng phân biệt đặc cấp phòng thuyền khách có thể bớt 20. cao cấp phòng chỉ có thể bớt 10%, mà phổ thông phòng truyền khách không có bất kỳ chiết khấu không phải lục phong thương hội đem khách nhân chia làm tam lục cử đảng mà là thế giới này xưa nay đã như vậy tầng bốn người cũng không tính là nhiều lắm có lẽ là bởi vì hiện ở trên thuyền khách nhân vẫn không tính là nhiều duyên cớ bất quá lục phong thương hội lúc này cũng không có đem sở hữu thương phẩm đều phóng xuất chỉ có chờ thiền khách toàn bộ thượng tề trên thuyền tiến nhập giới hải sau đó mới chỉ có sẽ đem tất cả thương phẩm phóng xuất lúc này có thể mua được thương phẩm vẫn có giới hạn lâm mặc ngữ đi tới trước quầy lập tức có lục phong thương hội nhân chào đón đó là cái chỉ có thần tôn cảnh người trẻ tuổi xem ra cũng có hơn một nghìn tuổi chỉ là dung mạo hết sức trẻ tuổi thanh niên nhân, nhân thọc phần có lễ phép tiền bối ngài tốt xin hỏi ngài cần cái gì lâm mặc ngữ nói ta cần nhất kiện có thể che đậy chính mình cốt linh cảnh giới dung mạo pháp bảo thanh niên nhân, nhân tiếp tục vấn đạo không biết tiền bối cảnh giới như thế nào lâm mặc ngữ nói thiên tôn cái này liền vì nài tìm kiếm xin chờ một chút ngươi tuổi trẻ lái thì tìm kiếm thích hợp pháp bảo sau một lát thanh niên nhân, nhân đem tìm được pháp bảo đi qua trận pháp hình chiếu ở lâm mặc ngữ trước mặt hiện nay thích hợp tiền bối pháp bảo chỉ có ba cái kiện thứ nhất huyền quang y trí tôn cảnh pháp bảo có thể che đậy đạo tôn phía dưới dò xét giá 2.000 khỏa tam giai bản nguyên kết tinh kiện thứ hai mặt tôi cháo thiên tôn cảnh trung giai pháp bảo có thể che đậy đạo tôn nhất cảnh phía dưới dò xét giá 2.000 khỏa tam giai bản nguyên kết tinh nó có một cái khuyết điểm chính là mang nó thời điểm bản thân lực lượng sẽ bị áp chế không sai biệt lắm áp chế khoảng 3 phần mười thiên tôn cảnh trung giai pháp bảo dĩ nhiên cùng trí tôn cảnh pháp bảo vẻ ngoài cùng giá cả lâm mặc ngữ ngay từ đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái có biết khuyết điểm của nó phía sau thì cũng không kỳ quái cái này pháp bảo chắc là nhất kiện tàn thứ phẩm, bằng không cũng sẽ không bán cái giá tiền này. Tiếp lấy ánh mắt của hắn chuyển qua đệ tam món pháp bảo bên trên, thanh niên nhân, nhân cũng bắt đầu giới thiệu đệ tam món pháp bảo, đệ tam món, một quang thạch, thiên tôn cao giai pháp bảo, có thể che đậy đạo tôn tứ cảnh phía dưới đích thực do xét, giá 500 khỏa tam giai bản nguyên kết tinh. Nó đồng dạng có khuyết điểm, chính là mỗi lần sử dụng hiệu quả chỉ có thể duy trì 6 tiếng, cần một lần nữa chờ đợi 6 tiếng tài năng mới có thể lần nữa sử dụng, lại là nhất kiện có thiếu sót pháp bảo bằng không cũng không dừng cái giá tiền này lâm mặc ngữ vấn đạo chẳng lẽ sẽ không có không thiếu hụt pháp bảo sao thanh niên nhân suy nghĩ một chút chắc là có bất quá bây giờ còn không có phóng sót có thể phải đợi đến thuyền khách toàn bộ đủ chiến thuyền đến rồi dưới hải bên trên phía sau mới có thể phóng xuất tiền bối cũng có thể đến lúc đó lại tới nhìn lâm mặc ngữ biết quy củ này ta đây trước mua mộ quang thạch chuyện sau này sau này hãy nói một phần vạn không có đâu tuy là mộ quang thạch có chỗ thiếu hụt nhưng cũng không phải là không thể dùng trước mua ứng với cái gấp, tương lai có thích hợp lại mua lại được. Bây giờ Lâm Mặc Ngữ nhiều tiền lắm của, chính là năm nhì khỏa tam giai bản nguyên kết tinh, không đáng kể chút nào. Càng chưa nói vẫn chỉ là phổ thông cấp bản nguyên kết tinh, coi như là tinh phẩm cấp, đều không coi vào đâu. Lâm Mặc Ngữ xuất ra 4 viên lục giai bản nguyên kết tinh, cái này dạng đủ chứ? Thanh niên nhân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, đủ rồi đủ rồi, đặc cấp phòng truyền khách, có thể bớt 20 chỉ cần 4 nghìn khỏa tam giai bản nguyên kết tinh liền đầy đủ, lâm mặc ngữ dùng bốn viên lục giai bản nguyên kết tinh tiến hành kết toán bên ngoài giá trị rõ ràng vượt lên trước bốn nghỉ khỏa tam giai bản nguyên kết tinh nơi nào còn có thể không đủ thanh niên nhân thu bản nguyên kết tinh cấp tốc đi qua trận pháp đem mộ quang thạch truyền tống qua đây lâm mặc ngữ trực tiếp ở mộ quang trên đá lưu lại linh hồn ấn ký hoàn thành nhận chủ chỉ cần kích hoạt mộ quang thạch có thể hình thành một loại đặc thù lực phòng hộ phòng ngừa người, người khác nhìn trộm tin tức của mình vô luận là cốt linh cảnh giới dung mạo đều sẽ bị che đậy đạo tôn từ cảnh phía dưới cũng đừng nghĩ phát hiện lâm mặc ngữ bỗng nhiên cảm nhận được có khí tức quen thuộc từ thang lầu trung truyền đến vi hâm dĩ nhiên tới bốn tầng hắn lập tức kích hoạt mộ quang thạch một tầng đặc thù lại vô hình lực lượng bao phủ toàn thân treo người khác lâm mặc ngữ giống như là một cái bao phủ ở trong mây mù thần bí nhân tin tức gì đều nhì không thấy liền dung mạo đều thấy không rõ vi hâm từ lâm mặc ngữ bên người đi ngang qua đi trước khác một cái quầy hàng ở giữa cũng không có phát hiện dị thường giống như lâm mặc ngữ loại này che giấu tung tích quá nhiều người căn bản không kỳ quái thanh niên nhân thấy lâm mặc ngữ sử dụng mộ quang thạch còn tưởng rằng hắn ở chắc thi pháp bảo không có chút cảm giác nào kỳ quái tiếp tục vấn đạo không biết tiền bối còn muốn cái gì vậy lâm mặc ngữ nói có không có thể để thang tu luyện hiệu suất đồ vật thanh niên nhân lập tức tìm rất nhanh thì tìm được vài món đều là một ít có thể tu luyện nhanh hơn tốt đồ đạc lâm mặc ngữ vung tay lên toàn bộ mua tu luyện không có đường tắt có thể đi bất quá làm chút ít tiểu phụ trợ vẫn là không có vấn đề mấy thứ này tối đa cũng chỉ có thể nhanh hơn vừa tới hai thành tu luyện hiệu quả cuối cùng vẫn muốn xem chính mình đương nhiên cũng có cái loại này trực tiếp để thăng cảnh giới thứ tốt lâm mặc ngữ lại tránh chi như xà hạt loại vật này chỉ sẽ ảnh hưởng căn cơ tuyệt không thể sử dụng lâm mặc ngữ mua một đống đồ vật trước sau tốn hết 20.000 khỏa tam giai bản nguyên kết tinh tương đương với hai khỏa thất giai bản nguyên kết tinh căn bản là chín châu mất sợi lông nhưng đối với vị trẻ tuổi này mà nói Lâm Mặc Ngữ là một vị không hơn không kém khách hàng lớn, thái độ cũng biến thành càng phát ra khách khí. Lâm Mặc Ngữ mua đồ dáng dấp, nhất định chính là một vị đại thổ hào, còn kém trên chắn viết bốn chữ, lão tử có tiền. Lâm Mặc Ngữ vấn đạo, có hay không thiên tôn cảnh trở lên linh tính tài liệu, thanh niên nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ, hiện nay không có, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, đám người đến đông đủ phía sau. Có lẽ sẽ có, nhưng là không dám hứa chắc, tiền bối có thể đến lúc đó lại tới nhìn, linh tính tài liệu quá mức khó có được, coi như là lục phong thương hội cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra lâm mặc ngữ kỳ thực cũng chính là thuận miệng hỏi một chút có hay không cũng không quan hệ qua vài ngày đám người đến đông đủ trên thuyền chạy đến giới hải sau đó lại tới nhìn mua đồ xong phía sau lâm mặc ngữ mới rời đi phản hồi ba tầng ở ba tầng hắn lại tốn hết hơn vạn bản nguyên kết tinh mua đại lượng linh thực những thứ này linh thực đối với tu luyện đồng dạng có chút trợ giúp bất quá tác dụng lớn hơn là cho tiểu vụ cùng tiểu nguyệt ăn linh thực cùng tầng 4 bảo vật giống nhau còn có rất nhiều chân quý linh thực không có lấy đi ra cần đám người đến đông đủ mới phải xuất hiện sau khi trở lại phòng lâm mặc ngữ mới đem tiểu nguyệt cùng tiểu vụ phóng xuất đem linh thực ném cho bọn họ mình thì lần nữa bắt đầu tu luyện mượn phía trước mua bảo vật tốc độ tu luyện lại tăng nhanh một chút thời gian ngày lại ngày trôi qua cụ phong chiến truyền trải qua thiên linh tông liệt phong vực vũ gia cử trọng núi thánh địa chờ các loại từng cái đỉnh tiêm thế lực địa bàn không ngừng ở mỗi cái thành cập bến người trên truyền càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng náo nhiệt lâm mặc ngữ mấy ngày này vẫn ở trong phòng không còn có ra ngoài tiểu nguyệt cùng tiểu vũ thân là không có thân phận chỉ có thể thành thật đợi ở trong phòng may mắn các nàng đồ chơi quá nhiều còn có thể vui đùa một chút có lúc cũng sẽ trở về thế giới quy tắc đi thay đổi khẩu vị rốt cuộc ở lâm mặc ngữ lên thiền sau 20 ngày chiến thiền chính thức ly khai nam châu tiến nhập giới hải mới chỉ có chương ba nghìn có tiền khó mua ra vui vẻ chương ba nghìn có tiền khó mua ra vui vẻ ở trên thuyền tiến nhập giới hải mùa khác kia mọi người đều thu đến lục phong thương hội tin tức truyền đến từ giờ khác này sở hữu chuẩn bị xong thương phẩm bao quát linh thực pháp bảo tài liệu các loại các loại quý hiếm đồ vật đều sẽ mở ra bất quá nghĩ mua sắm cũng đồng dạ có đại lượng hạn chế cụ thể hạn chế có thể đi trước bốn tầng bên trên tiến hành kiểm tra cổ phong chiến truyền là bên trên bốn phía ba kết cấu ở đệ tứ tầng bên trên chính là thiền đỉnh mọi người đều không trải qua chiến đỉnh lúc trước thiền đỉnh là phong bế cho đến lúc này mới mở ra lâm mặc ngữ kích hoạt mộ quang thạch đi trước thiền đỉnh đi tới thiền đỉnh nhân không ít bất quá thiền đỉnh cũng đủ lớn hoàn toàn có thể dung nạc ở thiền đỉnh có thể chứng kiến một tầng trong suốt màng sáng đem chọn chiến thiền chiến thiền bao phủ ở phía trước cách đó không xa là thuộc về giới hải mây đen nước biển đang ở cấp tốc biến sâu đến rồi mây đen phạm vi bảo phủ lúc nước biển nhìn qua đã biến thành hắc sắc nước biển tự nhiên không phải đen chỉ là nhìn qua là đen vô luận là thái dương bản nguyên vẫn là thái âm bản nguyên bọn họ quang mang trải qua mây đen sau đó đều bị đại biên độ suy yếu lâm mặc ngữ phát hiện rất nhiều người vẫn là lần đầu thấy được giới hải mỗi một người đều phát sinh tiếng than thở mà từ giới hải đi ra lâm mặc ngữ đối với lần này không có cảm giác chút nào hắn biết tiếp qua hai ngày đợi đến chân chính thâm nhập giới hải phía sau nếu như phi hành lộ tuyến thích hợp có lẽ còn có thể chứng kiến từng cái giới hải thế giới treo chiến thuyền ở giới hải trung từng bước thâm nhập bao phủ ở chiến thuyền bên ngoài màn sáng cũng đang biến hình nó dường như thừa nhận rồi không nhào áp lực chiến thuyền tốc độ bắt đầu giảm bớt cuối cùng chiến thuyền tốc độ chỉ là cùng thông thường thiên tôn tương đương lấy cái tốc độ này muốn vượt qua giới hải cần không ít thời gian đi tới tầng 4 người càng ngày càng nhiều đợi khoảng chừng nửa giờ sau một vệt ánh sáng từ truyền đỉnh sáng lên tiếp lấy tảng lớn màn sáng dâng lên màn sáng chung là vô số vật phẩm tin tức mọi người đều có thể kiểm tra nội dung trong đó mặt trên có di rõ ràng vật phẩm đẳng cấp tác dụng giá cả cùng với mua sắm điều kiện có thể xuất hiện ở nơi này vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm hơn nữa cực kỳ hy hữu đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này tốt đồ đạc lục phong thương hội đương nhiên sẽ không đơn giản bán ra nó biết thiết trí đủ loại điều kiện nhờ vào đó để thăng vật phẩm giá trị lâm mặc ngữ cũng nhìn lấy vật phẩm ở trên tin tức tìm kiếm cùng với chính mình thứ cần thần quang mộc cực kỳ hy hữu đạo tôn cảnh thiên nhiên sau khi nhận chủ tùy thân đeo nhưng có thần quang bao phủ toàn thân có thể ngăn cản nói tôn thất cảnh phía dưới nhìn trộm bắt đầu giá 10.000 tinh phẩm bản nguyên kết tinh, bán yêu cầu, tiêu phí ngạch vượt lên trước 10.000 phổ thông bản nguyên kết tinh, đang không có giải thích thời điểm. Ít giá đều là lấy tam giai bản nguyên kết tinh tiến hành tính toán, chỉ phân tinh phẩm cùng phổ thông, một vạn tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, chỉ là bắt đầu giá, cũng không phải cuối cùng giá. Hiển nhiên đồ chơi này còn cần cùng người đấu giá mới có thể thu được, muốn mua điều kiện của nó. Là trước đây ở trên thuyền đã tiêu phí vượt lên trước 10.000 phổ thông bản nguyên kết tinh, bất kể là ở ba tầng ăn được nhiều, hoặc là ở bốn tầng bên trong mua nhiều. Đều có thể tính, nếu như phía trước không có tiêu phí quá, cái kia xin lỗi, ngươi không có tư cách mua sắm món đồ này, bất quá cũng không quan hệ, có thể hiện tại lập tức đi tiêu phí một cái, liền có thể sở hữu tư cách. Cũng quả thật có người làm như vậy, phía trước không chút dùng tiền, chờ các loại chứng kiến vật mình cần, lại đi tiến hành tương ứng tiêu phí, sẽ làm như vậy ngươi, rõ ràng cũng đã là tay giả đời. Không chỉ một lần cưỡi của phong chiến thiền, đối với trên thuyền quy củ đã khá hiểu, Lâm Mặc Ngữ cũng không có hỏi thăm tới giá chuyện. Đã có người hỏi. Lục Phong thương hội người chủ trì rốt cuộc đến, chính là phía trước tiếp đám người lên thiên ngũ thúc, Lục Phong viễn như trước cùng ở bên cạnh hắn, ngũ thúc hắng giọng nói. Các vị bình tĩnh chờ nóng, bản tôn nói một chút mua sắm quy tắc, tất cả vật phẩm, mỗi một lần bán ra, đều là 12 giờ đồng hồ, 12 giờ đồng hồ một lần thay phiên, mỗi một lần thay phiên, đều sẽ đổi mới một nhóm vật phẩm, lần này xuất hiện qua vật phẩm, như không người mua sắm, lần sau vẫn sẽ hay không tái xuất hiện chỉ có thể nói phải xem vận khí bán bắt đầu phía sau sở hữu điều kiện phù hợp khách nhân đều có thể đối với mình ngưỡng mộ vật phẩm tiến hành ra giá bất quá mỗi vị khách nhân đối với mỗi món vật phẩm đều chỉ có một lần ra giá cơ hội hy vọng các vị quý trọng các vị cũng có thể hoàn toàn yên tâm vô luận là ai ra giá cả ra khỏi giá bao nhiêu cách chúng ta đều sẽ tiến hành bảo mật tuyệt đối sẽ không bị người khác biết bất quá ở mở bán phía trước có một quy củ muốn nói rõ ràng nếu như ra khỏi giá cả đồng thời mua được thương phẩm. Cuối cùng lại không cách nào trả tiền mặt, cái kia không có ý tứ, chúng ta cũng sẽ có tương ứng nghiêm phạt, sở dĩ các vị quý trọng cơ hội, không muốn ác ý ra giá. Mua thúc đem quy tắc nói xong thập phần cận kẽ, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể minh bạch. Lâm mặc ngữ suy nghĩ quy tắc sau lưng hàm nghĩa, quy tắc kỳ thực rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Lục phong thương hội thiết trí tốt lắm yêu cầu cơ bản cùng với giá quy định, sau đó để mỗi cá nhân chính mình đi đấu giá. Mấu chốt của vấn đề là, mỗi cá nhân chỉ có một lần ra giá cơ hội, đồng thời không biết người khác ra giá bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề, nếu như ngươi thật muốn muốn đầu vật này, nhất định phải phải tận hết sức ra giá cao. Nếu như ngươi ra, giá cả không đủ cao, cuối cùng thì có thể rơi nhà khác. Hơn nữa vòng kế tiếp, đại khái tỷ đệ sẽ không lại xuất hiện đồ giống vậy. Những thứ kia đều cực kỳ hy hữu, một ngày bỏ qua, lần sau nghĩ lại thu được. Cũng không biết muốn hầu năm mã nguyệt, đương nhiên cũng có người nghĩ đến nhặt đồ lọt, lên ra cái bắt đầu giá một phần vại không ai muốn bị tự mua đến rồi đâu theo Lâm mạc ngữ như vậy mua phương thức càng nhiều hơn chính là tiến hành tâm lý bác dịch cái này đen là một hồi vô hình chiến đấu nếu như nhiều tiền lắm của cũng có thể trực tiếp cho một giá cao ngược lại có tiền khó mua ra vui vẻ Lục phong thương hội có thể ở trong đó kiếm được đầy bồn đầy bát Lâm mạc ngữ ở trong lòng nghĩ lấy có thể nghĩ đến ra loại phương pháp này nhân thật đúng là một thiên tài so với đấu giá hội như vậy hình thức mặc dù không có thể kiếm được mỗi một phân tiền, nhưng sẽ không dẫn phát mâu thuẫn. Hơn nữa làm không cẩn thận biết kiếm được càng nhiều, bắn rốt cuộc bắt đầu, Lâm Mặc Ngữ đi thẳng tới thần quang mộc trước mặt, dụng ý thưởng thức câu thông trận pháp tiến hành ra giá. Thần quang mộc bắt đầu giá là một vạn khỏa tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, trực tiếp ra giá đến hai vạn. Nguyên bản hắn nhớ ra giá năm chục ngàn, nhưng ngẫm lại như vậy quá mức thấy được, coi như mình nhiều tiền lắm của, nhưng là không thể làm như vậy. Hai vạn đã đầy đủ cao, dù sao thần quang mục tác dụng chỉ là phụ trợ không cách nào dùng với chiến đấu ở rất nhiều người trong mắt giá trị muốn kém xa đồng cảnh cái khác pháp bảo tiếp lấy lâm mặc ngữ từng món một nhìn qua những thứ kia không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm đáng tiếc cũng không có tìm được linh tính tài liệu chỉ có vài món dùng với tu luyện tài liệu phụ trợ lâm mặc ngữ tùy ý ra một giá cả còn như có được hay không cũng không tính là nặng năm một muốn tính toán thời gian một quang thạch tác dụng thời gian gần kết thúc thai âm bản nguyên cũng gần xuất hiện lâm mặc ngữ xoay người rời đi ở chiến thuyền tầng dưới trong một gian phòng mũ thúc cùng lục phong viễn đang theo dõi trận pháp chiếu hình ra hình ảnh hình ảnh hiển lộ ra chính là truyền đỉnh tình huống lục phong viễn bỗng nhiên nói hắn đi lúc này lục phong viễn thập phần chú ý lâm mặc ngữ nhất cử nhất động ngũ thúc gật đầu xem hắn mua cái gì hắn đều tra lâm mặc ngữ đầu mua không khỏi thấy buồn cười thần quang mộc xem ra hắn rất ghét người khác nhìn trộm chính mình lục phong viễn thấy được lâm mặc ngữ ra giá thần quang mộc là của hắn rồi ngũ thúc cũng gật đầu xác thực sẽ không có người xảy ra giá cả cao hơn hắn lâm mặc ngữ ra giá hai vạn mà đồng dạng nghĩ mua sắm thần quang mộc nhân ra giá, giá liền 15 000 cũng chưa tới trên lệch cự đại chương ba nghìn một trăm năm mươi bốn lâm mặc ngữ có cao giai bản nguyên linh mạch chương ba nghìn một trăm năm mươi bốn lâm mặc ngữ có cao giai bản nguyên linh mạch về đến phòng lẳng lặng chờ đợi lâm mặc ngữ đều không quan tâm hắn tin tưởng không có ai xảy ra giá cả cao hơn chính mình thần quang mộc đối với phần lớn mà nói cũng không tác dụng quá lớn bên ngoài giá trị sẽ không quá cao, trừ phi người nào đầu điên rồ mới có thể phát sinh loại ý này bên ngoài. Quả nhiên, ở vòng thứ nhất bán sau khi chấm dứt không lâu, đã có người giao hàng đến nhà. Lúc này đúng lúc là thái âm chi lực trưởng đạo lúc, lâm mặc ngữ mi tân chỗ, thái âm phủ chiếu lấp lánh. Hắn xuất ra hồng ti khăn đội, hồng ti khăn lóe ra một tia nóng rực ý, thái âm phủ cấp tốc bị che đậy. Tại vận dụng hồng ti khăn phía sau, lâm mặc ngữ khẽ ồ lên một tiếng, hồng ti khăn ở phát huy tác dụng phía sau dĩ nhiên cùng thái âm phủ cùng nhau tiêu thất mình có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó lại không cách nào thấy nó dạng này cũng tốt tiết kiệm xấu hổ bằng không một đại nam nhân ma hồng ti Khan luôn luôn chút cổ quái phòng trường hàn ngọc cũng không mỹ đến hồng ti khăn còn có biến mất tự thân hiệu quả bằng không cũng sẽ không muốn tai đeo lâm mặc ngữ thuê phòng cửa nhìn thấy người giao hàng dĩ nhiên là lục không bảy phong viễn không khỏi cười nói lục đạo hữu làm sao tự mình giao hàng lục phong viễn cười nói cái kia tự nhiên là vì lâm đạo hữu mà đến người khác hàng phong viễn cũng sẽ không tiễn hắn gọn gàng dứt khoát nói rõ chính mình là cho lâm mặc ngữ mặt mũi lâm mặc ngữ đem lục phong viễn ninh vào trong phòng ta cũng vừa lúc có việc muốn tìm lục đạo hữu lục phong viễn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lâm đạo hữu mời nói chỉ cần phong viễn có thể giúp tất sẽ không chối từ hắn nhớ cùng lâm mặc ngữ gần hơn quan hệ bây giờ lâm mặc ngữ có sở cầu cái kia tự nhiên là tốt nhất sự tình lâm mặc ngữ nói ta muốn mua sắm linh tính tài liệu không giới hạn chủng loại chỉ hạn cảnh giới vượt lên trước thiên tôn cảnh đều có thể đạo tôn cảnh điều kiện tốt nhất lục phong viễn suy tư một lát sau mới vừa rồi thận trọng nói không dối vặt lâm đạo hữu tuy là lục mẫu cũng là lục gia dòng chính bất quá thương hội trung quy củ rất nghiêm lâm mặc ngữ vừa nghe sẽ biết lục phong viễn y tứ cười nói không sao cả ta đây liền chính mình đi xem lục phong viễn liền vội vàng giải thích lâm đạo hữu hiểu, hiểu lầm cũng không phải là phong viễn không thể nói mà là ngay cả ta đều không biết lần này thương phẩm bên trong có hay không linh tính tài liệu lâm mặc ngữ hoạt kê không nghĩ tới lục phong thương hội quy củ dĩ nhiên nghiêm ngặt đến rồi trình độ như vậy lục phong viễn suy nghĩ một chút không bằng cái này dạng mỗi lần thương phẩm luân mới nếu có linh tính tài liệu phong viễn trước tiên thông báo lâm đạo hữu ngược lại thương phẩm mỗi lần luân mới đều là 12 giờ đồng hồ lâm đạo hữu nhận được tin tức sau đó mới đi đấu giá cũng không trễ lục phong viễn phương pháp này đã rất tốt cái này dạng chính mình cũng không cần mỗi lần đều đi nhìn cũng không lãng phí thời gian, cũng sẽ không lo lắng biết bỏ qua. Lâm Mặc Ngữ rất khách khí nói, có thể hay không quá phiền phức Lục Đạo Hữu, Lục Phong viễn phe phẩy đầu, Lâm Đạo Hữu nói quá lời, chính là việc nhỏ, tại sao phiền phức, Lâm Mặc Ngữ cười nói, cái kia Lâm Mỗ đã có ra mặt dày. Phiền phức Lục Đạo Hữu, hai người hoàn thành giao dịch phía sau lại hàn huyên vài câu, Lục Phong viễn mới rời đi, Lâm Mặc Ngữ có thể cảm giác được, Lục Phong viễn có chút tận lực, dường như muốn cùng chính mình giao hảo, tận tâm như thế kỳ thực cũng không vấn đề, mỗi cá nhân đều có mục đích mình chỉ cần đạt thành mục đích trong quá trình không phải tổn thương người khác hơn nữa là thành tâm đối xử với mọi người kỳ thực cũng không không như là giống như là lục phong giao lúc đó cũng là muốn cùng mình giao hảo có thể tiếp xúc mấy lần sau đó hai người đều lấy thành tâm đối xử với mọi người ngược lại có thể trở thành là bạn thân lục phong viễn đi rồi lâm mặc ngữ gỡ xuống hồng ti khan đem tùy ý để ở một bên hồng ti trong khăn thái dương bổn nguyên chi lực hữu hạn một ngày dùng hết thì sẽ mất đi tác dụng có thể dùng một phần nhỏ vẫn là dùng một phần nhỏ. Cứ như vậy một hồi, bên trong Thái Dương bản nguyên đã thiếu không sai biệt lắm một phần năm. Lâm Mặc Ngữ tính toán một chút thời gian, Hồng Ti Khan tổng cộng còn có thể sử dụng khoảng chừng 4 giờ. 4 giờ rất ngắn, cần tính dùng. Xem ra phải tìm được vì Hồng Ti Khan bổ sung Thái Dương bổn nguyên phương pháp, nếu như tìm không được phương pháp thích hợp, Thái Dương bản nguyên có hao hết thời điểm. Chỉ ít tờ Lâm Mặc Ngữ đạt tới đạo tôn trước, Hồng Ti Khan tác dụng còn phi thường lớn. Lâm Mặc Ngữ bắt đầu kiểm tra lần này đồ mua, hai kiện phụ trợ tu luyện đồ đạc, hai kiện đều là linh thực, ở dùng ăn phía sau. Có thể tạm thời nhắc nhở đại đạo phát tác tốc độ lĩnh ngộ, hiệu quả tùy theo từng người, tối cao có thể tăng lên 5 phần người. So với phía trước mua linh thực muốn tốt rất nhiều, đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, coi như là một loại trợ lực, ngoại trừ hai phần linh thực bên ngoài, là tôi trọng yếu chính là thần quang mộc. Lần này Lâm Mặc Ngữ tổng cộng tốn hết 26 nghìn khỏa tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, trong đó 20 nghìn khỏa chính là tốn ở thần quang mộc bên trên, lâm mặc ngữ nghiên cứu thần quang mộc khảo sát hiệu quả của nó cùng thần quang mộc vừa so sánh với một quang thạch nhất thời thất sắc bất quá chỉ ít cũng phát huy qua một lần tác dụng không tính là thua thiệt lục phong viễn trở về đen lâm mặc ngữ trả bản nguyên kết tinh giao cho ngũ thúc tổng cộng là hai khỏa thất giai sáu viên lục giai tinh phẩm cấp cao giai bản nguyên kết tinh tàng ra khí tức cường đại cùng thông thường bản nguyên kết tinh hoàn toàn khác biệt ngũ thúc mang theo một chút than phục hắn dĩ nhiên dùng cao giai bản nguyên kết tinh thanh toán lục phong viễn sắc mặt có chút cổ quái ta lúc đó cũng lấy làm kinh hãi thật vất vả mới chỉ có nhịn xuống ta cũng nói cho hắn biết cái này dạng thanh toán cũng không có lợi bất quá hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý ngũ thúc nói Xem ra là thực sự nhiều tiền lắm của a đoán chừng là có kỳ ngộ gì giàu coi như vậy thiên tôn cũng không thấy nhiều hắn cười ha hả nhì lấy lục phong viễn coi như là ngươi cũng không tài sản như vậy a à. lục phong viễn nói đừng nói ta coi như là lão tỷ ở Thiên Tôn lúc cũng không khả năng giàu có như vậy, không đúng, coi như là bây giờ lão tỷ cũng không khả năng giàu có như vậy, ngài biết hắn còn muốn mua cái gì sao? Ngũ Thúc lộ ra cảm thấy hứng thú màu sắc, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như hắn muốn mua đồ đạc rất đắt. Lục Phong viễn than thở. Hắn muốn mua linh tính tài liệu 220, hơn nữa còn là Thiên Tôn cảnh trở lên linh tính tài liệu, tốt nhất là đạo Tôn cảnh, linh tính tài liệu rất hi hữu, giá cả đắt vô cùng, so với đồng cảnh giới pháp bảo cũng đắt hơn nếu như ở pháp bảo bên trong dùng linh tính tài liệu cái này pháp bảo hầu như trăm phần trăm có thể sinh ra khí linh đồng thời pháp bảo tầng thứ cũng có thể đề thăng vừa tới hai cái tầng thứ nếu là ở đạo tôn nhất cảnh pháp bảo bên trong gia nhập vào tương ứng tầng thứ linh tính tài liệu cái này pháp bảo vô cùng có khả năng được đề thăng trí đạo tôn nhị cảnh thậm chí tam cảnh nhưng lại có thể sinh ra khí linh có khí linh cùng không có khí linh pháp bảo căn bản không thể so sánh nổi mọi trừ luyện chế pháp bảo linh tính tài liệu còn có một chút tác dụng nào khác tỷ như bồi dưỡng bản nguyên linh mạch chính là tác dụng của nó một trong bản thân cực kỳ hy hữu là thiên tri vô cùng trọng yếu tác dụng tạo thành linh tính tài liệu cực kỳ kinh người giá cả coi như là lục phong thương hội hàng năm thành giao linh tính tài liệu chỉ đếm được trên đầu ngón tay Mũ thúc ánh mắt hơi sáng lên xem ra hắn so với chúng ta tưởng tượng giàu có ta thậm chí hoài nghi hắn là không phải chiếm được một cái cao cấp bản nguyên linh mạch bằng không làm sao sẽ có nhiều như vậy cao giai bản nguyên kết tinh lục phong viện nói mũ thúc nói đùa cao cấp bản nguyên linh mạch như vậy hy hữu nam châu chỉ cần xuất hiện cao giai bản nguyên linh mạch chúng ta làm sao có thể không biết mũ thúc cười ha ha một phần vạn hắn cao giai bản nguyên linh mạch không phải từ nam châu lấy được đâu đừng quên hắn đến từ nơi nào lục phong viễn trật cả kinh kinh hộp giới hải chương ba nghìn trong mây đe di linh sán tinh mãng xà theo bọn họ biết nam châu bên trong bản nguyên linh mạch sớm đã bị người chia cắt hoàn tất tình cờ có lẽ còn sẽ có đề giai bản nguyên linh mạch bị phát hiện có thể cao giai bản nguyên linh mạch tuyệt đối là không có có thể giới hải không giống với giới hải giống như là một mảnh không có khai phát qua khu vực hơn nữa giới hải so với mỗi cái đại châu lớn hơn nhiều lắm ở giới hải bên trong xuất hiện một hai điều cao giai bản nguyên linh mạch cũng là chuyện rất bình thường lục phong giao trở lại thời điểm nói không ít có qua lâm mặc ngữ chuyện bọn hắn cũng đều biết lâm mặc ngữ thu được giới hải chi vương yêu ái nếu như giới hải tri vương cho lâm mặc ngữ một cái cao giai bản nguyên linh mạch cũng không phải là không thể chuyện cũng chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể giải thích lâm mặc ngữ vì sao có nhiều như vậy bản nguyên kết tinh hai người nghĩ như vậy dĩ nhiên tạo thành hoàn mỹ bế hoàn lâm mặc ngữ nếu như biết hai người là như thế nghĩ chính mình sợ rằng ngủ đều muốn cười tỉnh lâm mặc ngữ triệt để nghiên cứu triệt để thần quang mộc sau đó ăn một ít linh thực mượn linh thực bắt đầu tu luyện linh thực tác dụng phụ trợ mặc dù cũng không cường đại nhưng thắng ở có thể lâu dài sử dụng một phần linh thực đầy đủ lâm mặc ngữ ăn rất nhiều lần mỗi lần duy trì liên tục mấy giờ cộng lại tác dụng cũng không tiểu đao tu luyện một trận sau đó thái dương bản nguyên rốt cuộc xuất hiện lần nữa trận pháp chuyển đổi ra tới bổn nguyên chi lực chung ẩn chứa một tia đến từ thái dương bổn nguyên nóng bỏng thân là thái âm chi tử thân cận hơn với thái âm bản nguyên ở thái âm bản nguyên dưới tốc độ tu luyện muốn vượt lên trước thái dương bản nguyên không ít di lâm mặc ngữ chợt thấy hồng ti khan đang ở hơi phát quang hắn cảm giác được hồng ti trong khăn bị tiêu hao hết cái kia sợi thái dương bản nguyên đã bị bổ sung hoàn chỉnh đi mòn vót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu không ít tới chiến thuyền bên trong trận pháp là có thể vì hồng ti khăn bổ sung lực lượng lâm mặc ngữ trong lòng này sinh ra muốn trưởng khống tòa trận pháp này ý niệm trong đầu chỉ là hắn biết cái này dạng rất khó bất quá có thể thử một chút có được hay không lại đói lâm mặc ngữ thu hồi đã bổ sung hết lực lượng hồng ti khăn lần nữa rời phòng đi trước chiến thuyền đỉnh chóp lúc này một vòng mới thương phẩm đã xuất hiện trước một vòng thương phẩm tiểu bộ phân bị người mua đi đại bộ phận cũng không người đấu giá ở nơi này chuyến hành hàng chung còn có thể xuất hiện hay không ai cũng không biết liên lục phong viễn cũng không rõ ràng ở chỗ này giá cả hàng hóa cũng không tiện nghi tiện nghi nhất đều muốn một nghìn khỏa tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh đối với rất nhiều người mà nói đây không phải là bút số lượng nhỏ sở dĩ mỗi cá nhân đều sẽ không tùy tiện loạn mua chỉ mua đúng không mua đắt tiền Lâm Mặc Ngữ sử dụng thần quang mộc tần tàng rồi hơi thở của mình bao quát cảnh giới cốt linh dung mạo chờ các loại ở trong mắt người khác toàn thân hắn bị một tầng ánh sáng nhạt bao phủ chỉ biết là hắn là cá nhân căn bản không biết hắn là ai vậy Lâm Mặc Ngữ ở từng món một thương phẩm đi về trước quá lần này thương phẩm hắn một cái đều không coi trọng sai người quay ngược về phòng tiếp tục tu luyện phía sau trong mấy ngày trương phẩm từng vòng từng vòng đổi mới thay thế Lâm Mặc Ngữ hầu như đều sẽ đi xem nếu có cần liền ra tay mua sóng bất quá tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều chỉ là nhìn lâm mặc ngữ nhãn quang rất cao phổ thông đồ đạc căn bản nhì không thuận mắt trong mấy ngày này lục phong viễn đã tới hai lần mỗi lần đều cùng lâm mặc ngữ trò chuyện một hồi mới đi từ trong miệng của hắn lâm mặc ngữ biết được đợi đến hành trình quá nửa phía sau bán ra thương phẩm sẽ tốt hơn một ngày xuất hiện linh tính tài liệu hắn biết trước tiên nói cho lâm mặc ngữ chấm không không mây đen bao phủ dưới hải cả thế giới đều biến đến hôn ám cù phong chiến thuyền lóe ánh sáng nhạt như một viên tinh thần ở mây đen dưới phi hành tốc độ cực nhanh chiến thuyền đỉnh chất thủy trung dòng người không thôi cực kỳ náo nhiệt căn cứ trước mắt tốc độ phi hành cụ phong chiến thuyền đem dùng 6 thời gian 10 ngày xuyên việc giới hải đạt đến đông châu đông bộ nhất sau đó chiến thuyền sẽ ở đông châu tiếp tục phi hành 10 ngày trải qua 6 tòa từ nhân tộc không chế thành thị sau đó bắt đầu đường về hôm nay đã là tiến nhập giới hải ngày thứ 20, đã thâm nhập giới hải mây đanh biến đến càng ngày càng dày thỉnh thoảng kèm theo thiểm điện lôi đỉnh chiếu dọi giới hải dọc theo đường đi đám người gặp được rất nhiều mỹ lệ hình ảnh Giới hải trung dâng lên thủy long quyền tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy long quyền Rộng rạc, liên tiếp thiên địa liền mang ô vân khởi cực nhanh xoay tròn vô số cá lớn từ giới hải bên trong bay ra cho thủy long quyền nhảy vào trong mây đen bọn họ ngư toàn ly khai giới hải sông thẳng vân tiêu hiện tượng này được xưng là ngư dược trời cao có truyền thuyết nếu như giới hải bên trong ngư có thể vọt tới mây đen bên trên là có thể diễn biến linh trí hóa thân thành long đương nhiên đây chỉ là nói chuyện chưa từng có người nào nghiệm chứng quá, không ai biết. Giới hải bên trên mây đen dày bao nhiêu. Ngược lại đi vào người, trên cơ bản đều chưa có trở về. Đã từng có một vị đạo tôn lục cảnh cường giả đi thăm dò mây đen ở chỗ sâu trong. Đồng dạng mai danh ẩn tích, từ đây giới hải bên trong mây đen, liên thành cấm khu. Dưới tình huống bình thường, không người sẽ đi đụng vào, có không ít người. Đứng ở trên chiến thuyền, nhìn lấy mây đen. Phẳng phất muốn nhìn xuyên thấu qua trong mây đen có cái gì bỗng nhiên có người chỉ vào mây đen ở chỗ sâu trong mong nhìn trong mây đen có cái gì giống to một tiếng phá vỡ thiền đỉnh bình tĩnh hấp dẫn vô số người chú ý đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía mây đen mây đen bên trong điện xà bay lượn ở điện xà sáng lên trong nháy mắt dường như có một con quái vật lớn đang ở mây đen bên trong ngày qua đó là cái gì nhìn lấy giống như là một điều long ngươi đang nói cái gì thí thoại đó không phải là long nhiều lắm chỉ là mãng xà, cẩn thận long tộc tới tình ngươi tính sổ xác thực vậy hẳn là là điều mãng giả hoặc là dao cự đại thân hình ở mây đen bên trong xuyên tới xuyên lui bởi vì mây đen che mọi người thấy không rõ nó chân chính dáng vải từ xa nhìn lại giống như là mãng giả cũng giống là dao nó hình thể không gì sánh được cự đại so với cụ phong chiến thiền dường như cũng không kém bao nhiêu cụ phong chiến thiền cấp tốc đi về phía trước có thể tốc độ của nó cũng không chậm cùng cụ phong chiến thuyền chạy song song với đang trong tu luyện lâm mặc ngữ cảm nhận được một tia dị dạng đánh nhẹ linh giác nói cho hắn biết bên ngoài có việc phát sinh hắn đi tới sân thượng đồng dạng chứng kiến ở mây đen bên trong bay vút lên quái vật lớn là sán tinh mãng xả lâm mặc ngữ trong lòng cả kinh lộ ra một chút hãi nhiên sáng tinh mãng xả dĩ nhiên xuất hiện nó muốn làm cái gì lâm mặc ngữ đối với giới hải hiểu rõ viết siêu người tu luyện bình thường sĩ ưu thiên tôn cùng hắn hàn huyên rất nhiều có quan hệ giới hải bên trong sự tình hầu như che đậy toàn bộ giới hải mây đen là một loại tồn tại đặc thù cái này mây đen liền như cùng khác một cái thế giới bên trong cùng giới hải giống nhau đồng dạng có rất nhiều đặc biệt sinh linh chỉ là những sinh linh này ở dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện càng sẽ không rời đi mây đen rất nhiều sinh hoạt tại mây đen bên trong sinh linh bên trong sáng tinh mãng xà chính là một cái trong số đó bọn họ thỉnh thoảng sẽ ly khai mây đen nhảy vào giới hải bên trong tiến hành kiếm an giới hải bên trong ngư chính là miệng của bọn nó lương trừ cái đó ra sán tinh mãng xà còn có thể công kích đã qua nhân tộc đã từng còn có quá sán tinh mãng xà công kích giới hải thế giới di chép chỉ bất quá xác suất cực thấp, mối chốt nhất là sàn tinh mãng xà lạ ở chung sinh linh xuất hiện một cái, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái sàn tinh mãng xà xuất hiện ở nơi này, là vì cụ phong chiến thiền sao, chẳng lẽ nói cụ phong chiến thiền bên trong có vật gì là sán tinh mãng xà thích, sẽ là gì chứ? Lâm Mặc Ngữ tin tưởng sán tinh mãng xà sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, khả năng lớn nhất tính chính là cụ phong chiến truyền bên trong có nào cảm giác hứng thú đồ đạc, giữa lúc Lâm Mặc Ngữ suy tư lúc trong mây đen lại xuất hiện đại lượng sán tinh mãng xà một giây kế tiếp vô số sán tinh mãng xà hướng phía cụ phong chiến thuyền đánh tới thân chương ba nghìn rốt cuộc đã tới chương ba nghìn một rốt cuộc đã tới sán tinh mãng xà có lớn có nhỏ lò chiều dài ở vạn mét tả hữu mà lớn chiều dài có thể đạt tới 3 vạn mét thậm chí 5 vạn mét thậm chí cái kia ẩn tàng tại trong mây đen sán tinh mãng xà thân dài tiếp cận 10 vạn mét hầu như không so với cụ phong chiến thuyền tiểu theo nó giống to một tiếng kèm theo vô số điện quang đại lượng sán tinh mãng xà hướng phía cụ phong chiến thiền đánh tới sán tinh mãng xà bên ngoài thân thể có đại lượng dường như giống như ngươi sao tiêu ký một ngày động thủ sẽ chiếu lấp lánh lộng lẫy không gì sánh được làm sán tinh mãng xà tới gần giống như là óng ánh khắp nơi tinh không sông tới mặt thập phần đồ sộ chỉ bất quá mi nga đồng thời cũng mang đến rồi kinh khủng tử vong sán tinh mãng xà lực lượng thập phần cường đại bọn họ có thể thao túng trong mây đen lôi đỉnh những thứ này lôi đỉnh cũng không phải phổ thông lôi đỉnh, tần chứa trong đó ăn mòn vạn vật lực lượng vô số sán tinh mãng xả giết tới mang theo lấy đại lượng lôi đỉnh đánh vào chiến trường bên trên chiến thuyền màn ánh sáng bị đánh không ngừng biến hình khó có thể duy trì khi trước hành trang dường như lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát một dạ tiền trên đỉnh tu luyện giả từng cái sắc mặt đại biến thậm chí xuất hiện một chút kinh hoàng lúc này coi như là đạo tôn đều có trùng hết hồn cảm giác những thứ này sán tinh mãng giả yếu nhất đều là đạo tôn cảnh mạnh nhất đã vượt qua đạo tôn ba vị hơn nữa bọn họ số lượng kinh người nếu như cụ phong chiến thiền trận pháp bị phá ở nơi này mang mang giới hải bên trong người trên thiền phòng trường khó có thể sinh tồn trận khải đám người kinh hoàng thời gian một tiếng quát to vang vọng bất trời chiến thiền trượt sáng lên vô số trận pháp hiện lên phía trước rất nhiều không có kích 347 sống trận pháp lúc này toàn bộ kích hoạt trận pháp xuất hiện hình chiếu hiển lộ ở chiến thiền ở ngoài trong thiên địa bàng bạc lại vô chủ bổn nguyên chi lực bị trận pháp hấp thu qua đây cấp tốc nguyện hóa chuyển hóa thành trận pháp có thể lợi dụng bổn nguyên chi lực cả chiến thuyền chiến thuyền trận pháp toàn bộ kích hoạt lực phòng ngự đại biên độ tăng thêm cấp tốc ổn định lại lâm mặc ngữ trong mắt chớp động tinh quang không sai chính là tòa trận pháp này không nghĩ tới phía trước chính mình còn đang nghĩ biện pháp lấy được trận pháp lúc này lại không giữ lại chút nào hiển lộ ở trước mắt cuộc phong chiến thuyền ở trên trận pháp hết sức phức tạp một trận bộ một trận lấy lâm mặc ngữ hôm nay trận pháp tạo nghệ căn bản là không có cách tiến hành phân tích. đừng nói là hắn, coi như là giống như lục phong thanh như vậy trận pháp tông sư cũng vô pháp phân tích cụ phong chiến thiền bên trong sở hữu trận pháp. bất quá lâm mặc ngữ cũng cũng không cần phân tích cụ phong chiến truyền bên trong phức tạp trận pháp. hắn chỉ cần biết rõ ràng có thể luyện hóa bổn nguyên tòa trận pháp kia liền có thể. tòa trận pháp này tác dụng chính là hấp thu luyện hóa bổn nguyên chi lực, đen chiết xuất rèn luyện, cuối cùng cung ứng cho cái khác trận pháp tiến hành khu động. nó ở cả chiến thiền chiến thiền trung cũng không phải là chỉ có một tòa, mà là có rất nhiều tòa chính là có sự tồn tại của bọn họ chiến thuyền hầu như có dùng mãi không cạn bổn nguyên chi lực lâm mặc ngữ lúc này không quan tâm chút nào sán tinh mãng xà trong mắt của hắn chỉ có trận pháp chỉ cần có thể nắm giữ tòa trận pháp này đối với tương lai của hắn có bãi lấy tưởng tượng chỗ tốt tinh thần của hắn trước nay chưa có tập trung linh hồn lực thôi động đến mức tận cùng muốn đem tòa trận pháp này in vào não hải dung nhập linh hồn chỉ là tòa trận pháp này cùng với nó trận pháp lẫn nhau khảm bộ có quá nhiều quấy dày muốn đem lý giải thực sự quá khó khăn bất trí bất giác thái âm bản nguyên xuất hiện lâm mặc ngữ mi tâm xuất hiện thái âm phủ may mắn hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị sán tinh mãng xa hấp dẫn căn bản không người để ý lâm mặc ngữ ở thái âm bổn nguyên chiếu dọ xuống lâm mặc ngữ tất cả năng lực toàn bộ tăng cường ba thành kể cả khí vận cũng tăng cường ba thành trong sát na nguyên bản không quá sáng tỏ trận pháp dường như biến đến rõ ràng một điểm lâm mặc ngữ trong lòng hơi động hướng về phía ở thế giới quy tắc bên trong tiểu vụ nói tiểu vụ ta muốn khí vận đang ở chơi đùa tiểu vụ không nói hai lời trực tiếp sử dụng khí vận đại đạo chủ nhân ngươi muốn đi đại vận lạc trong thiên địa khí vận tự hồ nghe được tiểu vụ mệnh lệnh như như thác nước rơi vào lâm mặc ngữ trên người lâm mặc ngữ khí vận nhất thời điên cuồng sôi trào trong lúc nhất thời bên tai từng hồi rồng lồng khí vận ở trong mắt lâm mặc ngữ biến thành kim hồng màu sắc tiến nhập vận may phủ đầu trạng thái loại này dưới trạng thái lâm mặc ngữ gần như tâm tử sự thành hết thảy đều cùng lúc trước bất đồng trước mắt trận pháp xảy ra lần nữa biến hóa các loại vô dụng tin tức bị loại bỏ một tòa đơn độc trận pháp đang ở lâm mặc ngữ trong đầu từng bước thành hình ở lâm mặc ngữ trăm lam học trộm trận pháp thời điểm sàn tinh mãng xà rốt cuộc cùng cụ phong chiến thiền phát sinh va chạm sàn tinh mãng xà trên người vô số như tinh thần vậy đồ án chiếu lấp lánh sàn tinh mãng xà hóa thành một mảnh tinh hải trực tiếp đánh vào cụ phong chiến thiền bên trên cụ phong chiến thiền kịch liệt lay động liền như cùng bị chân chính tinh thần chính diện va chạm mới vừa ổn định lại trận pháp xuất hiện lần nữa vặn vẹo biến hình Sán Tinh mãng xà một cái tiếp lấy một cái, mang theo khó có thể tưởng tượng khổng lồ lực lượng, không ngừng đánh vào chiến thuyền, va chạm là bọn họ tối cường đại thủ đoạn công kích, Sán Tinh mãng xà trên người tinh thần đồ án kiện nối thành một mảnh, tạo thành một tầng so với lân giáp còn kiên cố hơn giáp danh. Động tới uy lực vô cùng, cuộc phong chiến truyền ở đánh chúng lai động không ngừng, chiến thuyền mặt ngoài trận pháp đã toàn bộ kích hoạt. Thời khắc này chiến thuyền giống như là một chỉ đèn lớn pháo, không gì sánh được sáng sủa, Lục Phong viễn cùng hắn ngũ thúc đi tới đầu thuyền hai người không thấy chút nào bối rối nhất là ngũ thúc tựa hồ đối với hình ảnh như vậy tập mãi thành thói quen lục phong viễn cười nói ngũ thúc thật cùng lão tổ dự đoán giống nhau san tinh mãng xà thực sự tới ngũ thúc cười nói lão tổ nói chẳng lẽ hoàn hội hữu thác lục phong viễn nói ngũ thúc dự định lúc nào động thủ ngũ thúc nói chờ một chút lời nhất cái còn không có tới đâu cho hắn thao túng trận cụ phong chiến thiền trận pháp giống như là không có tận cùng một dạng tùy ý ngươi sán tinh mãng xà như thế nào công kích ta từ lù lù bất động sán tinh mãng xà cần cù siêng năng không ngừng dùng bên ngoài thân hình khổng lồ đánh vào cụ phong chiến thuyền có thể cụ phong chiến truyền nhi trước làm thao ý mình không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì duy nhất ảnh hưởng chính là cụ phong chiến thuyền đi về phía trước tốc độ có chút giảm bớt ngũ thúc lần thứ hai thao túng trận bàn nguyên bổn đã chậm lại cụ phong chiến thuyền lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ thao túng trận bàn giang ngũ thúc nhìn lấy đang ẩn núp ở mây đen bên trong mạnh nhất cái kia sán tinh mãng xà nên động rồi a à. quả nhiên tờ chiến thuyền gia tốc phía sau không bao lâu mây đen bên trong cái kia lớn nhất sán tinh mãng xả động rồi nó mang theo vô biên lôi đình nhằm phía cơn lốc chiến hạng nó lực lượng so với cái khác sán tinh mãng xa phải cường đại hơn nhiều nếu như đè cảnh giới của người tu luyện đến xem nó đã đến gần vô hạn với đạo tôn lục cảnh nếu như tính lên nó vô cùng cường đại lực phòng ngự có thể so với đạo tôn lục cảnh mũ thúc nhẹ giọng cười nói rốt cuộc đã tới hắn một tay đặt tại trên trận bàn chờ đây khổng lồ sán tinh mãng ra tới gần đến không đủ ngàn mét lúc mút thúc trong mắt lộ ra tia tia sắc ý cổ phong rào sát cổ phong chiến thuyền phát sinh ầm vang một cỗ tuyệt cường lực lượng từ chiến thuyền trung lao ra phía trước chỉ là chiến thuyền mặt ngoài trận pháp bị kích hoạt hiện tại đại chiến nội bộ trận pháp cũng bị kích hoạt những trận pháp này mới là cụ phong chiến thuyền chỗ tinh hoa từng cùng một đáng sợ cơn lốc ở chiến thuyền bốn phía đột nhiên xuất hiện cơn lốc quét bắt đầu dưới hải nước tạo thành vô số đạo thủy long quyền bất quá uy lực của nó so với thủy long quyền không biết muốn hơn vạn lần cơn lốc bài lượng như không biến hóa lưỡi dao sắc bén phòng ngự cường đại sán tinh mãng xà ở tiếp xúc được cơn lốc sát na đã bị cắt thành mảnh vỡ liên cái thì lớn nhất sán tinh mãng xà cũng không ngoại lệ quản ngươi bao nhiêu mạnh ở cơn lốc trước mặt đều không so với đậu hũ tốt bao nhiêu ngũ thúc sớm có chuẩn bị vung tay lên nén ra một tấm cự đại bố túi tiền đen sán tinh mãng xà nguyên huyết xác thì thể toàn bộ thu đi chương ba linh tính tài liệu rốt cuộc xuất hiện chương ba nghìn một trăm năm mươi bảy linh tính tài liệu rốt cuộc xuất hiện mũ thúc dứt khoát bản thân căn bản không có xuất thủ hắn chỉ là rất nhỏ thao túng một cái trận bàn lợi dụng cụ phong chiến thiền trận pháp liền đen sắn tinh mãng xà đơn giản giết sạch cụ phong chiến thiền quả nhiên không phụ nổi danh tục truyền cụ phong chiến thiền nếu như chiến lực toàn bộ khai hỏa đã đủ miền ép đạo tôn thất cảnh tu luyện giả có thể cùng đạo tông bát cảnh sánh vai xen ra nói không hoa Cụ phong chiến thiền vô số lần vãng lai đại châu làm sao sẽ không có chuẩn bị chính là sán tinh mãng xà, không đáng kể chút nào xác thực đã nhiều năm như vậy liền chưa nghe nói qua cụ phong chiến truyền ra khỏi sự tình đã từng có người muốn đánh cướp cụ phong chiến truyền sau lại đám người kia trực tiếp bị đoàn diệt nhất định chính là tự tìm đường chết đám người nghị luận ẩm ít chỉ có số ít người thông minh xem hiểu toàn bộ trải qua ở nơi này là tao mộ sán tinh mãng xà căn bản là chuyên môn chờ các loại sán tinh mãng xà qua đây phía trước ở tao mộ sán tinh mãng xà phía trước chiến thuyền cũng đã tại bất trí bất giác được giảng tốc bụng chỉ là làm được rất bí ẩn không có bao nhiêu người phát hiện mà thôi hấp thu sán tinh mãng xà qua đây bên ngoài mục đích đúng là vì thu thập sán tinh mãng xà huyết nhục ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng không biết sán tinh mãng xà huyết nhục có rất tác dụng hiển nhiên lục phong thương hội là biết đến mấy trăm đầu tất cả lớn nhỏ sán tinh mãng xà vô số huyết nhục bị toàn bộ thu đi một giọt không dư thừa trên chiến thuyền trận pháp từng bước yếu bớt lần nữa gia tốc hướng phía đông châu bay đi lâm mặc ngữ trước mắt trận pháp tiêu thất hắn than nhẹ một tiếng chỉ thiếu một chút hắn đã đem tòa trận pháp này nhìn bảy tám phần chỉ còn lại có một điểm cuối cùng nếu là có thể cho hắn thêm một chút thời gian là hắn có thể đem tòa trận pháp này hoàn toàn phân giải hoàn tất tòa trận pháp này có thể luyện hóa bổn nguyên chi lực liên nhất giữ rằng thái dương bổn nguyên chi lực đều có thể luyện hóa một ngày sở hữu với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn bất quá lâm mặc ngữ cũng không có thất vọng hắn lui về gian phòng tác ra suy tư màu sắc tuy là còn thiếu một chút, bất quá đại để bên trên đã hoàn chỉnh, chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần là có thể đen trận pháp bố trí ra. chờ đến đông châu đại lục nhất định phải hào hào thử một phen, lấy tòa trận pháp này trình độ phức tạp hẳn là tương đương với thất giai trận pháp. hơn nữa là khi trận cùng phù trận kết hợp với nhau trận pháp, độ khó không nhỏ. bằng vào ta trận pháp tạo nghệ cũng không biết có thể thành công hay không. sen ra cũng muốn thu thập một ít bày binh bố trận dùng tài liệu cũng không có thể toàn bộ vượt lên đầu bản nguyên kết tinh tiến hành bày binh bố trận thất giai trận pháp đó là trận pháp tông sư tài năng mới có thể chạm đến lĩnh vực lâm mặc ngữ bây giờ chỉ là nhớ kỹ trận pháp còn không biết có thể hay không bố trí ra tiếp theo mấy ngày lâm mặc ngữ như trước vẫn duy trì có quy luật tu luyện nhịp điệu mỗi khi thái âm bản nguyên xuất hiện hắn liền ở trong phòng tu luyện lĩnh mộ đại đạo lấy hắn thái dương chi từ thân phận có thái âm bản nguyên trợ giúp tốc độ tu luyện nguyên bản là có bổ trợ lại tăng thêm linh thực trợ giúp cùng với hắn mua được tài liệu lâm mặc ngữ tốc độ tu luyện hầu như gấp bội mặc dù cái này dạ đối với lâm mặc ngữ mà nói như trước quá trọng hắn tính toán một chút thời gian đè trước mắt tốc độ chiến thuyền đến đông châu lúc chính mình không sai biệt lắm cũng liền có thể đạt được trung gia thiên tôn gặp qua một lần sáng tinh mã xa phía sau cụ phong chiến thuyền ở dưới hải trung không còn có đụng tới cái khác trở ngại một đường đều là thông suốt lam chiến thuyền ở dưới hải bên trong bay quá nửa khoảng cách phía sau lâm mặc ngữ mơ hồ cảm giác được dường như một đôi mắt chăm chú nhìn chiến thuyền ánh mắt của đối phương cũng không nhắm vào mình nếu không phải mình linh giác cường đại căn bản không cảm ứng được là hải tộc ngươi sao hình như là nói cho cụ phong chiến thiền đừng lại đối với giới hải bên trong sinh linh chất thủ lâm mặc ngữ mơ hồ có thể cảm nhận được ý của đối phương lục phong viễn thấp giọng nói hải tộc nhân tới ngũ thúc quật đầu bọn họ lần nào đến đều thói quen là tốt rồi sán tinh mã xả đã tới tay chúng ta điều này hành hàng cũng không cần lại xuất thủ lục phong viễn thở dài nếu như không phải hải tộc nhìn chằm chằm thu hoạch của chúng ta hoàn toàn không chỉ như thế ngũ thúc khẽ cười một tiếng đừng nghĩ như vậy mọi việc tốt quá hóa lốp hải tộc có thể cho phép chúng ta mỗi lần xuất thủ một lần đã coi như là đủ khách khí nếu không phải tổ tiên cùng hải tộc có giao tình đổi thành thế lực khác thử xem cho dù là thánh điện dám ở hải tộc trên địa bàn sàng bậy giao lục phong viễn gật đầu tỏ ý biết vật phẩm từng vòng từng vòng thay đổi theo hành trình quá nửa xuất hiện vật phẩm phẩm chất càng ngày càng cao giá cũng đức lên thì thiền lên làm vật phẩm đạt được đạo tôn cảnh phía sau, mỗi tăng lên một giai. Bên ngoài giá cũng sẽ trở nên lần tự như tăng trưởng, Lâm Mặc Ngữ thỉnh thoảng sẽ đến nhìn, chứng kiến có thích hợp liền mua một điểm, hắn mua một ít bày binh bố trận dùng tài liệu, còn có vài món có thể dùng làm mát trận pháp bảo. Lại hao tốn không ít tinh phẩm bản nguyên, hắn mua mỗi một kiện đồ vật, đều là Lục Phong Viễn tự mình giao hàng đến nhà, đồng thời sẽ cùng Lâm Mặc Ngữ trò chuyện một hồi, đôi khi, đúng lúc là Thái Dương bản nguyên giữa đường lúc, nếu không phải trên truyền trận pháp có thể hồng ti khăn bổ sung năng lượng lâm mặc ngữ thật muốn đem lục phong viễn đá ra hắn tự nhiên rõ ràng lục phong viễn là ở tận lực cùng chính mình lôi kéo làm quen bất quá may mắn hắn người này coi như thành thật cũng là thành tâm đối đãi không phải chọc người chán ghét ở chiến thuyền phi hành quá thứ 78 ngày lúc lục phong viễn bỗng nhiên truyền đến tin tức lâm đạo hữu mau tới có linh tính tài liệu lâm mặc ngữ từ trong tu luyện tỉnh lại sờ một cái trong mi tâm chiếu lấp lánh thái âm phù tốt cái này liền tới xuất ra hồng ti khăn đội thái âm phù biến mất lúc này mới đi trước thiền đỉnh tiền trên đỉnh người rõ ràng đã không nhiều lắm lâm mặc ngữ đến lập tức đưa tới các vị đạo tôn chú ý bây giờ còn ở lại trên đỉnh đều là đạo tôn thiên tôn một cái không có hiện tại xuất hiện vật phẩm bên ngoài giá đã vượt qua thiên tôn nhóm có khả năng chịu đựng cực hạn dù cho tiện nhi nhất đồ đạc cũng mua không nổi coi như là đạo tôn cũng chỉ có một ít xuất thân giàu có nhân tài năng mới có thể mua được một cái thiên tôn bên trên tới làm cái gì hôm nay vật phẩm giá cả căn bản không phải thiên tôn có thể thừa nhận trừ phi có kỳ nộ gì thu được đại bút tài phú mới có thể cái kia có nhiều như vậy kỳ ngộ ta xem hắn chính là nhì lên xem kỳ thực được thêm kiến thức cũng không phải là cái gì việc xấu xác thực đôi khi tiến nước cũng rất trọng yếu hắn còn dùng pháp bảo ẩn tàng rồi tự thân ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí chẳng lẽ là sợ có người đánh cướp sao các vị đạo tôn có vài người mang theo thiện ý càng nhiều hơn lại tràn đầy khinh thường bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Lâm Mặc Ngữ tới làm cái gì? Đối với dài rằng dọc mà tu luyện khô khan tưới mượt bên trong, một ít nhỏ bé lạc thú cũng có thể bị vô hạn phóng đại. ở trong mắt bọn hắn, Lâm Mặc Ngữ cả người bị yếu ớt thần quang bao phủ, thấy không rõ tuổi tác, dáng dấp liền tu vi cảnh giới cũng chỉ có thể phân biệt ra được là thiên tôn, còn là cái nào cái tầng thứ thiên tôn cũng là thấy không rõ. Lâm Mặc Ngữ ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một cái, thấy được người quen cũ Vi Hâm đạo tôn, thân là thất thải xà đạo tôn vi hâm thân gia cũng cực kỳ phong phú đối mặt rất nhiều đạo tôn ánh mắt lâm mặc ngữ dường như không có việc ấy ở từng món một thương phẩm đi về trước quá cuối cùng dừng lại ở linh tính tài liệu món đó thương phẩm trước mặt cái này thương phẩm nhìn lấy giống như một cái nhánh cây tà người bốc lấy liệt diễm liệt diễm biến ảo thành phượng hoàng hình dạng cực kỳ linh tính hỏa hoàng chi đạo tôn tam cảnh linh tính tài liệu dùng chi luyện khí có thể tăng lên hỏa thuộc tính pháp bảo cảnh giới đồng thời sản sinh linh tính dùng chi luyện đan có thể luyện chế ra hỏa thuộc tính linh đan, có thể dùng lấy diễn biến đan đồng, nếu dùng lấy bảy binh bố trận, có tỷ đệ sản sinh trận linh, hỏa diễm đại đạo tu luyện giả dùng chi tu luyện, có thể khiến thuật pháp uy lực tăng cường ba thành, đồng thời nhanh hơn lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo. Hả? 30 vạn tam giai tinh phòng bản nguyên kết tinh. Mày. Chương ban 158 tiền đã để lộ ra. Vạn sự cẩn thận. Chương 3158, tiền đã để lộ ra. Vạn sự cẩn thận. Đạo tôn tam cảnh linh tính tài liệu, xác thực là đồ tốt giá cả cũng đồng dạng làm người ta líu lưỡi. 30 vạn tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, giá tiền này đã đủ dọa dạ lui phần lớn người. Lâm Mặc Ngữ phòng trừng, coi như là giống như lôi ra như vậy lục tinh thế lực, phòng trừng cũng muốn đau lòng thật lâu. Nếu như âm gia loại này ngũ tinh thế lực, tăng gia bại sản đều không cầm ra nhiều như vậy bản nguyên kết tinh. Tại chỗ đạo tôn, tuy là mỗi một cái đều giá trị con người xa xỉ, hơn nữa mỗi cá nhân phía sau đều có thế lực lớn chống đỡ, nhưng nếu muốn cầm ra 30 vạn tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, cũng đồng dạng không phải chuyện dễ dàng lâm mặc ngữ từ trong ánh mắt của bọn họ có thể phân tích ra bọn họ đối với hỏa hoàng chi thập phần lưu ý linh tính tài liệu vô luận là ai cũng muốn đạt được đoán chừng bọn họ đã ra khỏi giới chỉ là ai đều không biết người khác ra giá bao nhiêu xem ra ra giá không thể quá thấp linh tính tài liệu quá mức khó có được đối với vô hạn dung hợp cái này tiểu ra hỏa tác dụng trọng đại nhất định phải bắt vào tay linh tính tài liệu đối với lâm mặc ngữ mà nói có khác nó dùng thậm chí so với trong tài liệu ngư tả tác dụng càng lớn, vì để ngừa một phần vạn, Lâm Mặc ngữ ra khỏi một cái tự nhận là tương đối bảo hiểm giá cả, sau đó quảng trường mới vừa rồi xoay người rời đi. Động tác của hắn lập tức làm cho các vị đạo tôn cảm thấy ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên ra giá, giá, hắn nhớ mua, dĩ nhiên là hỏa hoàng chi, giá trị 30 vạn hỏa hoàng chi, chẳng lẽ nói, hắn có vượt lên trước 30 vạn tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, không có khả năng, Thiên Tôn làm sao có khả năng có nhiều như vậy bản nguyên kết tinh? coi như là người ta như vậy đạo tôn nếu không có thế lực sau lưng chống đỡ cũng không cầm ra nhiều như vậy có đạo tôn kiên quyết phủ định lâm mặc ngữ không có khả năng có nhiều như vậy tay phú cũng có đạo tôn ha hạ âm hiểm cười nói cái kia cũng khó mà nói vã nhất người ta phía sau cũng có thế lực lớn đâu chúng ta nhìn lấy hắn là thiên tôn nhưng hắn cũng dùng pháp bảo che giấu khí tức nói không chừng hắn liền là cái đạo tôn làm làm vẫn là người quen cũ hanh ta xem hắn chỉ là phô trương thanh thế cái kia cũng khó mà nói hãy chờ xem nói không chừng nhân ra chính là nhiều tiền lắm của đâu hãy chờ xem chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ở các vị đạo tôn nghị luận chung thời gian từng giờ trôi qua rốt cuộc một tour này bán kết thúc sở hữu đạo tôn động tác đều nhịp phản hồi một tầng và hai tầng khu vực bán kết thúc tiếp theo chính là giao hàng thời gian lục phong thương hội nhân sẽ đem mua được vật phẩm đưa đến người ra giá trong tay một tour này bán chung người ra già khách liêu không có mấy chính là bọn họ đám này đạo tôn lục phong thương hội muốn đưa hàng cũng chỉ biết đưa đến trong tay bọn họ. Duy nhất ngoại lệ chính là Lâm Mặc Ngữ, nếu là bọn họ chung không người đặt được Hỏa Hoàng chi, như vậy thì ý nghĩa, Lâm Mặc Ngữ ra giá vượt qua bọn họ. Lục Phong Viễn xuất hiện ở một tầng, hướng phía Lâm Mặc Ngữ chỗ ở gian phòng đi tới, là Lục gia vị thiếu gia kia. Lần này hắn tự mình giao hàng, ở trên người hắn, ta có thể cảm nhận được hỏa diễm linh tính, hắn đưa là Hỏa Hoàng chi, Hỏa Hoàng chi rốt cuộc là ai phách đi? Đáp án lập tức công bố rồi. Lục Phong Viễn căn bản không biết mình bị các vị đạo tôn để mắt tới rồi, có ai như biết hắn cũng không có gì. Hắn chỉ để ý giao hàng, mặc kệ cái khác. Lúc đó hắn chứng kiến Lâm Mặc Ngữ ra giá lúc, cũng sợ hết hồn, tiết giá 30 vạn hỏa hoàng chi, Lâm Mặc Ngữ trực tiếp tăng giá đến 90 vạn, một khẩu khí tăng giá 60 vạn. Nhìn lấy người khác đáng thương báo giá, sẽ cùng Lâm Mặc Ngữ nhiều tiền lắm của vừa so sánh với, quả thực không phải cùng là một cấp bậc, cho dù là thường thấy các mặt của lớn xã hội ngũ thúc, đều bị Lâm Mặc Ngữ danh tác sợ hết hồn. Đôi khoản giao dịch cao tới 90 vạn tam giai tinh phẩm bản nguyên kết tinh, hơn nữa mua vẫn chỉ là nhất kiện vật phẩm, ở Lục Phong thương hội trong ghi chép đều rất ít thấy. Cái giá tiền này, nếu như mua pháp bảo, đã đầy đủ mua được đạo tôn ngũ cảnh trở lên pháp bảo. Lục Phong viễn mang theo Hỏa Hoàng chi, đi tới Lâm Mặc Ngữ trước của phòng, sau đó đi vào. Đi vào, phòng số 3 gian, thật là hắn, Thiên. Hắn ra giá cả, dĩ nhiên thật cao hơn chúng ta, tới tới tới. Đối với một cái, tất cả mọi người nói một chút ra khỏi bao nhiêu? Các vị đạo tôn mang theo hiếu kỳ, bắt đầu đối chướng. Có người ra khỏi 32 vạn, có người ra khỏi 35 vạn, cũng có người 36 vạn. Tối cao một vị đạo tôn, đến từ thiên kiếm tông đạo tôn, ra giá đạt tới 42 vạn. Có thể mặc dù là cái này dạng, như chứ không có thể mua được hỏa hoàng chi. Tên kia rốt cuộc xảy ra bao nhiêu, ra giá cao như vậy, hắn đến cùng có hay không bản nguyên kết tinh thanh toán. Nếu là không có, nhưng là bị biết ném truyền, ta cảm thấy có, ai cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa lục phong thương hội quy củ như là rất nghiêm hãy chờ xem nhìn giao dịch kết quả như thế nào Đè xuống lục phong thương hội quy củ nếu như lâm mặc ngữ ra khỏi giá cao cũng không tiền thanh toán vậy hắn sẽ chịu đến nghiêm phạt bị đánh trọng thương ném thiền ở giới hải bên trong như vậy thì tương đương với chịu chết hơn nữa giao dịch sau khi thất bại hỏa hoàng chi sẽ rơi xuống ra giá đệ nhị cao người trong tay thiên kiếm tông cái vị kia đạo tôn nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ phòng số ba giang hắn là thật lòng hy vọng giao dịch thất bại. Trong phòng, Lục Phong Viễn cũng không có lập tức xuất ra hỏa hoàng chi, mà la thành tâm vấn đạo, "Lâm huynh, ngươi thực sự quyết định cầm nhiều như vậy bản nguyên kết tinh mua sóng hỏa hoàng chi? Nếu như không muốn mua, hiện tại đổi ý còn kịp, nhiều ngày trôi qua như vậy. Giữa hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, đã từ đạo hữu biến thành sương huynh gọi đệ. Dưới tình huống bình thường, phải không có thể đổi ý, bất quá Lục Phong Viễn có một ít tiểu đặc quyền, cho phép Lâm Mặc Ngữ đổi ý. Một phần vạn Lâm Mặc Ngữ không có có nhiều như vậy bản nguyên kết tinh" chỉ cần giao dịch còn chưa có bắt đầu, ảnh hưởng cũng không lớn. Lâm Mặc Ngữ cười nói, không sao cả. Cái giá tiền này ta còn có thể thừa nhận, hắn xuất ra 90 khỏa thất giai tinh phòng bản nguyên kết tinh, bày ở lục phong viễn trước mặt. Thất giai bản nguyên kết tinh ở lục phong viễn trước mặt chiếu lấp lánh, tinh thần mà bàng bạc bổn nguyên chi lực, là như thế hấp dẫn người. Cao giai bản nguyên kết tinh, có kỳ đặc thù mỹ lệ, so với đề giai bản nguyên kết tinh. Nhiều hơn một phần hoàn mỹ, lục phong viễn phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp lâm mặc ngữ tài lực từ hắn xuất ra bản nguyên kết tinh lúc giáng dấp cũng có thể thấy được hắn còn lưu lại dư lực lục phong viễn không lại nói nhảm nhiều đem hỏa hoàng chi đem ra hỏa hoàng chi bị chứa ở một cái đặc thù trong suốt trong hộp hỏa hoàng chi ở trong hộp cháy hừng hực không ngừng biến hóa ra hỏa diễn phượng hoàng giáng dấp dường như tùy thời muốn xông ra tới lục phong viễn giận dò hỏa hoàng chi linh mẫn tính tài liệu có thể biết chạy trốn mở ra hộp lúc phải cẩn thận lâm mặc ngữ cười nói yên tâm ta tâm lý nắm chắc Lục Phong Viễn gật đầu, thu hồi bản nguyên kết tinh, hoàn thành giao dịch. Hắn nói lần nữa, Lâm Huynh lần này tiền đã để lộ ra, chờ đến Đông Châu sau đó muốn vạn sự cẩn thận, đã từng có liền phát sinh qua một ít không tốt sự tình. Hai vẩy ba Lâm mặc ngữ dường như cũng không thèm để ý, đa tạ Lục Huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Lục Phong Viễn thấy Lâm mặc ngữ bộ dáng như thế, còn muốn lại căn dặn hai câu. Có thể tưởng tượng nghĩ thôi được rồi, có một số việc, không phải hắn nói hơn hai câu liền có thể cải biến được lâm mặc ngữ cũng không phải là cái gì ngươi vô tri có lẽ có chính mình ý nghĩ cùng thủ đoạn điểm ấy từ hắn mua sắm mộ quang thạch cùng thần quang mộc cũng có thể thấy được lục phong viễn hoàn thành giao dịch phía sau tuy theo cáo từ ly khai hắn một rời phòng rất nhanh thì bị một vị đạo tôn ngăn lại vị này đạo tôn người đao trường kiếm trên ông tay áo cũng thiêu một thanh kiếm sắc chính mình càng là kiếm khí trùng tiêu dường như một thanh kiếm sắc lục phong viễn biết thân phận của đối phương đến từ thiên kiếm tông một vị trưởng lão họ cửu danh kiếm Nhân Dương Cửu Kiếm đạo tôn, thực lực đạt được đạo tôn tứ cảnh. Lục Phong Viễn không kiêu ngạo, không xiểm định, chắp tay nói: Cửu Kiếm tiền bối, không biết ngày ngăn vãn bối có gì phân phó. Chương ba nghìn Đông Châu càng loạn, cơ hồ lại càng lớn. Chương ba nghìn Đông Châu càng loạn, cơ hồ lại càng lớn. Cửu Kiếm đạo tôn người như lợi kiếm, ánh mắt lợi hại nhìn trầm trầm Lục Phong Viễn, lấy Lục Phong Viễn một cái tiểu tiểu chí tôn, có chút khó có thể chịu đựng bất quá lục phong viễn cũng không có né tránh dù sao nơi này là cụ phong chiến thiền đừng nói là cửu kiếm đạo tôn coi như là thiên kiếm tông tông chủ ở chỗ này cũng không dám sàng bậy cửu kiếm đạo tôn đợi hai hơi mở miệng nói người nọ ra giá bao nhiêu lục phong viễn lắc đầu thư hội có quy củ không thể nói cửu kiếm đạo tôn ánh mắt đông lại một cái không cần cụ thể cho một đại khái lục phong viễn lắc đầu cửu kiếm đạo tôn mời không nên làm khó vãn bối xác thực không thể nói Cửu Kiếm Đạo Tôn thanh âm trầm xuống, ta nói, không cần con số cụ thể, nếu như đổi thành người khác, Lục Phong Viễn có lẽ còn có thể hơi tiết lộ một ít tin tức, có thể đó là Lâm Mặc Ngữ, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Hắn đỉnh lấy áp lực, như trước thấp giọng nói, không có ý tứ, ta không thể vi phạm quy củ, cũng xin cửu kiếm tiền bối nhường một tí, vãn bối còn có việc. Cửu Kiếm Đạo Tôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi tránh ra, dung Lục Phong Viễn rời đi. Ở Lục Phong Viễn rời đi sau đó, lập tức có người lại gần như thế nào đây cửu kiếm đạo nhân nhìn về phía phòng số ba gian hắn ra gia giá cả rất cao so với lão phu cao rất nhiều rất nhiều đám người sau khi nghe nói không khỏi người liếu lưỡi cửu kiếm đạo nhân có thể nói ra lời như vậy nói rõ lâm mặc ngữ ra giá sát thực rất kinh người có đạo tôn trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt toát ra một tia tham lam lục phong viễn sau khi trở về hướng về phía mũ thúc nói cái kia cửu kiếm đạo tôn muốn làm hư quy củ may mắn ta chưa nói ngũ thúc cười nói Kỳ thực hắn đã biết rồi. Lục Phong viễn a à một tiếng, nhưng là ta không nói gì a. À. Ngũ thúc nói, cửu kiếm đạo nhân có nhất bí pháp danh làm tâm kiếm, hắn lấy kiếm khí bao phủ tại ngươi, là có thể thoáng cảm ứng được ngươi nội tâm suy nghĩ. Cảnh giới trên lịch càng lớn, cảm ứng được lại càng rõ ràng. Ngươi cùng hắn trên lịch không nhào, sở dĩ ngươi bộ phận tâm tư đã bị hắn cảm ứng đi. Lục Phong viễn sắc mặt đại biến, lại vẫn yêu loại bí pháp này, thực sự là ác tâm. Cái kia Lâm huynh làm sao bây giờ? bọn họ biết sẽ không đối phó lâm huynh hơn nữa hắn làm như vậy có tính không là phá hư quy củ ngũ thúc nói tự nhiên không tính là hắn lại không ra tay với ngươi ngươi lại không chứng cứ như hắn chỉ là người thường chúng ta đây cũng có thể vô lý nhưng hắn là thiên kiếm tông trưởng lão ngươi không có chứng cứ còn muốn như thế nào nữa còn như lâm mặc ngữ hắn đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy không cần lo lắng cho hắn có cái này thời gian rảnh rỗi vẫn là quản tốt chính ngươi hào hào tu luyện sớm một chút đến đạo tôn để tránh khỏi bị người ám toán đều không biết lục phong viện tháp sụp nghiêm mặt rất là bất đắc dĩ cảnh giới thấp cũng không phải là ta muốn tu luyện là thủy ma công phu không phải nói luyện đến có thể luyện ra đi lâm mặc ngữ thế giới quy tắc trung tâm hắn đen trang bị hỏa hoàng chi hộp dẫn vào sau đó đi tới vô hạn dung hợp bên cạnh tiểu gia hỏa cho ngươi tiễn ăn tới lâm mặc ngữ thái độ ôn hòa giống như là dỗ con giống nhau phía trước vô hạn dung hợp bận rộn nửa ngày hoàn thành bản nguyên kết tinh dung hợp rõ ràng cho thấy mệt đến nất ngư. Sau đó nó liền lười cử động nữa đặng, môn mực tại nghỉ ngơi, là lấy lần này, Lâm Mặc Ngữ mang theo thứ tốt, giao hàng đến nhà, càng giống như là đối với nó vuốt mông ngựa. Đen trang bị hỏa hoàng chi hồ bỏ vào vô hạn dung hợp trước mặt, nhàn nhạt, nhạt, linh tính khí tức xuyên thấu qua hộp truyền ra, vô hạn dung hợp nhất thời có phản ứng, nó giống như là mới tỉnh mù hài tử, khi tức trên người từng bước tăng cường. Lâm Mặc Ngữ đem hộp mở ra một cái khe hở, chảy ra linh tính khí tức càng phát ra cường liệt, hắn càng ngày càng giống là lấy lấy kẹo que dỗ coi quái thúc thúc vô hạn dung hợp rốt cuộc tỉnh ngủ bắt đầu bối rối ăn muốn ăn nó truyền rõ ràng ý thức cho linh tính tài liệu càng ăn càng nhiều vô hạn dung hợp ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng lâm mạc ngữ cũng sẽ không đùa nó trực tiếp đem hộp mở ra không đợi bên trong hỏa hoàng chi chạy đi vô hạn dung hợp liền một ngụm đem hỏa hoàng chi nuốt xuống nuốt vào phía sau vô hạn dung hợp trong nháy mắt mất đi vận dụng tại chỗ mù say bắt đầu tiêu hóa chờ nó tiêu hóa xong tất sau đó. Tất nhiên còn có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó nói không chừng là có thể dung hợp bát giai bản nguyên kết tinh, giá trị ngừng cao đạo tôn tam cảnh linh tính tài liệu, cứ như vậy một ngụm không có, dường như nhìn qua có chút không đáng giá. Bất quá lâm mặc ngữ cũng rất vui vẻ. Chỉ cần vô hạn dung hợp cần, chính là như thế điểm bản nguyên kết tinh tính là cái gì. Hơn nữa hắn biết rõ, vô hạn dung hợp cho mình hồi báo, xa xa lớn hơn hỏa hoàng chi bản thân giá trị. Lâm mặc ngữ căn bản không quan tâm dùng tiền, chỉ tiếc linh tính tài liệu quá ít có tiền cũng mua không được vô hạn dung hợp muốn linh tính tài liệu thế giới thụ thì phải bản nguyên linh mạch hai cái này đều là người mắt cao hơn đầu người thường căn bản nuôi không nổi đối lập nhau linh tính tài liệu bản nguyên linh mạch càng thêm rất thư thớt xem ra cùng muốn lục phong viễn nói một tiếng nếu như về sau có linh tính tài liệu cùng bản nguyên linh mạch cho dù là hài cốt cũng muốn ưu tiên bán cho ta chỉ là không biết lục phong thương hội có nguyện ý hay không bất quá ta có thể ra giá cao bọn họ là thương hội chắc là lợi ích làm đầu hiểu được như hà quyền hành những ngày kế tiếp lâm mặc ngữ hiếm khi rời khỏi gian phòng chiến thuyền trên đỉnh vật phẩm vẫn còn ở duy trì liên tục đổi mới lâm mặc ngữ thỉnh thoảng sẽ đi xem một cái cũng không có gì trung ý mặt hàng đạo tôn cảnh pháp bảo không ít có thể tối đa cũng chỉ có thể đối phó đạo tôn tam cảnh phía dưới những người đó liên tứ cảnh đạo tôn đều khó có thể đối phó loại vật này đối với hắn vô dụng đại đạo bất diệt đan cũng chưa từng xuất hiện hiển nhiên đồ chơi này cũng đồng dạng rất thưa thớt thời gian ngày lại ngày trôi qua lục phong viễn ngẫu nhiên còn có thể qua đây cùng lâm mặc ngữ tán gẫu một chút hai người đông lạp tây xả hàn huyên rất nhiều từ trong miệng hắn lâm mặc ngữ đã biết một ít có quan hệ ở đông châu sự tình đông châu cực kỳ hỗn loạn nên tộc tuy là đã thành lập một ít thành trì đồng thời phân chia địa bàn nhưng chiến tranh như trước không dứt nhân tộc 640 thành trì cũng thường thường bị yêu tộc cùng linh thú công phá thương vong trảm trọng đôi khi trung tộc cũng sẽ qua đầy náo nhiệt bất quá chủng tộc là bất kỳ chủng tộc nào còn không sợ ai cũng dám trêu long tộc cùng chủng tộc là tử địch thường thường đại chiến giữa lẫn nhau đại chiến căn bản không phân thời gian địa điểm nạp mặt liền giết mặc kệ thắng bạn chỉ phân sinh tử nếu như cảnh giới cao địa cái kia đại chiến sẽ lan đến tảng lớn phạm vi thường thường có nhân tộc cùng yêu tộc thế lực bởi vì bọn họ đại chiến mà bị phá hủy liền báo thủ cũng không tìm tới ngươi từ mặt ngoài nhìn qua nhất bình hòa chính là bách thảo liên minh những thực vật kia bất quá cũng chỉ là ngoài mặt nếu như nơi nào xuất hiện có linh tính thực vật bọn họ sẽ tựa như nổi điên qua đây thủ hộ ở bọn họ trong mắt sở hữu linh tính thực vật chính là tộc nhân của bọn nó bách thảo liên minh không gì sánh được đoàn kết đồng thời nhận thức tử lý thực vật hệ bọn họ có kinh người sinh mệnh lực rất khó đối phó nếu là không có cần thiết thật không người nào nguyện ý chủ động đi chọc giận chúng nó trừ cái đó ra trong nhân tộc bộ phận cũng không đoàn kết thường thường vì địa bàn tài nguyên đà đà sát sát yêu tộc cũng giống như thế yêu tộc mỗi bộ cũng có vô số loại đàn chi phân, đồng dạng lẫn nhau không hợp nhau, Chưa cái đó ra, còn có Phật tộc, cũng ở Đông Châu đại địa tứ diện giảng đạo, xây chi tự miếu, thu hoạch tiến đồ, chỉ là nghe Lục Phong Viễn nói, Lâm Mặc Ngữ trong đầu cũng đã xuất hiện Đông Châu đại địa có bao nhiêu hỗn loạn, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Đông Châu càng loạn, cơ hội lại càng lớn. Chương 3160, tiền vừa lộ bạch, lập tức có người để mắt tới. Chương 3160, tiền vừa lộ bạch, lập tức có người để mắt tới mây đen càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng tiêu thất ở sau lưng trong tầm mắt xuất hiện mới phong cảnh không còn là nhất thành bất biến giới hải phong cảnh cụ phong chiến truyền rốt cuộc đến đông châu vừa tiến vào đông châu địa giới lâm mặc ngữ cũng cảm giác được một cỗ túc sát vắng lặng khí tức so sánh với nam châu nơi đây càng thêm nguyên thủy tương tự với nam châu chung những thứ kia bị linh thú chiếm cứ man hoang chi địa bất quá cả thêm nguyên thủy cuồng dã hai tòa đại lục có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tình huống cuộc phong chiến thiền tiến nhập đông châu phía sau tốc độ từng bước giảm bớt, lại bay gần nửa ngày phía sau, ở một tòa tên là Song Xuyên Thành trước cập bến. Tòa thành này là cụ phong chiến thuyền ở Đông Châu trạng thứ nhất, có người nói Song Xuyên Thành cũng là loài người ở Đông Châu thiết lập, cổ xưa nhất thành chỉ. Ở thành chỉ bên ngoài trăm chỗ, nam bắc hai bên, có hai cái đại giang xuyên lưu mà qua, tốc hành giới hại. Vì vậy đạt được tên này, kỳ thực Song Xuyên Thành, khoảng cách giới hải. Còn có khoảng cách rất xa, liền cơn lốc chiến hạng khi tiến vào đại lục khu vực phía sau, còn muốn bay lên nửa ngày mới có thể tới đạt đến Chiến hạng cập bến sau đó Có một số người ly khai chiến truyền Những người này mục đích chính là song xuyên thành Không cần tiếp tục thâm nhập sâu Lâm mặc ngữ chứng kiến Rất nhiều người tại hạ chiến thuyền sau đó Lập tức mở ra thế giới quy tắc Phóng xuất người nhiều hơn Nhìn lấy dường như tới được chỉ có người vạn người Kỳ thực có vài người Một cái mang thật là nhiều người Tới được người khả năng có hơn mấy chục vạn Những thứ này dẫn người tới được Kỳ thực cũng là vì kiếm lấy bản nguyên kết tinh có thể bình an đạt đến song xuyên thành bọn họ đều hiện ra hết sức cao hứng bọn họ chỉ cần song xuyên thành bên trong chờ các loại một đoạn thời gian chờ các loại cụ phong chiến thiền phản hồi lúc bọn họ mua thêm nữa vé tàu tha trở về liền có thể thứ nhất một hồi có thể kiếm không ít bản nguyên kết tinh tiền muôn bạc biển lâm mặc ngữ tự nhiên là chướng mắt như thế chút bản nguyên kết tinh hắn bỗng nhiên cảm giác được có mấy đạo ánh mắt hướng tự xen tới ánh mắt đến từ căn phòng cách vách đạo tôn may mắn chính mình dùng thần quang mộc bọn họ thấy không rõ hình dạng của mình những thứ này đạo tôn tự hồ đối với ta có chút địch ý quả nhiên tiền vừa lộ bạch sẽ có con rồi để mắt tới rồi bọn họ nếu như tới cũng không biết là tới đạt tiền vẫn là tới tiễn tiền lâm mặc ngữ lộ ra một tia chẳng đáng nếu là bọn họ dám đến vậy liền hào hào dạy bọn họ làm người tờ cụ phong chiến thiền tiến nhập đông châu trong người này biết cập bến vài tòa từ nhân tộc không chế thành trì lâm mặc ngữ có thể ở nào đó một tòa thành trì cập bến lúc rời đi cũng tùy thời có thể ly khai tiến nhập hoàng dã không ngừng lâm mặc ngữ mọi người đều có thể như vậy chọn lục phong thường hội sẽ không quản bọn họ chỉ để ý đem người đưa đến một ngày ly khai cụ phong chiến triển cái kia sinh tử liền không liên quan gì với bọn họ thừa dịp chiến thiền cập bến lúc lâm mặc ngữ lần thứ hai làm cho tiểu vụ kiểm tra một hồi khí vận xác định chính mình phải đi phương câu lúc này khoảng cách còn có chút xa còn cần ở trên chiến truyền dừng lại mấy ngày cụ phong chiến truyền giới đi xong xuyên thành phía sau đi trước tòa thành tiếp theo đông châu bên trong thành trì không giống nam châu thành trì hùng vĩ như vậy đồ sộ, trong thành trì khắp nơi đều là chiến tranh vết tích, trên thành tường có tu luyện giả ngày đêm không ngừng tuần tra kiểm tra, một bộ tùy thời chuẩn bị đại chiến giáng dốc, Cụ phong chiến thuyền tiến nhập đông trong ngày thứ tư, bọn họ đi tới tòa thứ ba thành trì, lúc này khoảng cách giới hải đã rất xa, có thể cũng coi là đã thâm nhập đông châu đại địa. đột nhiên trên chiến thuyền trận pháp rồn rập sáng lên, đã xảy ra chuyện gì? còn ở lại trên chiến thuyền tu luyện giả rồn rập khiếp sợ, hư phi chiến thuyền nhìn ra ngoài bọn họ biết chắc là đã xảy ra chuyện lâm mặc ngữ đứng ở trên ban công dọc theo đi phương hướng nhìn lại nguyên bản bọn họ gần cập bến một tòa thành trì lúc này đã hóa thành phế tích bên trong không có một con đường sống người tu luyện thị lực đều rất tốt cách xa nhau nghìn vạn dặm đều có thể nhìn rõ xa xa bọn họ liền thấy trong thành trì khắp nơi đều dính đầy vết máu bất quá quỷ dị là trong tầng mắt không có một cỗ thi thể đừng nói thi thể liền tan toái đầu khớp xương đều không có có đạo tôn vẻ mặt nghiêm túc tòa thành này phải gọi phong kiếm thành bên trong thành hẳn là mười vạn người không chế tòa thành trì này là thiên kiếm tông không nghĩ tới tòa thành này lại bị nhân đầu xem ra trong thành người không một may mắn còn tồn tại thiên kiếm tông thành làm sao sẽ bị nhân đầu lời thiên kiếm tông thực lực không nên a à. thiên kiếm tông là nam châu đỉnh tiêm thế lực là tam đại siêu cấp tông môn một trong dĩ nhiên không người nào dám tới chọc bọn hắn hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như là yêu tập làng ra bằng không không đến nổi ngay cả một cỗ thi thể đều không có cử kiếm đạo tôn lúc này sắc mặt âm trồng trong mắt sát ý nhắm bên ngoài mạo dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuất kiếm sát nhân một dạ. lần này hắn đến đây liên tới phong kiếm thành cùng thiên kiếm tông một vị trưởng lão khác cùng nhau trấn thủ nơi này vị trưởng lão kia trước đây đã từng có tin tức truyền đến nói đông châu có chút không phải thái bình hy vọng có thể tăng số người nhân thủ vì vậy lần này thiên kiếm tông phái hắn qua đây đồng thời còn mang đến một ít lịch luyện đệ tử chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra. Phong kiếm thành lại bị nhân đổ, cuộc phong chiến truyền dừng ở phong kiếm thành trên phế tích, trận pháp vận chuyển, một vệt ánh sáng rơi xuống, thời gian đại đạo nhất thời hiển lộ ra, với thời gian đại đạo trung tìm kiếm qua đi vết tích, đã từng chuyện phát sinh ở quang ảnh trung trình diễn, thời gian đảo ngược đến 3 năm trước đây, ngày nào đó thái âm bản nguyên trên không lóng lánh, hiện ra phá lệ sáng sủa, hoang dã đại địa bên trên, đột nhiên xuất hiện đại lượng hắc ảnh, ở hắc ảnh xuất hiện cùng là thời, không trung cũng có đại lượng ô vân phi tới, hắc ảnh cùng mây đen đều là tất cả linh thú số lượng khổng lồ thực lực kinh người bọn họ phô thiền cái địa hướng phía phong kiếm thành cấp phát mà đến phong kiếm thành cấp tốc làm ra phản ứng vô số cường giả lao ra mượn phong kiếm trong thành trận pháp cùng linh thú tiến hành đại chiến đáng tiếc ở một trận đại chiến sau đó phong kiếm thành vẫn không thể nào mang trở linh thú trùng kích bị triệt để trùng khoa trong thành một số ít người xem thời cơ nhanh trốn hướng mang giã, đại đa số người bị giết chết bị linh thú giết chết huyết nhục thì cốt thành linh thú khẩu phần lương thực trận đại chiến này chung thiên kiếm tông nhân triển lộ ra chiến lực kinh người một vị đạo tôn tứ cảnh trưởng lão lấy thân hoa kiếm uy áp cả tòa chiến trường đà tiếc cuối cùng hắn vẫn là thất bại thân kiếm bị xé thành mảnh nhỏ đại đạo chân thân cũng đồng dạng băng diệt thân tử đạo tiêu sau đó linh thú nhóm bao phủ thành trì phong kiếm thành hoàn toàn tan vỡ bên trong thành tu luyện giả ngoại trừ sớm bỏ chạy đi những thứ kia không một may mắn tránh khỏi cửu kiếm thiên tôn thấy toàn thân run sắc ý đàng đàng hắn lão nha cắn chặt sau lưng kiếm không ngừng phát sinh kiếm minh kinh khủng kiếm ý từ trên người thân bốc lên quang ảnh tán đi một thanh âm từ trong truyền vang lên phong kiếm thành đã ở thú triều bên trong bị phá hủy này đứng không làm cập bến nếu có người muốn rời truyền bây giờ có thể rời đi cửu kiếm thiên tôn tiếng giống giận dữ một tiếng thiên kiếm tông nhân cho lão phu rời thiền trung kiến phong kiếm thành hắn nhất mã đương tiên lao ra chiến thuyền tại hắn sau đó từng đạo quang mang sáng lên lần này cùng nhau tới trước thiên kiếm tông đệ tử cũng vồn dập rời thiền, phong kiếm thành đã hủy muốn trùng kiến cũng không phải thời gian sớm chiều bất quá thiên kiếm tông không có khả năng dễ dàng buông tha ở chỗ này căn cứ điện đoán chừng chuyến lần sau thiên kiếm tông sẽ phái càng nhiều mạnh hơn người qua đây chiến thuyền ở sau một lát lần nữa ra tốc hướng về phương xa bay đi trong nháy mắt phong kiếm thành phế tích đã bị xa xa bị để qua thiền phía sau tiêu thức trong tầm mắt sợ